cái ký ức còn đọng trong tâm trí của thu chỉ còn là đứa em trai còn chưa cai sữa đòi trèo vào quan tài để ti mẹ cả làng tới viếng ai thấy cảnh đó cũng khóc thương họ thương cho mẹ của thu chết trẻ cũng là thương cho chị em nó mồ côi nhất là cu đông thằng bé còn quá nhỏ đến bà nội của thu sống theo lối cũ khá cổ hủ cũng đôi phen chỉnh đối con dâu thế mà giờ lại khóc thương tới cạn cả nước mắt trong lòng cụ viên, khi đó chỉ là giáo huấn con dâu để thị uy của mẹ chồng. Chứ bà cụ thừa biết, mất đi đứa con dâu hiền đức là đau xót thế nào. Này, thấy hai đứa cháu nội sớm mổ côi mẹ, sao bà cụ lại không thương tới đứt ruột? Người duy nhất không rơi một giọt nước mắt lại là bố của Thu. Người ngoài có thể nghĩ thái độ lạnh lùng là thể hiện sự cứng rắn của người đàn ông đang đau khổ, nhưng mà phải gượng mà lo chu toàn cho vợ. Thế nhưng, Người trong nhà thừa biết, lão tình khi đó đã phải lòng người đàn bà tên Nhâm. Bà ta là gái nạn dòng người xóm trên. Bởi thế mà, không chồng lại chửa, rồi sinh ra con bé Nga. Con bé đó kém thu một tuổi. Chính bà cụ viên đã năm lần bảy lượt khuyên con trai nên bỏ cái thói trang hoa để tu trí quay về yên ấm với vợ con. Nhưng lão tỉnh khi ấy như ăn phải bùa mê thuốc lúa của mụ nhâm rồi. Thế nên mặc vợ đang có thai đứa con trai của mình Lão tỉnh vẫn chỉ mơ tưởng tới bồ mà không đoái hỏi gì tới người vợ lam lũ. Cho đến khi vợ bị tai nạn chết, có lẽ đối với lão tỉnh lại là chút được gánh nặng, vừa là không sợ tai tiếng bạc tình, lại vừa có thể công khai tiến tới với bồ, thử hỏi có còn gì hả dạ hơn. Chẳng thế mà khi vừa hết 49 ngày của vợ thì lão tỉnh đã dẫn mụ nhâm về nhà, cũng gọi là ra mắt. Bà cụ viên lúc đó, tay bế thằng Đích Tôn đang khóc ngằn ngạt vì nhớ mẹ, lại thêm con cháu gái trả chịu ăn uống, khiến bà cụ đã già yếu, bị vây như đánh trận. Ấy vậy mà thằng con trai của bà cụ lại dẫn gái về nhà với giọng điệu hí hửng. Mẹ ơi, còn dẫn còn dâu về cho mẹ đây. Bên cạnh lão tình cũng có giọng phụ nữ eo ẻo lên tiếng. Con chào bà. Bà cụ ngước lên thấy người đàn bà tên nhâm thì làm ngơ rồi lại quát con trai. Anh đang làm cái gì hả anh tình? Mộ vợ anh cỏ xanh chưa kịp mọc Trên bàn thờ vẫn nghi ngút khói hương Ấy vậy mà anh đã dẫn người khác về nhà Thử hỏi Vòng linh vợ anh trên trời có siêu thoát được không Lão tỉnh nhăn mặt đáp lại mẹ già Mẹ hay nhỉ Người chết cũng chết rồi Liệu mẹ có dựng dậy cho sống lại được không Chưa kịp xuân còn sống Thì mẹ nói con phải giữ đạo nghĩa Nên con cũng không để tai tiếng gì Này cô ấy mất rồi Thì đương nhiên con hoàn toàn có thể cưới vợ mới hai đứa trẻ cũng cần người chăm lo cơ mà." Bà cụ giận dữ hơn mà la làng. "Mày có miệng vào. Tao trước giờ vẫn dạy mày sống sao cho xứng làm người. Ấy thế nhưng vợ đẹp con khôn, mày không biết điều lại đi bén mảng với cái gái tứ phương. Tao không khuyên bảo dạy dỗ được mày, là tao bất lực mà thẹt với tổ tiên. Mày có lỗi với vợ mày, còn tao cũng xấu hổ với nó. Thế mà giờ nó chết đi rồi, mày cũng không để nó được thanh thản." Nó chết oan ức tức tuổi, rồi lại thấy chồng dẫn gái về nhà khi chưa qua dỗ đầu. Liệu nó có được thanh thản không? Thế nhưng, lão tình chẳng hiểu chuyện lại cãi cùn. Mẹ hay nhỉ, chuyện quá khứ con không cần biết. Nhưng giờ Xuân chết rồi, còn có quyền đi lấy vợ mới. Đến pháp luật cũng không ngăn cấm được. Mà con lớn rồi, chứ có phải bé đâu mà mẹ cứ quản như thế. Bà cụ viên đặt thằng cháu xuống ghế, rồi chỉ tay thẳng tay vào mặt đứa cháu trai rồi đuổi. Được, vậy mày cút đi đâu thì đi, cò đèo bám nhau tới chỗ nào tùy thích. Nhưng con dâu tao nó mệnh khổ mất sớm. Tao không thể để nó nhìn thấy cái cảnh thằng chồng tôi mất dậy, dẫn gái về nhà khi mộ nó vẫn còn ấm. Lão Thành không chịu nhịn mà cự ghê hơn. Mẹ điên rồi, ai mới là con mẹ đẻ ra? Là thằng này hay là cô ta? Giờ cô ta chết rồi, mẹ còn tiếc ư? Con là cũng muốn nghiêm về đây sớm để cùng chăm lo cho hai đứa. Lại quán xuyến việc nhà cho mẹ đỡ vất vả. Nhưng mà mẹ lại chỉ nghĩ tới cô ta. Lời nói của lão tình đã khiến cho mẹ lão nổi cơn giận dữ tới đỉnh điểm. Bà cụ chạy lại góc nhà, lấy cái chổi vung lên, đuổi hai kẻ khốn nạn. Mày cút đi, thẳng rời đánh thánh vật kia, chúng mày đưa nhau đi đâu cho khuất mắt tao. Lão tình định cố chấp đôi co, nhưng mụ nhâm lại khuyên hắn. Thôi anh, để mẹ bình tĩnh đã, rồi khi khác mình lại về. Nghe lời nhân tình, lão tình vinh mặt đáp trả mẹ mình. Còn đi đây, mẹ ở nhà cùng bọn trẻ, Bao giờ mẹ đồng ý cho con với nhâm về cả đây, thì con mới về. Mộ nhâm tiếp lời nhân ngại cũng nói. Dạ, con chào bà con đi. Bà cụ viên vung trổi đuổi. Cút, cút luôn đi đừng về. Lũ thèm tỉnh bê muội. Quần, quần giá áo túi cơm. Trong nhà, cái thu lấm lét nhìn bố mà không dám gọi. Còn bé lúc ấy thực ra muốn ôm chầm lấy ông để được bố vỗ về. Trước kia mẹ còn sống, bố đã đi suốt rồi, lại về mắng mẹ. Bây giờ mẹ mất rồi mà ông ấy cũng chẳng cần con. Thế còn thằng Đông lại chẳng hiểu chuyện mà ý ới gọi. Bố, bố. Đứa con trai đang bi bô nói chưa sõi cũng chẳng thể níu chân lão tình lại. Cũng bởi dục vọng đã lấn át tình phụ tử mất rồi. Khi về bên nhà mụ nhâm thì mụ mới lộ nguyên hình là con đàn bà nhanh nọc ghê gớm. Mụ ra giả mắng nhân tình. Sao anh nhu nhược thế nhỉ? Trước nói bỏ vợ lấy tôi thì không dám. Đến bây giờ nó chết rồi cũng không chịu cưới tôi Hay anh lại chờ mẹ anh chết Hay vợ anh cải mà Cho chọn hiếu chọn nghĩa Còn tôi Anh lại để cho chết già Rồi khi tôi chết cũng không danh không phận Mãi mãi tôi với anh Chỉ có thể là nhân tình Lão tình lại dụ dỗ mụ Em chờ anh một chút thôi Nhất định anh không để em chịu thiệt thòi nữa Mụ nhâm ngúng ngoài Chờ, chờ tới bao giờ Đến khi tôi chết già chết giặc hay sao Lão Tình lại một lần nữa quả quyết. Nhất định là anh sẽ có cách để đường đường chính chính giúp em về nhà. Em hãy tin anh nhé, chúng ta sẽ sống với nhau hạnh phúc lâu dài, giá trị một thời gian nữa. Mộ nhầm dường như lóe lên âm mưu gì, mụ liền nói nhỏ với Lão Tình. Lần này để tôi sắp xếp, anh chỉ việc làm theo tôi thôi. Chưa chờ anh thì đến bao giờ? Lão Tình gật gù mãn nguyện. Ừ ừ, anh sẽ nghe theo em hết thế rồi chưa đầy hai tháng sau lão tình lại mò về lần này lão đường hoàng ung dung đi vào nhà mặc cái nhìn gườm gườm của mẹ già lão gọi hai đứa con thu à đông à hai đứa có nhớ bố không cái thu nó chợt thấy tuổi thân mà khóc nức nở còn thằng đông lại xả vào lòng bố một cách đầy thèm khát nhìn cảnh đó bà cụ biên không nỡ đuổi con trai mà buông tay đang thêm trầu rồi hất hàm hỏi anh về đây làm gì Lần này lão Tỉnh cười hi hi trả lời mẹ. Thì con phải xin cưới chứ làm gì? Bà cụ Viên trợn mắt quát. Thằng mất dậy, mày nói cái gì hả? Tao cấm, cấm tiệt nghe chưa? Lão Tỉnh thản nhiên đáp lại. Mẹ không cho con cưới cũng được, nhưng để có lấy sổ hộ khẩu để con đi đăng ký kết hôn, con không thể để con của con là đứa trẻ vô thừa nhận được. Thằng ấy đã lão hóa, lại nghe những lời như sấm sét, bà cụ Viên không tin về những gì đã nghe mà hỏi lại. Cái gì? Mày nói cái gì cơ? Lão tỉnh thản nhiên đáp lại. Nhầm có thai với con rồi. Bà cụ lặng người, biết nói sao? Chẳng phải chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra hay sao? Bà cụ, vì chẳng muốn chuyện này xảy ra, nên bị sốc chứ chẳng bất ngờ. Ở trong nhà Thu đang đưa võng cho em. Nó đủ hiểu rằng bố sẽ cưới vợ mới. Hàng xóm cũng đã nói với nó là nó sẽ có mẹ kế. Còn bé không muốn điều ấy một tí nào. Nó muốn mẹ Xuân thôi, mọi người xung quanh đều nói rằng mẹ kế xấu lắm mẹ kế chính như mụ gì ghẻ trong chuyện ấy bà cụ viên cũng lấy làm khó xử xét bởi lý thì bà cụ không cấm được thằng con trai lấy vợ mới khi vợ nó đã chết thế nhưng về tình thì khó lòng mà chấp nhận được một kẻ vợ chưa qua dỗ đầu đã đón vợ mới về nhà mà cái cơ bản là bà cụ viên không ưa gì mụ nhâm đôi mắt đã đủ trải nghiệm cuộc đời đã chỉ rõ cho bà cụ biết người đàn bà ấy là loại chẳng lấy gì là tốt đẹp cũng phải thôi một kẻ biết người ta đã có vợ mà vẫn bám lấy mồi chài hàng mấy năm trời thì lấy gì gọi là tử tế từ ngày thằng con trai rời đánh thánh đâm vậy thông báo con nhân tình của nó có thai thì bà cụ biên suy nghĩ mãi không cho bọn nó toại nguyệt thì không đành mà để chúng nó cứ ở với nhau rồi đẻ con thì người ta cũng biết mà cười thôi nhưng miễn cưỡng cho chúng hợp pháp tới với nhau thì bà cụ ấm ức lắm Thế rồi ba ngày sau, hai kẻ đó dẫn nhau về nhà, thì bà cụ viên cũng phải ra quyết định. Lần này về đây, mụ nhâm ăn mặc đàng hoàng chân quê, thể hiện là một phụ nữ thục đức với nét mặn mà. Mụ nhẹ nhàng chào trước. Con chào bà. Bà cụ viên khó chịu đáp lại. Không dám, chào cô. Nhà tôi vách đất mái tranh, cô lại không chê, mà muốn ngự thì phúc đức cho nhà tôi quá. Trước lời móc mỉa mát mẹ của mẹ nhân tình, khiến mụ nhâm tái mặt, lập tức lão tình binh mụ này mà trách cứ mẹ già. Kìa mẹ, sao mẹ cứ nói cái kiểu châm chọc ấy nhỉ? Nhầm cũng đã về đây rồi. Mẹ giận con, chứ sao lại giận lây cả cô ấy? Mà cô ấy còn đang mang thai đứa cháu của mẹ nữa. Đứa bé nó làm gì nên tội? Mẹ nói thế, là tội của nó hay sao? Bà cổ viên lại thêm bực bội mà quát. ảnh nín đi, thứ chồng tệ bạc, thứ cha không xứng làm cha. Người ta đẻ con ngoan thì mát lòng rười rượi. Tội đẻ ra cái loại như anh thì đáng ném bẻ trôi sông. Tội của tôi là sinh ra thằng khốn nạn như anh trên đời. Lão tỉnh nghe mẹ mắng thì lấy làm oan ức. Lão chẳng thấy mình đáng bị xỉ vả như thế nên khủng lên mà cự lại bà cụ. Mẹ già rồi thì biết gì chuyện thời thế. Người không vì mình mới là đứa ngốc. Trước Xuân cứ ôm rơm nặng bụng rồi cố đấm ăn xôi. Lẽ ra biết con không còn tình cảm thì phải tự mà ly hôn chứ. Ai bắt cô ta hy sinh chịu đựng rồi lại đau khổ để làm gì? Con không cần cô ta hy sinh vì con, thì sao lại bắt con cảm kích? Đó là do cô ta tự lựa chọn, còn phải sống cho con. Với Xuân, con đã không còn tình cảm. Nếu mẹ không chấp nhận cho con đến với Nhâm, thì con sẽ tự quyết định. Con sẽ đến ở với Nhâm và xây dựng gia đình hạnh phúc mà không cần ai chấp thuận nữa. Xin mẹ đừng trách con bất hiếu. Những lời nói của thằng con nghịch tử như ngàn bụi dao đâm vào tim của người mẹ già. Bà cụ viên đã không kiềm chế được mà ném cái chén uống nước về phía lão tình, nhưng mà lão né được, cụ viên lại quát ầm ĩ: cút cút khỏi nhà tao, chúng mày không xéo thì bà già này liều sống chết với chúng mày. Lão tình thấy mẹ mình nổi cơn thịnh nộ chưa từng có, thì định kéo nhân tình chạy. vậy nhưng mụ nhâm cao tay hơn, mụ bình tĩnh để thực hiện khổ nhục kế. lập tức mụ nhâm quỳ xuống trước mặt bà cụ viên mà cầu xin. con xin bà, trước là con đã có lỗi và vỡ hạnh phúc của gia đình nhà anh tình. Cũng bởi tình con với anh ấy không dứt được. Tất cả là lỗi của con. Nhưng mà bây giờ còn có giọt máu của anh tình rồi. Con xin bà thương để bù đắp lỗi lầm ạ. À. Con xin thể sẽ yêu thương bé Thu với bé đông như con mình. Bà cũng biết yêu ai yêu cả đường đi cơ mà. Con yêu anh tình cho nên con nguyện yêu cả con của anh ấy. Còn mong bà nghĩ lại làm thế nào để trọn vẹn. Lời mụ nhâm nói đúng là thấu tận tâm can bà cụ biên nghe thì đau lòng mà cũng chẳng thể trách thêm bà cụ như bị thu phục mà ngồi thụp xuống ghế đôi mắt bà cụ nhìn về xa xăm rất trầm ngâm thế rồi bà cụ cũng nói được chúng mày muốn đến với nhau cũng được nhưng đi đăng ký kết hôn rồi tự mà dẫn nhau về mà ở Tào cưới cho con trai một lần không có lần hai hai kẻ đó như không tin vào tay mình cả lão tình và mộ nhâm nhìn nhau như để tự hỏi chúng vẫn tỉnh hay là đang mơ ở ngoài hiên, cái thu lặng lẽ khóc, nó biết nó có mẹ kế thật rồi. Dù không muốn, nhưng một đứa trẻ thì không biết bày tỏ thế nào. Nó làm sao dám nói với người lớn rằng nó không thích người đàn bà ấy làm mẹ nó. Còn bé với trái tim vụn vỡ không biết phải làm sao. Cũng giống như bao lần chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau, rồi bố đánh mẹ, đều bất lực không biết có cách nào ngăn cản chuyện đó. Dù nó thương mẹ nó lắm, nhưng chẳng là một đứa trẻ con thì nó làm được gì đây. Một tuần sau, hai kẻ giả nhân ngãi non vợ chồng đó chính thức về với nhau mụ nhầm được lão tỉnh đón về nhà với vali quần áo và túi đồ lặt vặt chứ chẳng có lễ cưới hỏi đón dâu gì cả đã thế mụ phải gửi con gái về nhà mẹ đẻ thì đau rứt ruột Lòng mụ sụp sôi nỗi căm hận vì sẽ phải chăm con người mà chẳng thể chăm con mình đương nhiên mụ nhâm sẽ không để yên mọi chuyện như thế nhất định mụ sẽ tìm cách đón con gái mụ về đây nhưng trước tiên phải lấy lòng mẹ chồng cái đã. Về đến nhà, lão tỉnh lăng sang sách vali cho vợ. Còn mụ nhâm bước vào nhà, cười chiều mến một cách giả tạo với bà cụ viên. Con chào mẹ. Nghe lời chối tai nhưng mà chẳng thể bắt bẻ. Bà cụ viên đáp lại con dâu. Chị vào trong cất đồ đi. Mụ nhâm cúi đầu lễ phép rồi theo lão tỉnh vào phòng. Vừa vào trong, mụ nhâm đã giật mình vì nhìn thấy ảnh của vợ cả đặt trên chiếc bàn nhỏ trong góc phòng. Lẽ nào bà cụ cố tình đặt ở đây để dọa dẫm mụ. Hay là bà cụ có ý nhắc nhở, mụ đừng có quên căn phòng này, vốn là của vợ đầu. Mụ nhâm sợ hãi léo nhéo lão tình. Sao lại để nó ở kia? Lão tình đáp lại với cái giọng hoàng hốt. Thôi chết, tôi quên. Tức thì, lão úp ảnh người vợ đầu qua cố xuống mặt bàn mà chẳng may nghĩ ngợi ở trong lòng. Đến tối, khi cả nhà ăn cơm, bà cụ viên nói với đứa cháu gái. Thù à, cháu nghe lời bà nói này, từ nay cô nhâm sẽ là mẹ cháu cháu chào mẹ nhâm đi con bé đang bưng bát cơm mà run rẩy nhìn bà rồi nhìn mẹ kế nhưng nó quyết không mở lời đến khi lão tỉnh sốt ruột thì mắng con gái lớn mày câm à mở miệng chào mẹ một câu cũng không nói được bà cổ viên bên cháu mà mắng con trai mày im miệng đi tự nhiên bắt nó gọi bằng mẹ thì đứa nào nó chịu cái gì cũng phải có thời gian Mộ nhâm lại lấy lòng mẹ chồng mẹ dạy phải lắm ạ à. Còn sẽ cố gắng gần gũi hơn với hai đứa. Còn tin tình, tình thương của mình sẽ cảm hóa được lũ trẻ. Bà cổ viên thở dài đáp lại. Tôi cũng chỉ mong chị làm được như lời chị nói. Chúng nó đã rất thiệt thòi rồi. Chị hãy thương lấy chúng. Sáng hôm sau, khi cả nhà đang ăn sáng, bà cổ viên nói với con dâu mới. Tôi đi chợ mua đồ. Chị bón cháo cho thằng Cú Đông nhé. Mộ nhầm trả lời với giọng ngọt sớt. Vâng ạ. Thế là mụ đưa tay bế thằng con trai chồng mà cưng nựng. Con trai ngoan của mẹ, há miệng ra nào, mẹ bón cho giống vàng ăn nhá. Của động vật còn lạ, nên sợ hãi khóc thét lên, mụ nhâm lại dụ dỗ Ngoan nào ngoan nào, nín đi đừng khóc nữa, ăn xong mẹ dẫn đi mua bim bim nhá. Thằng bé bị dỗ thì liền không khóc nữa, nhưng ánh mắt ngây ngô vẫn lấm lét nhìn mẹ cấy một cách sợ hãi. Bà cụ biên thấy con dâu mới dỗ được cháu nội, thì yên tâm đứng lên rồi xách làn đi chợ. Lúc này, mụ nhầm mới bỏ lớp mặt nạ mà thay đổi sắc mặt. Sau đó, mụ đặt cô đông xuống ghế rồi nhức chồng. Anh bón cho nó ăn đi. Hơi đâu mà bắt tôi vừa dỗ vừa bón. Còn anh thì anh phải chủ động chăm chứ. Lão tình nhẹ nhàng. Thì mình chả dặn tôi là cứ để mình làm theo ý mẹ cho bà ấy vui lòng còn gì. Mụ nhầm rít lên. Thế anh không thấy là mẹ anh đi vắng rồi à? Tôi nói để anh biết tôi không dở hơi mà nuôi con tu hú. Nhất định, tôi sẽ đón cái nhà về với tôi. ảnh đã hứa rồi đấy. Cái loại đàn ông không lo cho tôi được, thì tôi cũng trả báo đâu. Lão tình bị vợ mới mắng mà không dám cãi câu gì. Lão vội vàng cun cút, nghe lời mụ nhâm mà bón cháo cho đứa con trai. Thế nhưng, mụ nhâm quay sang lại thấy ánh mắt giò xét của đứa con gái chồng nhìn mình thì liền nóng mặt quát cái thô Mày có đớp nhanh không thì bảo, những cái gì mà nhìn? Cái mặt mày giống hệt con mẹ mày, chồng đến là ghét. Cái thôi chẳng vì lời mẹ kế sợ hãi quay đi. Cũng bởi nó đã đủ hiểu, mẹ kế không thương nó. Trong tâm khảm của Thu thấy ghét bà ta, còn mụ nhâm lại không nhịn nổi cái nhìn đều của đứa trẻ 5 tuổi mà lại tiếp tục dọa nạt. Mày lượm gì tao? Ba cái tuổi nhóc danh đã mất dậy rồi. Mày tin, tao móc mất mày ra không? Thế rồi con bé lạnh lùng cúi xuống ăn hết bát cháo. Cũng bởi nó biết bố nó không bênh nó đâu, ông ấy còn mắng Nghe lời mẹ mày chưa? Con này, sao bây giờ mày liếu láo thế nhỉ? Trẻ con, đã hư hỏng thì ai thương được? Mắng con xong, lão tỉnh lại quay sang nghịch bợ vợ mới. Đấy, mình thấy không? tuy nó hơi cứng đầu, nhưng không phải là không bảo được. Mụ nhâm lườm chồng. Anh cho thằng của nợ ấy ăn nhanh lên, rồi phụ tôi làm việc nhà đi. Đến khi bà già về, mọi việc phải xong xuôi, thì bà ấy mới hài lòng. Gớm, mệt cả người. Lão tỉnh lại dỗ dành chịu khó một thời gian thôi trước kia xuân cũng bị mẹ để ý lắm nhưng sau đó bà thấy hài lòng nên lại rất mực thương yêu mụ nhầm dãy này lên đấy anh vẫn còn nhớ vợ cũ thế cơ à tôi không phải nó nhé anh đừng có so sánh nó với tôi chỉ có nó mới ngu si chịu sống chịu chết với một kẻ không thương thôi lão tình xị mặt lại bị lấy lòng vợ mới mà nhấc móc người vợ đã khuất đây là tôi nói thế trừ mình thừa biết tôi chẳng yêu cô ta Tôi chỉ yêu mình thôi. Mộ nhầm lại được thể trèo kéo. Thế anh nói anh yêu tôi, mà bắt tôi chịu bất công thế à? Tôi phải chăm sóc còn anh, trong khi con tôi đẻ ra thì chẳng được chăm sóc. Lão tình đáp lại. Thì mình cứ từ từ mà chờ. Trước tiên á, mình phải lấy được lòng mẹ đã, sau đó tôi sẽ lựa lời nói. Chứ bà đã miễn cưỡng đồng ý cho mình về đây mà chấp nhận mình là dâu. Bây giờ nói cho con riêng của mình về luôn, sợ bà lại không chịu, rồi sau này lại mâu thuẫn hơn với mình. Mộ nhâm xỉ mặt giận dỗi. Tôi không biết. Tất cả là do anh đấy. Anh hứa thế nào thì phải làm. Lão tỉnh gật đầu. Ừ, tôi hứa với mình. Mộ nhâm cắm đầu ăn mà chẳng thèm nói câu nào nữa. Còn lão tình bón cho con trai ăn xong thì liền đi giặt quần áo. Đến khi bà cụ viên về thì lại thấy con dâu mới đang quét dọn. Còn hai đứa cháu chơi vui vẻ ở sân thì lấy làm hài lòng. Lúc ấy bà lại nghĩ. Cho con trai lấy vợ hai sống cũng tốt. Bà cụ lặng lẽ xách làn đi vào bếp, thì mụ nhâm thấy mẹ chồng thì lễ phép chào. Dạ, mẹ về rồi ạ. Bà cụ viên dường như đã mở lòng hơn nên đáp lại một câu. Ừ, đó cũng chỉ là một từ thôi, nhưng lại là cánh cửa mở ra cho mụ nhâm. Từ đó, mụ ra sức lấy lòng mẹ chồng. Trước mắt bà cụ viên thì mụ nhâm tốt với hai đứa con chồng, nhưng sau lưng thì mụ mắng nhức xéo sắt. Mụ nhâm thực tình còn muốn hai đứa trẻ, nó biến khỏi mắt mụ mà nó theo mẹ nó thì lại càng tốt. Hôm đó không hiểu do thân làm ác tâm nên bị dày vò, hay do mụ nhâm cứ hay nghĩ tới bà vợ quả của chồng, mà đến đêm mụ lại mơ thấy chị Xuân. Mụ nhâm nhìn rõ chị ngồi dưới cuối giường khóc than. Sao cô nhẫn tầm thế? Đã cướp chồng rồi lại ác với con tôi. Với bản tính của kẻ chơi chẽn, mụ nhâm cứ ngẫu như đang bị chị Xuân trách cứ trong thực tại, nên mụ lại mắng trả. Tao thế đây, mày giỏi thì giữ đi, Tao nhất định sẽ cướp hết những thứ thuộc về mày. Thế nhưng sau đó, chị Xuân xông tới bóp cổ, khiến mụ không thở được mà cua khoáng chân tay loạn xạ. Nằm bên cạnh vợ, lão tỉnh lấy cho vợ tỉnh dậy rồi hỏi mụ nhâm. Mình làm sao thế? Mụ nhâm toát mồ hôi, trợn trừng mắt lấy lại bình tĩnh rồi mới nói. Tôi, tôi mới thấy nó về dọa. Lão tỉnh không hiểu thì lại hỏi lại. Nó, nó là đứa nào? Mụ nhâm bực bình quát. Nó là con Xuân, anh mau mau kiếm tiền, Thầy hết đổ trong phòng này đi, hay là anh muốn mẹ con tôi không sống nổi? Lão tỉnh tiêu nghỉu, ôm dỗ sành vợ chứ chẳng dám cãi. Tưởng rằng mụ vì sợ vợ cả của chồng sẽ không dám làm hại hai đứa trẻ. Thế nhưng, lòng mụ lại sụp sôi hơn bao giờ hết. Mụ muốn tuyên chiến với cả người chết. Đến hai tháng sau, mụ nhâm cũng mang thai tới tháng thứ ba. Thế là mụ lại dựa vào cái tay để rời trò. Cả ngày, mụ kêu rên mệt mỏi chẳng ra khỏi giường. Tới bà cụ viên cũng sốt ruột mà mang bát cháo vào phòng cho mụ. Tuy bà cụ không ưa con dâu thứ, nhưng vì đứa trẻ trong bụng mụ nhâm nên lại xuôi lòng. Bà cụ đặt bát cháo để trên bàn phấn, rồi làm vẻ lạnh lùng nói với mụ nhâm: "Chị ăn đi, chưa còn làm đúng với ai, lo cho con mình đi." Biết mẹ chồng đã động lòng, nên mụ nhâm thều thào nói: "Con không muốn thế này đâu ạ, nhưng cháu mẹ hành con ghê gớm, Phần vì nhớ chị nó quá, nên con không chịu nổi." Vừa nói, mụ lại vừa rơi nước mắt. Bà cụ viên cố làm như không nhìn thấy mà quát. Ăn đi, nguội bây giờ. Đàn bà chửa đẻ là thương tình. Phải biết thương mình, chứ chờ ai thương mà còn làm mình làm mẩy Mụ nhâm lại khóc dữ hơn. Mụ kéo tay mẹ chồng mở cầu xin. Trước tới giờ, con chỉ sống với con gái. Nó là máu thịt của con. Này phải xa con gái thì con không chịu nổi. Con xin... Đoán biết ngay mục đích của con dâu, nhưng không để cho mụ toại nguyện, nên bà cụ viên chặn học ngay. Thôi được rồi, để tôi gọi thẳng tỉnh đi đón con bé đến ở vài hôm. Đương nhiên là lúc này, mụ nhâm không thể nói gì thêm. Bà cụ viên biết ý định của con dâu là đón con riêng về ở cùng. Nhưng thế đâu có được. Bà cụ chỉ cho phép con dâu về thăm con riêng hay đón con bé về đây chơi mà thôi. Cũng bởi bà cụ thừa biết chuyện con riêng, con trông phức tạp. Rồi chưa kể con dâu lại có thể vì con riêng mà bạc đãi hai đứa cháu của mình. Bà cụ nhất quyết phải bảo vệ hai đứa trẻ tội nghiệp đó. Tức thì bà cụ gọi con trai. Anh Tình, lại đây tôi bảo. Lão tỉnh vừa chạy lại thì bà cụ liền dặn dò. Anh đi đón con bé con của chị Nhâm tới đây. Lão tỉnh vui vẻ. Vâng ạ. Lão tỉnh vui vẻ vâng lời đi luôn. Việc hạnh phúc nhất của lão là làm vợ mới vui vẻ. Với lão thì mụ Nhâm là chân ái. Thế nhưng con Nga lại nhiễm thói của mẹ nó nên rất thư thân và đồng đành. Khi bố dưỡng dẫn nó vào nhà thì suối nó. Con chào bà nội đi, con bé này đáp lại rành rọt. Con làm gì có bà nội? Mẹ con bảo con không có bà nội hay là bố gì cả. Mà con cũng không cần được bọn chúng. Chỉ cần mẹ với bà ngoại là được rồi. Bà cụ viên chẳng chấp trẻ con, nhưng có vẻ không vui. Nói đúng hơn là không thích kiểu dạy con của mụ nhâm. Trong phòng mụ nhâm nghe con nói, cũng giật mình mà chạy ra, mụ bảo nó. À, mẹ cũng đã nói chú tỉnh giờ là bố con rồi mà. Còn đây là bà nội, con nhớ chưa? Thế nhưng con bé vênh mặt chẳng thèm trào Rồi tới bữa nó ăn hết chiếc đùi gà của mình Thì giành liên chút đùi gà của thu Hồn nhiên nói Con kia mày đưa cho tao Không đưa tao đánh chết mẹ mày Tức thì nó giật luôn chiếc đùi gà trên tay cái thu Khiến cái thu ấm ức khóc ỏa lên Còn bà cụ viên thì sững sờ Trước thái độ mất dạy của đứa con riêng Mà con dâu sinh ra Phần mụ nhâm cũng bực vì con gái làm xấu mặt mình Mụ cũng không ngờ chiều con quá Mà nó lại láo như vậy lại cũng sợ mất lòng mẹ chồng nên mụ quát con gái. Trả đứa gà cho bạn, nhanh lên. Còn ngà cãi lại. Không, mẹ chả bảo cái gì mình thích thì phải cố có bằng được cơ mà. Đứa con hứa khiến cho mụ nhâm giận quá mà không kiềm chế được. Mặc mẹ chồng và chồng can ngăn, mụ vẫn lôi nó ra đánh. Mụ cứ thế mà vỗ vào mông con đen đét. Đến khi đánh nó lằn vết tay mà mẹ chồng cản lại thì mụ mới thôi. Thế nhưng, tuy đánh con mà mụ cũng rót đứt cả ruột. Càng như vậy, mụ lại càng muốn đưa nó về đây. chưa lũ con chồng thì báo gì, mụ phải đánh con mụ một, thì có ngày hai đứa nhãi kia phải trả lại mười. Hôm sau, mụ nhâm lại nói với bà cụ viên. Thưa mẹ, mẹ cũng biết con bé nhà con không được dạy dỗ đàng hoàng, thành ra cháu nó thiếu lễ độ và phép tắc ạ. Nên con xin mẹ, cho cháu nó ở đây một thời gian, cho con dạy bảo ạ. À. Tuy không vui, nhưng bà cụ viên không thể thẳng thừng phản đối nên mới nói. Chị nói cũng đúng, nhưng ở lâu cũng bất tiện, nhà đông trẻ con, chị lại đang có thai. Nếu chị cảm thấy cần dạy nó, thì cứ để con bé ở đây một vài hôm nữa. Mụ nhầm lệ phép, con cảm ơn mẹ đã thương ạ. À. Thế nhưng, con bé Nga ở đến cả tháng trời mà mẹ nó vẫn chẳng có động tĩnh gì là đưa nó về nhà ngoại. Bà cụ viên không thể thể hiện thái độ rõ ràng với con dâu, nhưng lại gọi con trai ra mà ca thán. Anh liệu mà nói với vợ, rồi đưa con riêng của chị ta đi về nhà ngoại đi nọ ăn ở chẳng đáng là bao nhưng mà con chung con riêng sợ con anh con tôi lại rất phức tạp lão tỉnh mặt tiêu nghịu đáp lại con biết rồi ạ à, để con lựa lời nói với nhâm mà mẹ cũng thấy đấy từ khi con bé nga về đây sống vợ con khỏe ra nhiều cũng bởi cô ấy được gần con gái nên tâm trạng tốt hơn sợ đưa con bé về thì sợ vợ con lại phát tâm bệnh mất thôi bà cụ viên xua tay anh cứ nghe tôi thì gia đình mới yên tâm chị ấy đã chấp nhận xa con để được về đây. Giờ tư cách gì mà trách móc? Hơn nữa, tôi cấm anh, thầm nòm con bé đó đâu. Thế nên trừ khi tôi chết, bằng không á thì đừng hỏng đưa nó về ở hẳn đây. Rồi cạnh con anh con tôi con chúng ta, sẽ làm nhà ta loạn lên. Lão tình không thể cãi được, nên xỉ mặt ra rồi đi chỗ khác. Trong phòng thì mụ nhâm đã lần ra cửa hóng và nghe hết câu chuyện của hai mẹ con họ. Hai hàm răng mộ cứ nghiến lại thật chặt, trong đầu mộ xuất hiện những ý đồ đen tối và những suy nghĩ sâu xa về mẹ chồng. Đi vào trong giường nằm, mộ lầm bẩm rùa. Bà già chết tiệt, tưởng có dấu cũ thế mà không chết theo nó luôn đi. Bà và nó hãm tôi bao lâu nay rồi mà chưa hả ư. Rồi sẽ có ngày, bà biết tay tôi. Đến tối, vợ chồng nằm cùng giường thì lão tỉnh mới nói nhỏ với vợ. Mình này, tôi nghĩ mình nên đưa cây Nga về nhà ngoại rồi. Nó cũng ở đây ngót tháng trời. Nhà đông trẻ con, cứ trí tróe suốt ngày mà mình có thai cũng đang yếu tạm thời đưa nó về nhà ngoại đã sau này mình sinh con ra rồi bọn trẻ nó lớn hơn một chút thì tôi sẽ tìm cớ đón bé nga về đây ở cùng luôn Bộ nhầm hỏi ngược lại chồng thế đây là ý anh hay ý của mẹ anh lão tình sợ làm mất lòng vợ lại sợ mẹ và vợ giận nhau nên nhận bừa là tôi ý của tôi đấy chỉ là tôi thương mình đang bầu bí ngén ngẩm lại phải chăm lo cho ba đứa trẻ thì vất vả quá. Mà nhiều lúc tôi muốn giúp mình, nhưng mẹ có ở nhà nên lại sợ mẹ không vui. Mụ nhầm nói dỗi. Gớm, tôi chẳng biết tổng bụng dạ của mẹ anh đấy à? Nhưng thôi, chẳng thể cãi lời bà ấy được. Vậy sáng mai, anh đưa cây ngà về với bà ngoại cho tôi. Lão tỉnh thấy vợ có vẻ can tâm chấp nhận dù là miễn cưỡng, nhưng lão vẫn vui. Cũng bởi như thế nên lão an tâm ôm vợ ngủ. Mà lão nào đâu biết trong tâm trí mụ nhâm đang sực sôi Nóng như lửa đốt thì làm sao mà chợp mắt được. Càng nghĩ, mụ lại càng căm mẹ chồng. Mụ muốn con gái mụ có chỗ đứng trong nhà này. Thậm chí là nó phải được trọng vọng. Có lẽ phần nào đó thì mụ cũng đúng. Chỉ có điều, mụ lại quá ích kỷ. Hơn nữa, mụ lại nhân danh tình yêu con mà thành điên dại ác ma. Vì con Nga, mụ không từ việc trả đạp bất cứ một ai. Bên cạnh tiếng lão tỉnh ngáy khò khò, khiến mụ thêm khó chịu tới điên cả tiết không lẽ lại, lại vả cho lão vải phát. Nghĩ vậy, nhưng mụ giơ tay định vả mà lại thôi. Thế là mụ lại hậm hực, hất tay lão tỉnh ra, mà với cái gối ôm rồi dựa lưng vào thành giường. Mụ càng nghĩ tới con gái, thì mụ lại càng muốn giết chết hai đứa con chồng. Theo mụ là vì có bọn chúng, nên con mụ mới bị hắt thổi và không được đón nhận. Lại còn bà già mẹ chồng khó ưa, khiến cho mụ ức chế mà không làm gì được. Nghĩ ngợi tới quán nửa đêm, thì mụ nhâm lại muốn đi chút bầu trời tâm sự cho nhẹ lòng sạch ruột. Thế là mụ lần mò theo ánh đèn ngủ heo hắt mà ra ngoài nhà vệ sinh. Đến khi quay về, mụ đi qua bếp suýt đập mặt vào cái âu mỡ lợn mà bà cụ viên treo lủng lẳng gần cửa bếp để tránh mèo. Bực mình, định trời thề, nhưng mụ nhâm lại nghĩ ra cách thâm độc để trả thù mẹ chồng. Mụ nghĩ ra ý tưởng tạo hiện trường giả là bị mỡ đổ ra rồi răng bẫy cho mẹ chồng bước vào mà chân ngã để hà giả. Nghĩ là làm, mụ nhâm đổ lênh loáng mỡ lợn ra ngay chỗ cửa, từ nhà xuống bếp, rồi nhỏ một đường, đến ngang chỗ treo ông mỡ thì dừng lại. Trong Âu còn chút mỡ, thì mụ phần lại rồi đặt nghiêng miệng Âu như làm mỡ bị đổ rồi chảy từ đó ra đến cửa. Bậy xong cái bẫy hại người, mụ nhâm thoải mái như bỏ được cánh nặng. Sau đó mụ quan khoái mà lên giường đánh một giấc. Ông trời đôi khi cũng chớp mắt nên khiến kẻ tàn ác được hạ hê Đến tầm 4 giờ sáng, khi phía đông còn chưa hửng sáng thì bà cụ Viên lại lọ mọ dậy đi vệ sinh như một thói quen. Khi bước đến cửa bếp, bà cụ mắt nhắm mắt mở, dẫm vào đống nước mỡ mà bị trượt chân ngã đập đầu vào góc tường. Bà cụ không kịp kêu một tiếng, nhưng trước khi bất tỉnh thì bà cụ nắm được vào cái rổ bát. Cũng vì rổ bát bị tác động nên rơi xuống mà khiến bát trong đó văng ra nền, tạo nên những tiếng động lớn ở trong phòng, lão tỉnh giật mình tỉnh dậy cũng vì tiếng động đó. Lão theo phản xạ mở mắt luôn rồi bật dậy. Nhưng cũng may, lão lại nhớ ra là phải bật điện lên. Phần mộ nhâm lúc đó cũng tỉnh giấc mà nói với theo. Mình cẩn thận đấy. Biết lỡ lời, mộ vội lấy tay bịt miệng rồi dậy theo chồng. Khi lão tỉnh xuống tới cửa bếp, thì đã thấy bà cụ nằm đó rồi. Lão tỉnh lúc này vội vã chạy lại đỡ mẹ, thì cũng bị trơn trượt, tí ngã đè vào bà cụ sau đó lão lay gọi mẹ mãi không tỉnh thì hoảng hốt nói với vợ mình gọi điện cho chú hiếu đi nói chú ấy qua đây ngay để giúp tôi đưa bà đi viện mụ nhâm cũng không dám chậm trễ mà nghe theo lời chồng năm phút sau người họ hàng tên hậu đó đến và đỡ lão tỉnh đưa bà cụ viên đi viện lúc này mụ nhâm với lo lắng bồn chồn, mụ chẳng thương hay lo lắng cho sự sống chết của mẹ chồng mà mụ lại sợ cái kế của mụ bị phát hiện thế là mụ cứ cầu trời khấn phật cho mọi chuyện êm xuôi. Sáng hôm đó, mộ chỉ nhớ bón cho con gái mình ăn, chứ còn hai đứa con chồng, mộ múc cho mỗi đứa một bát cơm nguội không, rồi quát. Đấy, cơm đấy, hốc đi. còn bé Thu nhìn mẹ kế ngân ngấn giọt nước mắt, trong miệng nó nhai cơm nguội dẻo dã như muốn rơi ra. Còn cú đông, đến cầm thìa còn chưa vững thì làm sao xúc được cơm. Thấy đứa con trai riêng của chồng làm từng hạt cơm rơi ra bàn tung tóe thì mộ nhâm lại đanh nghiến loại ăn hại Đến cho hạt cơm vào mồm để đớp mà cũng không làm được Đúng là cái lũ của nợ trời đánh Thằng cô đông còn nhỏ quá Nên trải hiểu mà cứ hồn nhiên kiên nhẫn xúc cơm ăn Dù từng hạt cơm trong thìa vào tới miệng Có 10 hạt rơi tới bảy Riêng con bé thu thì tủi thân Lại mếu mau khóc Thế là mụ nhâm lại mắng Khóc cái gì mà khóc Ai ăn hết phần của mày à Cái loại nước mắt cá sấu Động tí là rơi nước đáy nhện Mày cứ làm như ai cũng véo ra xẻo thịt mẹ ấy nói rất câu thì mụ lại quay ra cưng nựng con gái con gái miệng to ra mẹ đút nào con gái ngoan á phải ăn hết bát cháo này nghe không đời này đúng thật là khắc máu thì dễ tanh lòng mụ nhâm chỉ cần biết con mình đẻ ra mà không mảy may động lòng thương hai đứa trẻ mồ côi dù con mụ còn lớn hơn cô đông và bé hơn cái thu có một tuổi nhưng mụ chỉ thấy con gái mụ đáng được thương yêu đang lúc đó thì lão tình gọi điện về thông báo. Mình à, mẹ được bác sĩ chuẩn đoán là bị chấn thương sọ não rồi. Ở tuổi của mẹ thì khó bình phục lắm, tôi e là mẹ sẽ không tỉnh táo được nữa. Mụ nhầm nghe chồng nói thế thì lấy làm thích thú. Thế nhưng, mụ lại giả vờ lo lắng mà trả lời lão tình. Trời ơi, thật thế ư? Ôi, thế thì cũng tội cho mẹ quá, thế bây giờ phải làm sao đây? Đầu bên kia nghe được câu nói của vợ, thì lão tịnh lại xúc động, muốn chảy cả nước mắt lão nghĩ rằng dù vợ không bằng lòng với mẹ mình nhưng vẫn là có phần cảm thông nên nhẹ nhàng nói là con bà ấy đẻ ra thì thế nào tôi cũng phải chịu nhưng tôi thương mình vì sẽ phải chịu khổ vì mẹ cùng với tôi mụ nhâm lại làm vẻ đạo đức già thôi mình ạ à, em nghĩ rồi lấy gà theo gà lấy chó theo chó mình đã là vợ chồng thì tôi nào dám nề hà dù tôi và mẹ có nhiều bất đồng nhưng tôi đã là con dâu của bà thì cũng phải có trách nhiệm của mình lo cho mẹ. Lão tỉnh lúc đó không sao kể xiết nỗi niềm vui mừng của mình. Lão chỉ nói một câu. Cảm ơn mình nhiều lắm. Sau đó, hai kẻ đó nói với nhau vài câu rồi tắt máy. Mộ nhâm lại diễn một vở mang tên là kẻ vô can. Mộ khóa cửa bếp vào, rồi chờ tới tối, khi chồng về nhà lấy đồ thì mụ mới nói. Đấy mình xem, em đã khóa cửa bếp lại để niêm phong hiện trường. Sáng nay bà ngã như vậy, em sợ tiếng không hay. Em tính mình gọi công an tới điều tra để cho những kẻ xấu miệng đừng có đơm đặt. Em chỉ lo bọn chúng nó nói ra nói vào rằng mình thế nào đó mẹ mới vậy. Thế gian này người ta theo dệt đủ chuyện. Lão tình vừa mở cửa bếp vừa cười hì hì, tay lão mở khóa còn miệng đáp lại vợ. Ôi dạo, mình cứ lo cái không đâu. Chẳng đứa nào dám nói huyền thuyền đâu. Có chú hậu cũng chứng kiến rằng bà cụ bị trơn trượt mà ngã ra. Mà chuyện người già mắt kém loạn quạng ngã thì đâu có gì lạ. Cũng là do cái ô mỡ bà để không cẩn thận mà thôi. Đúng là thân làm tội đời. Nói dứt câu, lão tịch bước vào nhẹ nhàng rồi thu dọn chiến trường đó. Lão cẩn thận lau đi lau lại chỗ sàn bếp cho hết trơn. Bên ngoài mụ nhâm nhìn vào thì cười nhếch mép. Thế là vô tình ông trời đã giúp mụ. Bỗng dưng, mẹ chồng lại thành kẻ lú lẫn. Nhà này chẳng phải sẽ do chồng mụ làm chủ hay sao? Mà dĩ nhiên, mụ là người quản chồng, thế thì còn lo gì nữa. Hai đứa con chồng mụ sẽ tùy cơ xử lý. Rồi cái Nga, mụ sẽ đưa nó về đây hẳn. Con gái mụ và mụ phải chiếm vị trí thứ yếu trong cái nhà này. Còn đứa con mụ đàn bà sẽ phải là vị trí độc tôn. Trường hai đứa còn riêng kia chỉ là cái loại bỏ đi, đáng chém chết phởi thầy. Đối với mụ nhâm thì lão tỉnh cũng gọi là có tình nghĩa. Nhưng quan trọng là mụ coi lão giống như cái bàn đạp để mụ và con cái mụ có được mái nhà càng nghĩ mụ nhâm càng thấy lòng vui phơi phới ở viện tới nửa tháng thì bà cụ viên được về nhà thế nhưng bà cụ đã chẳng nhớ ai vào ai nữa vậy mà cứ thấy hai đứa cháu nội là bà cụ lại cười hành hạch dù cái điệu cười của kẻ u mê khiến bọn trẻ sợ hãi lúc đầu mụ nhâm cũng vui vẻ vì nghĩ bà cụ sẽ lú lẫn sẽ không quản được mình thế nhưng việc không tỉnh táo của bà cụ dần dần khiến mụ nhâm thấy phiền phức khó chịu tới mức muốn phát điên. Bà cụ khi này đã không còn tự chủ được việc vệ sinh nữa nên lại khiến cho mụ nhâm ghê rợn. Thấy quần áo bà cụ dính bẩn thì mụ lại ôm mồm, nôn ẹ rồi nói với chồng. Anh xem thay quần áo cho mẹ anh đi. Tôi chịu thôi. Đã bầu bí mệt mỏi. Lại suốt ngày tiếp xúc với mấy cái thứ ô uế để rồi nôn với ẹ như lòi cả họng ra thì sống sao nổi. Lão tỉnh không nói gì mà lặng lặng đi thay quần áo rồi giặt giũ cho mẹ. Mụ nhầm nhìn thấy chẳng nói gì mà mang cái móc treo bằng inox ra để lão phơi quần áo cho mẹ rồi mụ bảo. Mình à, em tính thế này, hay là mình chuyển luôn khẩu cho cây Nga về ở hẳn đây luôn với nhà mình nhá. Lão tình lại ấm mờ. Nhưng mà sao phải gấp thế, từ từ sau này rồi tính cũng được. Mụ nhâm lại giận dỗi. Anh hứa với tôi thế nào? Bây giờ qua sông dí ấy vào sóng có phải không? Đúng là chả tin được vào lời đàn ông miệng thì cứ xen xét xen xét cái gì anh cũng nghe mình hết trước thì lấy cớ mẹ không đồng ý để trì hoãn bây giờ bà ấy nằm một chỗ không biết gì thì lại tìm cách thoái thác có phải không lão tình lại tìm cách xoa dịu vợ là tôi lo mình vất vả thôi tôi muốn để mình sinh con ra cứng cáp đã vì nhà đông trẻ con lại thêm mẹ giờ như vậy tôi thấy không an tâm mụ nhầm vênh vênh cái mặt cãi lại tôi còn không lo vất vả thì anh lo gì còn tôi nó bằng cái nắm đấm ấy ăn hết được bao nhiêu mà anh sợ mẹ anh to bằng cái lù kia kìa cứ ừ, hết ăn rồi lại ị chỉ lo cho bà ấy ngày ba bữa cháo tôi đã mỏi cả tay bưng rồi lão tình lại nghe vợ mà đồng ý thôi được rồi để chiều tôi sang bà ngoại lấy giấy tờ rồi lên ủy ban xã làm thủ tục chuyển khẩu cho cái nga mộ nhâm đạt được mục đích liền giãn cơ mặt mà đi vào nhà để ngồi võng mà ôm dung hóng mát đến đầu giờ chiều lão tình cũng đi làm việc đã hứa với mộ nhâm luôn mà không dám chậm trễ vì sợ mất lòng vợ còn ở nhà thì mụ nhâm lại vô cùng hào hứng mà gọi tay nga lại gần rồi ôm nó mà thủ thì từ ngày hôm nay nhà này cũng là nhà của con thế nên con không phải sợ ai cả mà cũng không được để hai đứa kia bắt nạt con nhớ chưa con nga nũng nịu gục đầu vào ngực mẹ rồi đáp lại thế đồ chơi của thằng đông và búp bê của con thu thì con cũng được chơi thoải mái đúng không hả mẹ mụ nhâm gật đầu còn thích thì con chơi. Mà không thèm ấy thì mẹ mua cho con cái khác. Còn ngà nghe thế thì khoai trí lắm. Nó reo lên nói với kẻ thu. Còn kìa, mày nghe rõ chưa? Mẹ tao nói tao thích thì tao chơi nhá. Mày mà còn giữ, tao sẽ ném nó đi đấy. Kẻ thu cãi lại. Nhưng mà búp bê là của mẹ chị mua cho. Chị muốn giữ nó sạch sẽ. Em toàn đòi lột váy nó ra. Mụ nhầm nghe con riêng nhắc tới vợ đầu của chồng thì khó chịu mụ ngẩng lên định mắng cây thu thì nhìn thấy mẹ chồng lại đang tiểu tiện mà nước tiểu tràn ra rồi dọ xuống cả gầm giường thì liền quát con thu hứng cái chậu vào gầm giường cho bà mày không lại để nước đáy chảy ra nền nhà thì khai khắm cả lên chả biết hốc kiểu gì mà ỉa đái lắm thế đúng là giỏi báo hại người khác cây thu với động tác thành thục đã bắt chiếc bố đẩy cái chậu đến dưới vị trí nằm của bà nội để nước tiểu chảy qua kẽ chiếu rồi dọ xuống sau đó mụ nhâm lại sai con chồng Mày bê luôn cái chậu nước đái của bà mày ra gốc cây cao đổ đi. Cái thu vâng lời mẹ kế, bưng chậu nước tiểu đi ra. Thế nhưng, sức yếu ớt của con bé bê cái chậu nhôm đã nặng, nói chỉ tới trong đó còn có nước sóng sánh. Thế là bê được cái chậu ra đến hè, thì con bé làm đổ và khiến nước tiểu đổ ra linh láng. Mụ nhâm nhìn thấy thế, thì như lên cơn điên mà lao tới tát tới tấp vào mặt con chồng rồi mắng. Đúng là cái loại ăn tàn phá hại. Loại mày chỉ nuôi báo cô, Sao mày không chết quách theo con mẹ mày đi? Còn bé Thu bị tát đau thì ôm mặt khóc nức nở. Mộ nhầm đánh con chồng cũng thấm mệt thì lại mắng tiếp. Mày có cầm cái mồm mày vào không? Nếu mà còn dám nhẹ ra mà khóc nữa, tao đập cho không trượt phát nào nhá. Mà mày dám hé răng nói với bố mày, thì coi chừng tao trồn mày xuống đất theo mẹ mày luôn đấy. Bé Thu sợ hãi im bặt nhìn mẹ kế, càng ngày nó càng sợ bà ta. Trước kia bà nội còn khỏe thì còn có bà thương thì bây giờ bà lại bị như vậy. Còn bố chỉ thương mẹ kế và em bé trong bụng, chứ có thương hai chị em nó đâu. Phần mụ nhâm lại ức chế với mẹ chồng hơn, bà cụ nằm đầy, khiến mụ thật ngứa mắt. Chỉ muốn nỗi, vác mẹ chồng ném ra đường cho xong. Rồi đầu óc đen tối của mụ lại lập loè ý định độc ác. Mụ muốn bà cụ viên mau chóng đi đoàn tụ với tổ tiên, cho mụ giành thân. Mụ nhầm nghĩ ngợi một hồi rồi nói với đứa con gái của chồng. Tao đưa con Nga đi chơi, chiều bố mày về hỏi thì nói lại là tao đến nhà gì nhan mày nhớ đóng cổng vào hai trẻ em mày phải ở nhà trong nhà mày dám đi đâu để tao biết được thì tao chặt chân nghe rõ chưa con tu sợ sệt run run đáp lại vâng ạ à. mụ đưa anh mắt khó chịu lườm đứa con chồng rồi lại nói với con gái mình đi lấy cái áo dài mặc kẻo nắng con ơi Còn nga cũng nghe lời mà vào phòng tìm áo đúng là mụ nhâm đã đưa con gái về nhà em gái thật nhưng không phải chỉ chơi không mà mụ lại nhờ em gái giúp làm cho cái việc hại người thất đức đúng là nhà mụ vô phúc nên hai chị em gái đứa nào cũng bốp chát nanh ngọc và độc ác khi gặp em gái mụ nhâm nói nhỏ với mụ nhan Dì có cách gì để xử lý bà mẹ chồng của chị được không cứ ngày ngày phải hầu hạ cái thầy sống ấy thì chị chết mất mụ nham hỏi lại sao ý chị là thế nào chẳng phải chị nói bà già đó nằm một chỗ càng tốt hay sao bây giờ con tính làm gì? Mụ nhầm đưa tay miệng suyệt một tiếng rồi mới trả lời em gái. Chị muốn mụ ấy, mau mau về hậu tổ tiên cho rảnh nợ. Dì biết cách nào không? Mụ nhàn bẩn thần vì sốc với ý nghĩ táo bạo của chị gái. Sau cùng mụ cũng nói. Có cách thì không phải là không có. Nhưng mà nó rất nguy hiểm. Nếu bị lộ thì mang tội giết người đấy. Đi bóc địch như chơi đấy. Mụ nhầm tỏ ra cương quyết. Dì không phải lo. Mà lão tỉnh ngu lắm. Làm sao lão biết được? dễ biết cách nào để mụ đó nhanh chóng biến khỏi mắt chị được thì chỉ đi mụ nhan nghe lời chị gái thì lên tầng hai rồi mang xuống một gói bột được bọc trong tờ giấy bạc nhỏ mụ đưa cho chị mà dặn mụ nhâm đây là bột nấm độc của dân tộc ngày trước bố thằng nhật đã thỉnh lên già làng trên tận sơn la về đấy mỗi lần chị cho bà già đó ăn uống thì chị cho một chút bột rồi hòa ra nấm này không vị nên khó phát hiện dần dần nó sẽ tác động thần kinh tới phát điên Cuối cùng, bà ấy sẽ bị đứt mạch máu não mà chết. Nếu là đừng nóng vội mà cho nhiều là sẽ bị lộ đấy. Từ từ, chút một chút một thôi. Mụ mộ nhâm mừng như bắt được vàng, mụ dối rít và cảm ơn em gái. Mày quá có gì giúp, tôi chắc chắn sẽ làm đúng theo lời dì dặn. Được việc, mụ nhâm chơi một lúc ở nhà em gái rồi về. Đến lão tỉnh cũng không hiểu tại sao vợ lại đột nhiên vui vẻ thoải mái đến như vậy. Mụ chẳng kêu ca hay nhức móc mẹ chồng vô dụng hay phiền phức nữa. Phải nói, mộ đột nhiên thay đổi thành một đứa con dâu thảo hiền, mộ còn dặn lão tình. Mình đi qua chợ, nhớ rẽ vào, mua mấy lạng thịt nạc để tôi nấu cháo cho bà ăn để lại sức. Bà mà yếu lại đưa đi viện, thì còn mệt nữa. Lão tình thì vô cùng cảm kích, lão nói với vợ như tỏ lòng biết ơn. Tôi biết mình là khẩu xà tâm Phật mà, dẫu mình có hơi nặng lời với mẹ, nhưng thật lòng vẫn thương cảm bà ấy phải không? Tôi cảm ơn mình nhiều lắm, mụ nhâm lại gạt đi ơn nghĩa gì tôi là vợ mình là con dâu của mẹ mà dù gì chúng ta vẫn là người nhà lão tỉnh mỉm cười hạnh phúc mãn nguyện lão nào ngờ lão đang giữ quỷ trong nhà những việc từ trước tới giờ lão tạm làm là điều ngu ngốc lão bội bạc với vợ thở ơ với con rồi cãi lời mẹ để đón về một con đàn bà ác độc mà lão lại yêu thương như báu vật người gián tiếp hại bà cụ viên chính là lão chứ chẳng phải ai khác Ngày tháng trôi qua, bà cụ viên từ bà lão bị lú lẫn lại thành kẻ điên dở. Bà cụ cứ thỉnh thoảng lại hết rú lên như lợn bị chọc tiết. Có khi không la hét thì bà cụ lại cười hình hệt rất man dại. Bà đứa trẻ không đứa nào dám bén mảng gần giường bà nằm nữa. Thế mà mụ nhâm vẫn đóng vai đứa con dâu hiếu thảo. Ngày ngày mụ cần mẫn, ngày ba bữa cháo phục vụ mẹ chồng. Mụ luôn nhẫn nại, mỗi bữa bón cho bà cụ hết một tô cháo mới thôi. Tất nhiên, đây là tô cháo mụ có bỏ bột nấm độc vào đó. Mụ nói với lão tình. Tình tôi sợ bẩn nên không dám giặt rũ cho bà. Nhưng nay bà bị vậy thì tôi quyết chăm sóc chu đáo. Lão tình hết sức cảm kích. Đến cả dân làng hàng xóm cũng có kẻ khen. Không ngờ mụ lại hiếu thảo như vậy. Thế nhưng hai tháng sau thì bà cụ viên lên cơn điên. Đang ăn cháo mà bà cụ phi thẳng vào mặt con dâu khiến mụ nhâm khiếp vía rồi bà cụ lại định xông tới bóp cổ mụ nhâm, khiến mụ sợ, hét lên. Lúc đó lão tỉnh cũng có nhà. Lão vội vàng chạy tới, ôm chặt và ghi cạnh mẹ mình. Thành ra, lão tỉnh cứ như là tên trói lợn, còn mẹ lão như con cá mắc cạn. Bà cụ thì chỉ biết điên cuồng dãy ruộng. Phải đến gần một giờ đồng hồ sau, lão tỉnh kiệt sức như sắp không chống nổi, thì bà cụ tự nhiên lịp đi, người mềm nhũn. Sợ quá, lão tỉnh hốt hoảng chạy sang nhà người họ hàng bên cạnh, nhờ anh ta chở mẹ tới viện còn mình thì ngồi sau giữ. Nhưng đến viện chưa kịp cấp cứu thì bác sĩ đã thông báo. Bà cụ mất rồi, đi làm thủ tục đưa bà về lo hậu sự thôi. Theo khám nghiệm sơ bộ là bà bị đứt mạch máu não. Lão tỉnh lúc ấy mới thấm cái cảm giác mất mát, thế là mẹ lão mất thật rồi. Kỳ lão bị mụ nham làm cho mê muội, nhưng lão vẫn ý thức được mình phải có trách nhiệm với mẹ thế nên trước kia bao nhiêu lần muốn bỏ vợ đầu để theo mụ nhâm mà bà cụ phản đối lão vẫn không dám cãi lời bây giờ bà cụ mất lão lại thương mẹ mình một nắng hai sương lo cho mình thế nào nước mắt nghẹn ngào lão gọi điện về nhà thông báo với vợ mình à mẹ mất rồi bà sẽ nói bà bị đứt mạch máu não mụ nhâm cũng tỏ vẻ đau xót ôi thật vậy ư thôi những số trời thì biết làm thế nào được thì để em gọi điện báo cho các ông các bà trong họ tộc. Mình phải bình tĩnh nhá, mình phải cứng rắn lên để còn lo hậu sự cho mẹ mổ yên mà đẹp nữa. Lão tỉnh không đáp lại mà tắt máy luôn. Lão khóc hù hù như một đứa trẻ bị mẹ đánh oan. Thế rồi, lão cũng bình tâm đưa bà cụ về nhà lo ma chay. Theo ý của mụ nhâm, lão làm đám hiếu cho mẹ hết sức long trọng. Mụ nói muốn mẹ chồng được ra đi thanh thản, nhưng thực chất là mụ muốn lòe thiên hạ để tỏ ra mình có hiếu và để nhận tiền phúng điếu mà thôi nói một cách khác thì mụ còn đang tổ chức ăn mừng một cách trá hình thế nhưng trong đám tang thì mụ lại khóc quần quại ghê gớm lắm ai nhìn thấy cảnh mụ ôm bụng bầu to lại mặc đồ tang khóc lóc cũng thấy tội có người có xì xào với nhau nhà này chưa đoạn tang mà lại có người chết là chùng chẳng phải có một người nữa mất mạng nhưng đấy là họ bản tan với nhau, chưa có ai dám nói thẳng cho mụ nhâm hay lão tỉnh nghe. Lo xong đám cho bà cụ, thì mụ nhâm thấy thoải mái cả người. Bây giờ mụ chỉ rung đùi mà chờ đẻ thôi. Thế nhưng chẳng có việc gì làm cũng buồn, mụ lại khiến cớ để hành con chồng, mà tỏ cái uy cũng là để hà dạ. Trưa hôm đó, lão tỉnh lại chẳng về nhà, thế là chỉ có mụ ăn cơm với ba đứa trẻ. Mụ xới cơm cho con Nga, rồi chọn toàn miếng thịt nạc ngon, gắp vào bát cho con mình, mà nói chiều mến với nó. Con ăn đi. Còn với hai đứa con chồng thì mụ lại xới cơm không. Nhưng rồi nghĩ thế nào, mụ lại gắp cho mỗi đứa một miếng thịt rồi nói. Đấy, chúng mày ăn đi. Cái thu và thằng Đông bị đối xử lạnh nhạt đã quen nên chị biết vâng lời mà bưng bát ăn cơm. Thế nhưng, một miếng thịt bé tí thì làm sao ăn đủ với hết bát cơm. Thằng cố đông nhìn chị cầu xin. Cái thư run rẩy đưa đũa gắp một miếng thịt nữa định cho em thì bất chợt bị mụ nhâm dùng đũa của mụ đánh vào tay rồi mụ lại quát mỗi bữa chỉ được ăn một miếng thịt đã ăn bám còn không biết điều Tào tào đánh quẻ tay cho đấy cái loại mày càng nhìn càng đáng ghét cái thu mèo máu xin con không ăn cũng được nhưng mà cho em ăn một miếng thịt nữa thử cơm không thì nhạt lắm ạ mụ nhâm rít lên ăn cái gì mà ăn chúng mày đã làm ra được đồng nào chưa hay mẹ mày để lại cái gì mà đòi hỏi? Từ nay, mỗi bữa chỉ được ăn một miếng thịt. Cơm nhạt thì trang nước mắm mà ăn. Nói dứt câu, mụ lại đổ nước mắm vào bát con chồng mà quát. Đấy, ăn đi. Cái thu tuổi thân khóc lớn, mụ điên tiết với tay vả nó. Rồi chẳng biết thế nào mà mất đà chới với ngã ra sàn nhà. Mụ lại ngã sấp mặt, khiến cho phần bụng đập mạnh xuống nền xi măng. Ngay lập tức, cơn đau đã ập đến, khiến mụ đau đớn khủng khiếp và sợ hãi tới tột cùng. Mụ gọi con gái. Màu lấy cho mẹ cái điện thoại nhanh lên. Khi đó có điện thoại thì mụ mau chóng gọi điện cho lão tình về gấp. Chắc mụ sẽ sinh luôn. Lão tình, ngày sau khi được vợ thông báo, đã vội vã về nhà để đưa mụ nhâm tới bệnh viện. Đến đó, mụ cũng được đưa luôn vào phòng cấp cứu để mụ bắt con. Thế nhưng, vận mụ nhâm bạc hay trời quả báo mà con mụ không thể khóc chào đời. Thằng bé vừa bị sinh non, lại tổn thương do mẹ bị va đập mạnh khiến trong tử cung bị đột ngột mất ối hỏi làm sao thằng bé không bị ngạt khi bác sĩ bế được thằng bé ra đúng lúc là nó còn ngọ nguậy nhưng bị vỗ mông thế nào nó cũng không khóc vừa nhìn thế giới vài giây thằng bé đó đã về với tổ tiên mụ nhầm không nghe tiếng con khóc thì hỏi bác sĩ còn em đâu ạ à? sao em không nghe thấy một tiếng khóc hay o e của nó à bác sĩ ái ngại mà phải nói dối xin lỗi cô Do thằng bé quá yếu nên phải đưa đi trợ sức. Cô đừng lo lắng, để chúng tôi tiến hành đốt ca phẫu thuật, rồi cô sẽ gặp con sau nhé. Mụ nhâm liền im lặng, nhưng bảo mụ không lo lắng thì làm sao thế được. Trong lòng mụ như bị lửa đốt vì sự bất an. Ở bên ngoài thì lão tỉnh cũng lo lắng không kém, lão cũng tự cảm nhận được sự lành ít dữ nhiều. Đến khi cửa phòng mổ cấp cứu mở ra, lão thấy cô y tá, bế đứa bé không hề có tiếng khóc thì như ngã khụy. Thế nhưng lão vẫn hy vọng mà hỏi cô y tá vợ con tôi thế nào rồi ạ? À? cô y tá thông báo với đúng phận sự. vợ anh thì ổn nhưng xin lỗi anh, chúng tôi đã không cứu được đứa bé, cháu đã mất rồi. tôi trao cho gia đình đưa cháu về mai táng, mong anh bớt đau buồn ạ. À. rồi chẳng ở lại mà chứng kiến cảnh bi lụy của lão, cô y tá trao đứa bé đã không còn sự sống vào tay lão tình và đi luôn. còn lão đón lấy con mà lòng nặng chịu, lão đã không còn khóc được nữa, rốt cục lão cũng không biết mình đã làm gì sai. Nếu ngày vợ đầu chết, với lão chỉ có chút áy náy và thương cảm. Cho đến khi mẹ lão qua đời, là sự xót so thương dành cho đứng sinh thành. Thì với đứa con này, lão cảm thấy mất mát vô cùng. Lão tưởng như một phần máu thịt của mình đã mất, thì đau như ai chặt tay chặt chân mình. Chưa đầy một năm mà nhà lão có quá nhiều biến cố. Trùng quy, mọi sự mất mát đều liên quan đến lão. Có giây phút lão nghĩ chính người vợ đầu đã về trả thù lão bội bạc không? Dù lão biết Xuân rất hiền lành, nhưng biết đâu đấy, vì ra đi không thanh thản mà về hành lão. Bên cạnh lão thì mẹ vợ và em gái vợ cũng đang khóc sướt mướt. Lão không khóc, không thể khóc được. Chính lão lại nén đau mà nói với mẹ vợ. Chuyện đã thế rồi thì xin mẹ bớt đau buồn để có đưa cháu về lo hậu sự ạ. Quan trọng là chúng ta phải bình tâm. Nếu cứ đau buồn quá độ thì có sợ chính nhâm lại vì thế mà suy nghĩ tới u ớt mất. Không ai đau lòng bằng người mẹ mất con. Mộ nhan lại nín khóc rồi khuyên lại mẹ mình. Anh rể nói đúng mẹ ạ. Chúng ta phải cứng rắn mà ăn ủi chị Nhâm nữa. Còn sợ chị ấy mới sinh mà đau lòng thì lại hậu sản thì nguy hiểm ạ. À. Bà cụ nhảy im lặng cố nín khóc mà không nói gì. Phần lão tình, cụ bế đứa con trai yếu mệnh đi nhờ người ta lo mai táng. Trẻ con chết non thì cũng chẳng cầu kỳ gì. Chỉ là mua quan tài rồi thắp hương nhờ thầy độ mà mang hạ huyệt. Theo lệ cũ thì cảnh đó cha mẹ không được tham gia. Bởi vậy lão tỉnh lại tới viện với vợ. Lúc này, mụ nhâm đã được chuyển về phòng chăm sóc sau sinh. Vừa thấy mặt chồng, thì mụ nhâm đã hỏi. Mình à, mình nói thật cho em biết, con chúng ta thế nào? Nó không khỏe phải không? Em hỏi bà ngoại và dì nhan, sao họ không nói? Lão tỉnh biết chẳng thể giấu được, nên lão nói với vợ. Mình bình tĩnh nghe tôi nói này, chúng ta không có duyên với con, nên thằng bé đi rồi. Tôi mong mình bớt đau buồn, mà giữ gìn sức khỏe. Rồi chúng ta lại có đứa khác, dù mụ nhâm đã hoài nghi trước thái độ của mẹ và em gái Nhưng bây giờ Nghe chính miệng chồng nói Đứa con mình mang gần 9 tháng trời đã không còn Thì mụ bị kích động mà ngần người ra Thế rồi Mụ lại chút tất cả tội lỗi cho con gái chồng Mụ lá hét quát mắng ẩm ý Mà nói với lão tình Tất cả là do đứa con gái vàng ngọc của anh Chính nó đã khiến con trai tôi Không được sống trên cuộc đời này Anh thấy không Nó như khắc tinh của tôi vậy Giờ nó giết chết con tôi rồi đấy Vài tuổi đầu đã thế này có liệu sau này nó không đưa dao kẻ vào cổ tôi không? Lão tỉnh giật mình mà vội vàng hỏi. Mình nói sao cơ? Mộ nhan cũng nói. Ý chị muốn nói gì? Mộ nhâm lại kể. Cả nhà đang ngồi ăn cơm, còn cái anh lại mẻ nhau đòi ăn nguyên thịt nạc. Thịt lại là ba chỉ, thì lấy nguyên nạc ở đâu ra? Tôi bực mình quá, nên là tôi đứng lên lấy cái giòi ra dọa. Ai ngờ nó xông tới đánh vào bụng tôi. Vì thế tôi mới tránh, mà ngã đập bụng xuống. Anh xem, nó là cái loại yêu nghiệt gì còn chúng ta không phải do nó hại chết thì là sao? Bao lâu này tôi cơm nước phục vụ con anh đầy đủ. Có chỗ nào thiếu sót mà để nó hại tôi mất con như thế hả? Lão tỉnh nghe vợ nói thì hoàn toàn tin lời mụ nhâm. Bây giờ nếu cái thu ở đây thì lão sẽ trừng trị được con gái đầu. Một cách khủng khiếp. Còn bà cụ nhà nghe con gái nói thì thương cháu ngoại chết oan mà khóc lóc thảm thiết. Riêng mụ nhan không khóc lóc nhưng mụ nắm chặt tay như kiểm chế ác thú ở trong người mụ một, một mặt muốn xoa dịu anh rể. Nhưng thực chất lại gây chia rẽ giữa lão tỉnh và con gái của vợ đầu. Mụ nhan lại nói. Không ngờ con bé ít tuổi mà lại độc ác như vậy. Nhưng mà biết làm sao được. Đứa này là con chồng mà chả ác cảm với mẹ kế. Phận chị em đó bạc. Anh cũng đừng làm gì con bé. Ngày qua thì tưởng mụ nhan khuyên anh rể tha thứ cho con gái. Nhưng lại là mụ đang đổ thêm dầu vào lửa. Lão tỉnh nghe mà cơn giận trong lòng cứ cuộn cuộn. Tuy lão mặt lạnh mà không tỏ thái độ gì, nhưng thầm tâm lão lại thương vợ mới rất nhiều. Càng nghĩ lão lại càng không thể nào tha thứ cho con gái. Cơn giận này làm sao lão nguôi được. Trước mặt vợ và người nhà vợ, lão tỉnh chỉ đành làng đi mà khuyên mụ nhâm. Mình chưa có nghĩ ngợi gì mà làm hại bản thân. Mình đau một thì tôi đau mười. Mình phải thương tôi mà vượt qua nỗi đau này. Nhất định tôi sẽ bù đắp thiệt thòi cho mình. Nói rồi lão ôm lấy vợ Mụ nhâm cũng gục đầu vào vai chồng nức nở Trong cảnh tượng sớt mướt ấy Ai mà chả cảm động Chính mụ nhâm biết Tại sự bất cẩn của mình đã làm mất con Nhưng mụ không quên tiện thể Đẩy lỗi này lên đứa con đầu Trong khuôn mặt ủ rũ và nước mắt đang lạ trã kia Lại là cái đầu lạnh và mưu mô vô cùng Đúng là mụ đau vì mất con thật ấy thế mà mụ đâu có làm vụt cái cơ hội Giá hoại cho kẻ khác đâu Xét cho cùng Mụ vẫn còn tỉnh táo lắm Sau khi an ủi vợ thì tối đó lão tỉnh cũng đáo qua nhà, dù gì thì cũng không thể để mặc bọn trẻ được. Nhưng về tới nhà, lão đã thấy đứa con gái thì hầm hầm nổi giận. Cái thu làm sao đã hiểu hết chuyện, nó liền hỏi bố. Bố ơi, mẹ nhâm chưa được về hả bố? Thế em bé chết rồi thì không ở nhà mình nữa ạ? À? Họ sẽ bỏ em bé xuống đất, giống như mẹ Xuân và bà nội phải không? Lão tỉnh lại như bị chọc điên, lão tiến tới tắt con bé một phát. Mà khiến nó quay đổ mạnh tới nỗi Cảm giác như khớp cổ bị gãy con bé cô bị hoa mắt mà ngã đập mặt xuống sàn nhà. Lão tỉnh lại mắng. Mày còn hỏi nữa. Em mày là do mày giết chết đấy. Ai cho mày hỗn láo mất dậy. Dám đánh mẹ kế để mẹ bị ngã hả? Con thu vừa khóc vừa phân bua. Không phải đâu. Do mẹ nhầm muốn đánh con nên mới ngã. Con không dám đánh mẹ là mẹ tự ngã mà. Lão tỉnh đâu có tin lời con gái nói. Lão lại lấy cái cán chổi đánh con gái vài cái nữa. Lực của lão đánh mạnh tới nỗi. Mỗi lần dính đòn. Còn bé lại ngã rúi rụi, giờ nó lại đứng lên và lại bị đánh. Còn Nga và Cú Đông nhìn lão sợ tới tái mặt, mà đứng yên nhìn lão đánh cái thu. Lão tỉnh vẫn chưa hả giận, nhưng chả nhẽ lại đánh mãi. Lão liền ném cái chổi ra một góc rồi vào nhà pha mì tôm cho ba đứa. Lão làm đủ ba tô mì, nhưng có hai tô thì lão cho thêm vài miếng thịt quay mua ở chợ. Còn một tô chỉ là mì không, lão lên tiếng gọi chung chung. Chúng mày vào ăn đi, hai đứa kia là cái nga và cu đông ngồi đối diện nhau và lão bê cho con trai và con gái riêng của vợ tô mì có thịt, còn nợ giữa lão đặt ra tô mì không đó, lão lại quắc mắt quát con gái. từ nay tao cấm mày ăn một miếng thịt nào. cái thu vẫn đau và sợ bố nên ngồi ở xó nhà mà chưa lại bàn ăn. khi lão tỉnh đi vào trong rồi thì nó mới dám đứng lên mà thập tĩnh bước tới. nó vừa sợ bố lại vừa thấy oan ức nên vừa ăn vừa khóc. Trong phòng lão tỉnh cảm giác cứ dối bời Lão tin lời vợ nói Nhưng lão nghĩ do con gái vô ý thôi Bởi đứa trẻ chưa tròn 6 tuổi Thì biết gì mà tính toán hại người Chỉ là lão giận quá Mà phải chút lên người nó thôi Lão tỉnh cũng không biết tại sao Lão ngày càng trở nên mu muội Nếu không muốn nói là lú lẫn ngu si Từ khi đứa con trông bị mất Lão tỉnh lại càng cưng vợ lẽ hơn Thầm tâm của lão Luôn thấy có lỗi vì không dạy được con gái nên muốn bù đắp thật nhiều cho vợ lão càng ngày càng lạnh nhạt với hai đứa con mà nhất là với cái thu không còn những lời quan tâm hỏi han Mà lão chỉ to tiếng và mắng trời cũng bởi lão như thế nên mụ nhâm lại càng được đà mà đối xử tàn tệ với con chồng bọn nhỏ đang tuổi phát triển nên cần chăm bẫm thì mụ chỉ biết tới con gái mụ hàng ngày mụ nấu thức ăn đầy đủ cá thịt phần riêng cho con nga Thế nhưng con chồng thì mụ chỉ cho ăn cá khô. Cũng có bữa mụ cũng cho cu đông miếng thịt. Còn tuyệt nhiên thì cái thu không được ăn. Để nỗi người ngậm con bé gầy gò, đen nhẹm. Lão tỉnh biết hết nhưng lại lở đi như là không hay. Bởi lão nghe theo vợ và coi như là con gái mình đáng bị phạt sau cái chết của đứa con trai yếu mệnh. Cái thu còn nhỏ quá nên suy nghĩ đơn giản. Gần một năm không được ăn miếng thịt khiến cho nó thèm. Thế là nó đánh liều, bác ghế lên tràn gỗ để ăn vụng một miếng thịt mà mụ nhâm phần cho con Nga. Đến bữa tối, mụ nhâm đếm đi đếm lại thấy thiếu thì nhìn chằm chằm vào mặt của con gái chồng mà quát. Con mặc xanh nắng trắng kìa, có phải mày ăn vụng thịt của con tao không? Đại cô biết không chối được nên cúi đầu nhận tội. Dạ, con chỉ ăn một miếng thôi ạ. À. Mụ nhâm lại bực bội tức tối. Mụ không kiêng rẻ gì trong bữa ăn mà vung tay tắt mạnh vào mặt cái thu rồi lại quát. Mày dám trái lời tao phải không? Hôm nay, tao cho mày nhịn đói, để mày nhớ cho trượt cái thói vụng trộm. Màu cút khỏi đây, ra góc nhà đằng kia rồi úp mặt vào tường. Tao chưa tha, thì không được phép ngồi xuống hay là quay mặt ra. Cái thu sợ hãi run rẩy mà làm theo lời mẹ kế. Hôm đó, nó bị đói, thế nhưng bố lại chẳng bênh một câu mà lão chỉ không vui đứng dậy mà sang nhà hàng xóm chơi. Ngày tháng trôi đi, đến khi cái thu sống trong sự ghẻ lạnh của mẹ kế và sự lạnh nhạt của bố đẻ. Có thằng Đông là con trai, nên bố nó thương hơn mà bộ nhâm cũng phần nào nương tay. Cho tới ngày cái thu chuẩn bị vào lớp 2, khi nhà trường gửi bạn thu chi thì mụ nhâm lại càng tức tối. Mụ thấy ấm ức vì phải bỏ tiền đóng học cho con chồng. Cầm tờ giấy, mắt mụ nhìn từng chữ tới trợn tròn mắt, còn miệng thì cứ rít lên. Tiền có phải lá mít đâu, mà bắt nộp lắm thế, có ai bắt cửa chuồng đi học mà đòi may đồng phục cũng những 100 ngàn. Đúng là cái quần ăn hại, chỉ có hành người khác, chứ trả được cái lợi ích gì. Lão tỉnh châm điếu thuốc lào giít một hơi rồi nhẹ nhàng nói. Thì nhà nào trả thế, trưởng người ta thu mức phí chung, chứ riêng đứa nào. Còn nhà ai, đầu năm học là tốc giấy về đòi tiền cứ như giật lông ấy. Mẹ kiếp, chồng nó ngồi bàn giấy, chỉ nghĩ tới các quản ABC, bắt phụ huynh đóng, cũng cận lòi chố mắt. Đứa nào đứa nấy, cứ bám lấy đôi đít trai. Mộ nhầm cứ hử một tiếng rồi lại than. Giá cái quần nợ của ông ấy, nó ngoan ngoãn biết điều thì còn đỡ tức. Đây thì cái mặt, lúc nào cũng cưng cưng ấy. Đi học, chỉ tốn cơm tốn gạo hai tiền bạc của tôi ra. Lão tỉnh trầm ngâm đáp lại. Thì cũng phải cho nó đi học để nó biết cái chữ chứ. Không lẽ bắt nó ở nhà thì hàng xóm người ta lại xì sao? Mộ nhầm tức ánh ách mà cứ thở mạnh như người ta vừa vác nặng Lúc sau, mụ lại đưa ra ý kiến. Hay là mình sang nhà ngoại nó đánh tiếng xem, nó vẫn còn cậu mợ và ông bà ngoại đấy. Chẳng lẽ mọi nó chết rồi, mà đàng ngoại không thay mẹ nó có trách nhiệm ư? Lão tình trả lời bằng cái giọng đều đều kẻ cả vừa phê thuốc lào. Không nhẽ giờ tự dưng vác mặt sang đó kể lể, cái thu sắp vào năm học mới, nên cần tiền thiết nọ thiết kia. à? Ông bà ngoại nó già cả rồi, mà lại phụ thuộc con cái, mà họ đã muốn cho thì năm học trước khi con bé vào lớp 1 đã cho rồi. Hơn nữa, nếu xét về trách nhiệm thì tôi mới là kẻ phải lo cho hai đứa nhỉ. Giờ biết nói thế nào với người ta? Đằng ngoại có lòng thì đã tự động cho rồi. Chứ cứ nói ra lại mang tiếng là phải đi xin. Như thế thì mất sĩ diện lắm. Mụ nhâm lại thêm lời châm chọc. Vậy họ không có trách nhiệm thì thôi. Coi như không liên quan gì. Từ nay, cầm hai đứa kia đến đó rồi chỉ một bước. Lão tỉnh lại cau mày. Nhưng tôi sợ làm thế, e quá đáng. Mụ nhâm nói lớn. Quá gì mà quá, anh không nghe lời tôi, thì cứ để chúng nó cứ về bên ấy, cho họ bêm đều, để rồi chúng nó lại chống lại tôi. Thực ra chuyện này tôi đã nghĩ tới lâu rồi. Lão tỉnh nghe vợ nói, thì như vỡ ra nhiều điều, lão lập tức đi gọi hai đứa trẻ. con Thu, thằng Đông đâu rồi? Hai trẻ em nó lò dò lại gần bà Thưa. Dạ, con đây ạ. À. Lão tình lại ra chỉ thị. Từ bây giờ, đọc cấm chúng mày sang nhà bà ngoại chơi nghe không? Chúng mày không có cậu mợ ông bà gì nữa sất. Hai đứa sợ bố mà tiêu nghỉu đáp lại. Vâng ạ. Cũng kể từ đó, hai đứa chúng nó có nhớ bà ngoại, cũng không dám sang chơi. Hôm đó gặp cậu Hạ ở trường, thì cậu mới mua cho cái thu gói bim bim, mà nó chỉ sợ ai nhìn thấy, lại về mách bố và mẹ kế. Thế nhưng, nó lại thương em mà không ăn hết nó phần cho cô đông một ít gói vào tờ giấy khi nó đi học về thì gọi cô đông ra sau nhà và nói nhỏ bim bim này em ăn đi thằng cô đông lâu qua không được ăn quà nên chị cho bim bim thì thích chí cười reo chị thu cho bim bim em thích thích quá chị nga ở nhà chẳng cho em miếng bim bim nào vì sự vô ý của thằng bé mà mụ nhâm trong nhà đã nghe thấy mộ vòng ra sau thấy hai chị em cái thu đang thỉ thụt bón cho nhau Mộ tiến lại mà hét lên chúng mày làm cái gì đấy cái bọc kia là cái gì đấy hả đưa tao xem Cái thu và thằng đông sợ hãi đặt bọc giấy gói bim bim ra trước mắt mộ nhâm rằng lấy rồi lại quát ở đâu mà mày có có phải chúng mày lấy trộm bim bim của cái nga tao cất ở trong phòng không Cái thu cãi dạ không ạ à, con không trộm đâu ạ à. mộ nhâm chẳng cần biết đúng sai liền vả cho mỗi đứa mấy phát vào mặt hai đứa con chồng rồi mụ còn mắng còn cãi à Vậy chúng mày lấy ở đâu ra? Hai đứa trẻ ôm mặt khóc mà chẳng trả lời. Mộ nhâm lại chạy vào phòng để kiểm tra, thì bịch bim bim mụ mua vẫn đủ 10 gói. Trong đó cũng không có gói nào bị rách. Thế là mụ cầm cái do lùa hai đứa con chồng vào nhà, mà cha khảo, mụ quát lớn. Nói mau, ở đâu mà chúng mày có bim bim này? Thằng đông miếu máu. Chị cho con, con không biết. Mụ lại quay về phía cái thu mà hét lên. Mày lấy ở đâu? Hay ăn trộm của ai? Cái thu sợ mụ mà khai thật. Dạ, cậu Hạ đã mua cho con ạ. À. Mộ nhâm hỏi lại lần nữa. Mày nói lại tao nghe xem nào. Cái thu một lần nữa khẳng định. Dạ, cậu Hạ đi qua, nhìn thấy con đã gọi con ra cổng trường, mà mua bim bim cho con ạ. À. Mộ nhâm lại lồng lộn tức, rồi quất roi lia lịa vào người cái thu, vừa quất mụ vừa mắng. Tao và bố mày đã dặn chúng mày không được qua lại với bọn họ mà không nghe phải không? Đúng lúc đó thì lão tỉnh cũng đi đám cưới về trong tình trạng ngà ngà men. Lão lại lên tiếng hỏi vợ với cái giọng lè nhè. Chuyện gì mà mấy mẹ con ẩm ĩ thế? Mộ nhâm lại xả vào nạt chồng. Đấy anh xem, còn anh nó có nghe lời không? Nó và đằng ngoại vẫn âm thầm qua lại thì thuộc sau lưng anh kia kìa. Sau này, chúng nó sẽ còn chống đối hơn nữa. Lão tình bị vợ kích động, cộng với hơi men trong người, khiến lão như con thú hoang mà xông vào đấm đá cái thu túi bụi mổ cơm cha ăn cơm với cá, mổ cơm mẹ liếm lá đầu đường. Vẫn biết đàn bà lo lắng và chăm chút cho con cái hơn, nhưng số phận mỗi người lại không cho chúng ta sự lựa chọn. Hai chị em Thu và Đông có lẽ sẽ đỡ khổ nếu không có tên bố ngu si nhu nhược và lú lẫn như lão tình. Chỉ vì em trai của vợ đầu mua cho con gái gói bim bim cũng đã làm lão điên tiết mà hành hạ con bé như thế. Trong mắt lão lúc đó, cái Thu không phải là con gái mà là kẻ thù hay là bao cát để cho lão đấm đá cho hàm hen rượu. Trong nhà, thằng cố đông nhìn ra mà sợ vãi đái ra quần. Nó thương chị nó lắm, nhưng cảnh thế này nhìn đã quen. Và lại, nó sợ bố và mẹ kế nếu không dám nói một lời. Vì chính nó nói ra một câu cũng là cái cớ để bố nó đánh sau khi đã đánh chị. Còn con Nga rừng rưng nhìn chị Hờ bị bố ruộng đánh mà chẳng phản ứng. Với nói chuyện này, cũng xem như là một bộ phim trưởng mà thôi. Trái ngược với thái độ hùng hổ, bậm trợn và đánh con đến toát mồ hôi của chồng, thì mụ nhâm lại thành thơi, ôm dung, khoanh tay đứng nhìn. Cái thu thì đau quá, không kêu nổi nữa. Rồi đến mức nó không còn cảm nhận được nỗi đau nữa, mỗi khi khỉu tay, hay bản chân của bố nó đập vào da thịt. Bên tai nó, chỉ còn nghe tiếng bùm bụp của sự va chạm trên thân thể. Con bé sắp không chịu nổi nữa, mắt nó muốn nhắm lại để lịp đi rồi tới cú chót lão tỉnh sông phi đã liên tiếp vào bụng con gái khiến cho cái thu bất tỉnh thật thế nhưng lão không tha mà còn định đánh nữa cho đến khi có cô mai là hàng xóm đi qua đã chứng kiến cảnh tàn bạo đó xông vào can ngăn cô hét lên anh tình sao anh lại hành hung con gái mình như vậy hả anh có còn nhân tính không lão tỉnh bị hàng xóm mắng thì cay cố vạc lại cô tránh ra đây không phải việc nhà cô. Còn tôi hư thì tôi dậy. Cô Mai đáp lại. Anh đang dậy hay là đang hành hạ nó vậy? Anh xem nếu là anh bị người ta đánh như thế thì có đau không? Huống chi nó là đứa trẻ con. Mộ nhâm chống nạnh đáp lại. Chẳng có bố mẹ nào muốn đánh con như thế cả. Nhưng nó hư quá, bố nó mới đánh. Cô Mai nguyết mụ mộ nhâm một cái rồi không thèm đáp lại mụ mẹ kế. Mà bế cái thu vào giường rồi đặt nó nằm đó. Cô nhìn mặt mũi con bé bị sưng đỏ thì lại nói còn người ác nó vừa thôi ai lại đánh con gái tới sưng phủ cả mặt mũi người ngợp để nỗi nó bị ngất đi như thế này lão tỉnh còn lại nhẹ đáp nó sợ bị đòn đến giả vờ đấy tí nữa lại nghe nhởn ngay cô không phải bận tâm cô mai liền đáp trả được để tôi báo công an là anh hành hạ con mình để họ đến đây chứng thực là anh đã đánh con bé tới mức độ nào lão tỉnh nghe tới công an thì thộn mặt lại không cãi nữa còn mụ nhâm thì phân bua Tôi đã can rồi mà bố nó không nghe. Cũng bởi nó hư quá nên ông ấy giận mà trong người lại có men. Cô Mai chẳng thèm chứng thực lời mụ nhâm nói mà quát mụ. Chỉ còn không lấy hộp dầu gió mà bôi cho nó đi. Cứ nói mồm thì có ích gì. Mụ nhâm nghe thế cũng vội vàng tất tả đi kiếm dầu gió mà cùng với cô Mai sức cho con chồng. Phần cô Mai nghĩ mọi chuyện đã yên ổn nên cũng đi về. Trận đòn tàn bạo đó khiến cái thu bị thâm tím mặt mày và đau khắp mình mày. Thế là nó bị cho nghỉ học ở nhà một tuần với lý do ốm. Cũng may vì ngại bị hàng xóm thế dị nghỉ, hay lại gây rắc rối cho nên mụ nhâm cũng như lão tình đỡ hành hạ hai đứa trẻ hơn. Ít ra bọn chúng không công khai hành hạ nữa. Nhưng cái thu và cô đông vẫn bị bắt hồi như thường với cơm không đủ no, áo thì cụ rách. Sống trong cảnh bố thì vô tâm, mẹ kế thì độc ác, đến ăn miếng cơm cũng phải nhìn sắc mặt của bọn họ. Trái ngược với hai chị em thì con Nga được nuông chiều nên ngày càng lao tuét mất dậy. Lại nói thêm về mụ nhâm. Chẳng hiểu do mụ đối xử tàn tệ với con chồng quá hay bởi vì mụ ám ảnh vì đậu độc hại chết mẹ chồng. Mà mụ hay mơ thấy mẹ chồng về đòi mạng. Hay cái ánh mắt của người vợ đầu của chồng cứ nhìn mình như đe dọa. Đêm đó, đang mơ màng ngủ còn chưa say giấc thì mụ lại nghe tiếng mẹ chồng văng vẳng bên tai. Quần ác độc, Mày giết tao, tao sẽ lôi mày theo, mày phải đền mạng cho tao. Mụ sợ hãi giật mình ngồi bật dậy, trên vầng trán thấm đậm mồ hôi. Thế nhưng, mụ tự chấn an mình rằng, làm gì có ma quỷ. Vậy mà đửa đêm, mụ lại mơ thấy chị Xuân ngồi ở cuối giường. Chị đưa tay đầy máu ra, rồi chỉ thẳng mặt mụ mà quát. Con đàn bà độc ác kia, mày cướp chồng tao, rồi lại hành hạ con tao, tao sẽ không tha cho mày đâu. Lần này mụ sợ quá, la hét ẩm ĩ, Mặc lão tình hỏi mơ gì, mụ cũng không nói. Vậy là mụ sợ hãi mà tỉnh tới sáng. Hôm sau, mụ tới nhà em gái để than thở. Đêm qua tôi không ngủ được. Cứ mơ thấy bà già và con Xuân về dọa dẫm tôi trách móc. Tôi sợ tới mức không dám nhắm mắt. Mụ nhan suy nghĩ một lúc rồi đáp lại. Em nghĩ chị nên đi thỉnh thầy về yểm bọn họ đi cho an tâm. Chuyện tâm linh không đùa được đâu để cả yếu bóng vía bị vong hành cho điên dại đấy vì là bong nhà nên chỉ có thể yểm thôi nếu không họ vẫn về mà hành trị. nếu vợ chồng không lục đục cũng khó chuyện con cái rồi cái nọ cái kia không hay xảy ra mụ nhâm lại tính từ hồi mất đứa con trai đã hơn một năm rồi mà chẳng mang thai được mụ tin chắc chắn bị vong ám vẩy phá nên mụ lại hỏi em gái thế gì bày cách cho tôi yểm vong đó đi tôi phải làm thế nào để yểm được Mộ nhàn lấy mảnh giấy ghi chép rồi nói với chị gái. Chị theo địa chỉ này mà tới nói chuyện với ông Tây Tạn. Rồi ông ấy sẽ dặn chị chuẩn bị đổ lễ và hẹn ngày tới nhà. Đến ngày đấy, chị tới đón ông ta về nhà chị thì ông ta sẽ làm lễ cho. Mộ nhâm lưỡng lự hỏi lại. Thế gì có chắc không? Mộ nhàn lại khẳng định. Chắc, chỉ có điều hơi tốn kém. Mộ nhâm đáp lại. Tốn kém tôi cũng chịu, chỉ sợ ông tỉnh không đồng ý. Mụ nhan lại giảng dài. Chị Hâm à, đừng có mà nói gì với lão. Cứ bảo thỉnh thầy tới cầu an. Khi đến thưa thầy cũng nhờ ông ấy nói như thế là được. Mụ nhâm vui vẻ cười. Ừ, thế mà tôi không nghĩ ra. Mấy hôm sau, mụ nhâm đi thỉnh thầy tàn thật. Khi mụ trình bày nguyện vọng thì ông ta vào vấn đề luôn. Việc yểm bùa là thất đức đấy. Nếu bị bùa phản thì chị sẽ khốn khổ sống giờ chết giờ. Chị có dám làm không? Mụ nhâm hỏi lại. Phản là thế nào ạ? À? Thầy Tản vui râu rồi khề khà nói. Đó là khi người khác biết chị yểm vong mà đi giải bùa. Hoặc có ai đó đào được mảnh bùa lên, thì vong sẽ hết bị bùa trói buộc. Bởi thế, chị sẽ phải chịu khổ sở vì linh tính của bùa. Mộ nhâm suy nghĩ một lúc rồi lại thưa. Xin thầy cứ làm cho con ạ. À. Còn tiền mình kín đáo không để lộ chuyện này. Thầy Tản lại nói. Vậy thì ngày mùng 9 tháng này, chị chuẩn bị đôi gà một trống một mái và một cút rượu nếp nhớ thêm đĩa xôi và giấy tiền nữa việc luyện bùa chị cứ để tôi lo chị cần để hai triệu tiền bùa và ghi địa chỉ nhà chị cũng như ngày mất và tính tuổi của vong là được đúng ngày ấy tôi khác tới mộ nhâm lạy lấy lạy để mà cảm tạ thầy vâng ạ xin hẹn thầy vào hôm đó ạ còn đội ơn thầy đến đúng ngày hẹn mộ nhâm đã chuẩn bị bày biện đồ lệ xôi gà oàn bánh đầy đủ. Mụ đi ra đi vào vì sốt ruột, đến lão tình cũng phải phát cáu mà nói vợ. Mình làm gì mà cứ đi lại kia tôi chóng cả mặt. Thầy nói tới thì sẽ đến, không phải lo. Mộ nhầm nhíu mày đáp lại. Kệ tôi, tôi phải lo lắng cũng vì mình thôi, tôi muốn cầu bình an cho êm cửa êm nhà. Đúng lúc ấy thì có chiếc xe chở thầy tản đến. Mộ nhầm vui mừng khôn xiết, mụ vội vàng đon đà. Dạ, cảm ơn thầy đã hạ cố ạ. À mời thầy vào nhà, lễ con đã chuẩn bị xong cả rồi ạ. À. Thầy tản với cái điệu khinh khỉnh, chẳng thèm trả lời mà bước theo chân mụ nhâm vào nhà. Bấy giờ lão tỉnh mới lên tiếng. Thưa thầy, thầy xem ra cảnh nhà con có gì không ổn thì giải giúp và cầu bình an cho nhà chúng con ạ. À. Thầy tản bấy giờ mới đáp lại. Tôi đã được chị nhà nhờ rồi, cũng đã xem ra trạch nhà anh. Tôi thấy rõ, nhà anh có vong chết đột ngột mà oan ức tức tuổi nên không siêu thoát được mà về quấy quả hơn nữa nhà anh bị trùng tang đấy Này tôi tới đây cũng là làm lễ cầu siêu và cầu bình an còn sau này liệu mà lo đi cắt trùng tang lão tỉnh rối rít cảm tạ dạ con cảm ơn thầy ạ à. sau đó theo sắp xếp và sai bảo của thầy tản thì vợ chồng lão tỉnh và mụ nhâm sắp lễ ra giữa sân rồi kẻ bên trái kẻ bên phải khẩu thầy làm lễ thầy tản cúng bái rồi làm phép lâu lắm chẳng phải cỡ 2 giờ đồng hồ. Khi mọi việc đã hoàn tất, thầy tàn sai lão tình. Anh cầm lấy đĩa muối và gạo kia, trộn vào nhau, đi ném ra bốn góc theo bốn hướng của căn nhà đi. Lão tình vội vã ngoan ngoãn làm theo. Khi lão đi rồi, thì thầy tàn lại dối vào tay mụ nhâm, hai tờ giấy gói bùa bé tí, rồi thì thào dặn dò. Chị cầm lấy bùa này, nhớ cho mỗi cái vào một lọ thủy tinh và đóng kín nắp lại. Đợi 12 giờ đêm nay, Lén đi trôn nó xuống đất ở nơi nào không có ai biết đấy. Nếu mà bị ai thấy mà đào nó lên rồi mở nắp ra, thì chị sẽ khốn khổ đấy. Mộ nhâm cúi dạp đầu bái lệ. Còn đội ơn thầy. Thầy tản gật đầu không đáp. Lát sau, ông ta cũng nhanh chóng thu dọn đồ nghề rồi nhận tiền công mà ra về. Đêm đến, mộ nhâm cũng theo lời thầy dặn mà mang hai cái lọ có chứa bùa ra tít sau vườn mía để tìm chỗ trôn. Mụ muốn đánh dấu nơi chôn để tiện bể ngăn cản nếu ai dám đào. Suy nghĩ một lúc, mụ mộ liền lấy cái thuồng đào hai hố sâu tầm một mét bên cạnh cây xoài. Xong xuôi, mụ an tâm và đi vào nhà ngủ một giấc. Đã từ lâu lắm rồi, mụ mới có một giấc ngủ ngon. Mười năm sau Thời gian thấm thoát trôi đi, hai chị em Thu và Đông vẫn sống trong sự lạnh nhạt của bố và sự khốn nạn của mẹ kế. Bây giờ cái Thu nó đã thiếu nữa là 17 tuổi. Còn thằng Đông cũng đã là chàng thiếu niên 15 tuổi rồi. Hai chị em càng lớn càng xinh. Nếu Đông là cậu con trai với gương mặt thanh tú, thì Thu là cô gái duyên dáng mỹ miều. Lại vì khổ cực đã quen nên chịu khó lại biết việc. Làng trên xóm dưới, ai cũng thương mến hai chị em họ mà đặc biệt là cái Thu. Mấy bà cứ hay nói với nhau. Con bé đẹp người đẹp nết như vậy, nếu có được nó làm dâu thì còn gì bằng thế nhưng cái thu vẫn chưa từng nghĩ tới chuyện yêu đương con bé chỉ muốn chú tâm vào việc học hành đối với sự quá đáng của mẹ kế nhiều lúc thằng đông muốn vùng lên nhưng vì đạo hiếu mà cái thu luôn khuyên em nhẫn nhịn sau này trưởng thành thì có thể tự lập được khi ấy thì không phiền tới mẹ kế ắt à, bạn ta sẽ chẳng làm gì được phần mụ nhâm đúng là từ ngày đó mụ ăn ngon ngủ kỹ đặc biệt mụ không bao giờ mơ thấy ác mộc nữa thế nhưng mụ lại chẳng thể sinh được một đứa con lúc đầu cũng bốc bao nhiêu thuốc nam thuốc bắc cuối cùng đi khám bác sĩ nói tử cung mụ bị tổn thương từ hồi sinh bé trai năm ấy nhưng không chữa trị dứt điểm nên khó có thể mang thai nữa cái này thuật nghĩ y khoa gọi là lạnh tử cung mụ nhầm, lúc biết được thì cũng đau buồn thống thiết nhưng lão tỉnh lại hứa sẽ yêu thương con nga và không bao giờ dám có ý phản bội mụ thế là mụ lại dần quên đi nhờ mà khốn nỗi, con Nga cũng đã 16 tuổi đầu, nhưng ngoài vô duyên và ngoan ngoắt ra thì chẳng được nước gì. Đã thế được mẹ chiều, lại sinh ra đỏng đảnh và tiểu thư, cả ngày chẳng muốn lết xác, động tay làm việc gì nên cả làng chẳng ai ưa. Đời thì hay có sự so sánh, mà so sánh lại dẫn đến đố kỵ. Cả làng quý mến cái thô, làm mụ nhâm hậm hực lắm. Mụ ức tay cho con mụ. Thế là suốt ngày mụ chửi rùa, chỉ cần ra đường, một chàng trai nào đó có bị nhan sắc của con chồng làm lay động, mà liếc nhìn, cũng khiến mụ nổi cơn tam bành, mà trời rủa cái thu là đổ đĩ điếm, cho dù thu chẳng có lỗi gì cả. Rồi một hôm, thằng hậu là con của mụ nhài tới nhà bác chơi rồi ngủ lại. Thằng này đã 19 tuổi, nên về vấn đề nam nữ đang có những suy nghĩ về sinh lý nhất định. Đêm đó, nó được lão tình kê cho cái phản ở góc nhà cái phản ấy lại đối diện giường của cái thu và con Nga. Cái thu lại nằm ngoài. Quả bóng tối mờ mờ, thằng hậu nhìn đứa chị nằm ngủ với khuôn mặt tựa công chúa ngủ trong rừng thì lại nổi lòng thèm khát. Thằng này nhẹ nhàng, lò dò, đi sang bên cạnh giường mà nhìn ngắm cái thu cho rõ. Khi đại yên tâm là thu đã ngủ say, nó nhẹ nhàng lật vạt áo của cái thu lên. Đôi bàn tay của nó khẽ chạm vào bầu ngực mới lớn còn nhu nhú của thu bị chạm vào người, nên cái thu mở mắt và hết ẩm lên. Thằng hậu sợ hãi, lùi về phản bóng ngồi luôn ở đó. Trong phòng, mụ nhâm và lão tỉnh cũng bị tỉnh giấc mà chạy ra xem. Lão tỉnh vội vàng bật điện sáng lên rồi hỏi. Làm sao thế? Mụ nhâm cũng nói với chồng theo giọng điệu hàn học. Mày không để cho ai ngủ nữa phải không? Hay mày nghĩ tao rảnh quá nên kiếm chuyện? Cái thu phân bua. Còn thấy ai vừa sờ vào người con, hình như là hậu. Thằng hậu thừa hưởng cái gen xảo quyệt của mẹ nó nên làm vẻ oan ức mà thanh minh. Không có, cháu không làm chuyện đó. Nghe chị hét cháu mới giật mình ngồi dậy. Cháu thề, cháu không làm việc xấu xa đó. Lúc này thằng Đông ngủ ở giường dưới bếp chạy lên. Vừa nghe thùng được câu chuyện, nó liền tham gia vào. Biết đâu được, mày chạy quay lại. Từ giường kia tới phản thì mấy bước chân. Thằng hậu cầu cứu bác nó. Băng nhầm mà, oan cho cháu quá. Bộ nhầm lại quát thằng Đông. Chẳng qua chị em mày ghét tao, nên tìm cách thông đồng để hại cháu tao, nhằm làm nhục tao có phải không? Lũ chúng mày chưa khỏi vọng đã cong đuôi hử? Còn Nga cũng hùa theo mẹ để binh em họ. Con nằm cùng giường với con Thu, lúc nó hét lên thì con cũng tỉnh dậy luôn. Còn làm gì thấy bóng thằng hậu chạy lại phản, nó vẫn ở đó có đi đâu. Thu ấm ức quá, vừa khóc vừa nói với con Nga. Em nằm trong làm sao mà nhìn thấy rõ? Bàn đêm cách 2 mét đã chẳng nhìn thấy gì rồi. Hơn nữa chị nằm ngoài chắn em rồi. Sao mà thấy? Còn Nga lại kêu lên. Mày định vụ ăn cho em tao thôi. Mày kiểm tra trên người mày. Xem đã mất cọng lông hay sợi tóc nào không? Mụ nhầm cũng thêm lời mắng mỏ. Rồi thằng Đông lại cãi mẹ gì để binh chị. Lão tỉnh đứng giữa. Không biết phân định thế nào. Cuối cùng lão hét lên. Thôi, tất cả im đi mà đi ngủ. Chắc cái thu ngủ mơ thôi. Nói rồi lão tỉnh lại kéo vợ vào phòng. Mụ nhầm thì bị chồng kéo vào phòng nhưng vẫn tức tối. Mộ nghĩ, con chồng đang đổ điêu cho cháu mình, mà nếu thằng hậu có chót làm thế, cũng là do cái thu đĩ thỏa mà thôi. Thế nên vào giường nằm, mà mộ vẫn cứ lầm nhầm chửi. Còn Nga và thằng hậu cũng nằm xuống ngủ luôn, còn thằng Đông thì ghi chặt nắm đấm. Nó quyết không để mẹ cây bắt nạt nữa, dù gì nó cũng là con trai. Nếu bố không bảo vệ được chị gái, thì nó sẽ bảo vệ chị nó. Riêng Thu nằm xuống, mà không sao chợp mắt, vì e sợ lại một lần nữa bị đứa em họ hờ giờ trò. Mộ nhâm vốn đã thâm thủ con chồng, này vì dám động vào đứa cháu của mộ thì mộ lại càng điên tiết đến nỗi lồng lộn. Nhưng chồng thì cũng đã già mà hai đứa nó đã lớn nên không thể vác gậy vụt được. Mộ cũng sợ nhỡ thằng đông khủng lên. Bây giờ sức nó chắc chấp cả mộ và lão tình cũng không đánh được chứ chẳng biết chừng. Nhưng riêng cái thu lại khác, mộ mà đánh cũng cấm có dám ho he nhưng phải nói nó muốn học lắm hay sao? Thế là mụ tìm cách để đánh cái thu mà chút giật. Sáng hôm sau khi chồng đã đi làm, còn thằng con trai đã đi học, thì mụ nhâm mới tính sổ với đứa con gái chồng. Khi cái thu đang dắt cái xe đạp ra sân để đi học, thì mụ gọi giật lại. Con kia, mày lại đây tao bảo. Cái thu đạp chân trống dựng xe rồi đi vào nhà, đứng trước mẹ kế, con bé lễ phép thưa. Mẹ bảo gì con ạ? À? Mộ nhâm không nói không rằng mà xông tới tát tới tấp vào mặt con chồng. Sau khi đã đánh chán chê thì mụ lại mắng nhiếc. Còn danh kìa, ai cho mày dám vu khống cho cháu tao? Nếu mày dám giá họa cho nó một lần nữa thì coi chừng tao nghe chưa? Con thủ oán ức nên nó cãi lại. Con không hề giá họa mà chỉ là có gì nói đấy mà thôi. Con thể con không vu ăn cho hậu. Rõ ràng đêm qua con thấy hậu chạm vào người con. Mụ nhâm lại dịa giói. Nếu nó có trêu chọc Thì cũng là do loại đĩ điếm như mày kêu gợi Cái loại mày Nhìn thấy trai là mắt tớn lên mà đưa đẩy Rồi tôi lúc chữa ảnh bụng ra Người ta chửi tới tao á Thì tao đào mả mẹ mày lên Chứ tao không để yên đâu Chả việc gì mà tao cũng phải nghe người đời dèm pha cả Trước thái độ quá khắt khe của mẹ kế Thì thú không nhịn được mà cãi lại mụ Con đã làm gì mà mẹ mắng con đĩ điếm Con đã đưa đẩy với ai nào hơn nữa mẹ con đã mất lâu rồi. Mẹ đừng có động đến mẹ con nữa. Lần đầu tiên bị con gái chồng công khai chống đối, khiến cho mụ nhâm ức chế vô cùng. Mụ ngó thấy cái đòn gánh dựng ở gần cửa bếp, liền chạy lại, cầm lấy, xông tới vạng lia lịa vào người cái thu, sau đó mụ còn dọa. Mày nhớ lấy, hỗn láo với tao thì nó no đòn nghe chưa? Chuyện hôm nay, tao cấm mày hé răng nói cho ai, hay là cho bố mày biết. Nếu không thì đừng học được đi học nữa. Dám chống đối, thì mày cứ liệu hồn. Cái thu không nói gì mà rửa mặt mũi rồi đi học. Nó chịu đựng đã thành một thói quen nên cũng không có ý định mách bố. Nhưng mà khi đến trường thì mọi chuyện đã khác. Chẳng là hôm đó có tiết thể dục do cô giáo Linh dạy. Đến động tác vặn mình mà cái thu không thể làm được khiến cô giáo khó chịu. Cô Linh tiến đến đá nhẹ cho thu giang rộng chân rồi hất tay nó lên cao. Thế là cái thu đau quá, không chịu được mà kêu lên cô linh giật mình thả tay xuống mà phát hiện trên tay thu có nhiều vết thâm tím chẳng chịt cô liền gọi cái thu ra một góc rồi hỏi ai đã hành hung em cái thu lúc đầu không dám cho cô giáo biết nên còn nói dối dạ em bị ngã xe thôi ạ à. cô linh lắc đầu đáp lại em đừng nói dối hay là giấu diếm làm gì vết thương của em là do vật cứng va đập tạo thành nếu em còn che giấu thì chỉ để kẻ hành hung em hả hê thôi chúng ta đều là con người có máu có thịt cả Thế nên phải tôn trọng cơ thể của chính mình và đồng loại bởi vậy em đừng có cho phép ai làm tổn hại thân thể của mình cái thu suy nghĩ một lúc mới dám nói em bị mẹ kế đánh ạ cô linh lại nói để cô gọi cô giáo chủ nhiệm của em nhé cô ấy có cách xử lý chuyện của em thì hợp lý hơn vậy là sau đó trước cả cô chủ nhiệm và cô giáo linh thị thu đã kể hết toàn bộ sự việc và lý do bị mẹ kế đánh hai người phụ nữ ấy bội lần xót xa cho cô học trò nhỏ. Rồi chính Thu cũng xin các cô giáo đừng lo chuyện. Cậu bé sợ ảnh hưởng tới gia đình. Thì cô giáo chủ nhiệm hứa sẽ không đưa ra pháp luật hay cho một ai biết nữa thì Thu mới an tâm. Phần cô giáo chủ nhiệm biết rõ không thể để yên mà phải làm thế nào cho chuyện này không tiếp diễn nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, tới một lúc sau thì cô giáo chủ nhiệm lại gọi cho phụ huynh học sinh để góp ý. Lúc này Lão tỉnh đang đảo vữa cho hội thợ xây thì điện thoại có trung báo của gọi tới. Lão vừa nghe máy, cô giáo chủ nhiệm đã lên tiếng. Xin lỗi cho tôi hỏi, anh là phụ huynh của cháu Thu, học sinh lớp 11A1 có phải không ạ? À? Lão tỉnh liền trả lời. Vâng vâng, tôi là bố của cháu Thu. Bên kia, cô giáo chủ nhiệm cũng vào vấn đề luôn. Cháu Thu nhà anh bị mẹ kế hành hung anh có biết không ạ? À? Lão tỉnh không biết trả lời ra sao nên ấp úng Tôi chẳng để lão tỉnh ê a mãi, cô giáo chủ nhiệm nói tiếp. Hôm nay cháu thu đi học, mà có bộ môn thể dục. Tôi phát hiện người cháu có rất nhiều vết thương. Khi chúng tôi gặng hỏi, thì cháu nói bị mẹ kế đánh lúc trước khi đi học. Và bà ấy nói cháu vụ ăn cho đứa cháu mình. Theo tôi, chuyện đó gia đình tự giải quyết. Nhưng không nên hành hung cháu như thế. Bản thân tôi thấy, cháu Thu là một cô bé thật thà, hiền lành, ngoan ngoãn. Vậy nên, anh là bố thì liệu đường xem xét nếu chúng tôi một lần nữa phát hiện học sinh của mình bị bạo hành xin phép anh tôi sẽ báo lên cơ quan chức năng ạ à. lão tỉnh sôi máu lên vì tức vợ nhưng lão vẫn bình tĩnh đáp lại cô giáo vâng ạ à, cảm ơn cô giáo đã cho biết để khi tôi về nhà tôi sẽ giải quyết nội bộ gia đình ạ à. cô giáo tắt máy mà lão tỉnh vẫn như ăn phải khoanh ngứa lão muốn về trời mụ vợ một trận mà không được nên thấy rất khó chịu không phải lão không biết vợ khắc nghiệt với con mình có những đợt lão biết con mình bị oan, nhưng vì nghĩ vợ chồng mới là một thể và ăn đời ở kiếp với nhau. Còn con cái lớn rồi, lại ra đi, nể lão đã quá dung túng cho vợ. Hơn nữa vì bao lâu nay, đã thành thói quen mà lão cứ kệ vợ lấn lướt. Nhưng chuyện này, mụ làm quá đáng quá rồi. Nhất định tới chiều nay đi làm về, lão sẽ phải mắng vợ một trận. Dù gì, con gái lão vẫn là kẻ bị hại cơ mà. Những chuyện khác thì lão có thể bỏ qua, nhưng chuyện này thì không được buổi chiều khi hai chị em thu và đông đi học về tới cổng đã nghe trong nhà tiếng bố và mẹ kế cãi nhau lạo tình mắng vợ rõ ràng bà biết thằng cháu bà là cái loại chẳng ngoan ngoãn gì rồi thế mà bà còn bênh nó mà đánh con gái tôi mộ nhâm lu loa con gái ông thì ông chẳng bênh không dạy nó để vài tuổi nữa đã quen thói mồi trai rồi hay sao thứ con gái mất nếp chỉ giỏi đóng đưa trai thì làm được gì thằng hậu nó là trai mới lớn làm sao có đứa con gái trước mắt cứ gợi tình mà không nổi hứng cơ chứ lão tình lại hét lên bà quá quất lắm rồi đấy cái thu nó đâu tới nỗi mà bà cứ chỉ chiết nó đĩ điếm này nọ bà cũng có con gái đấy nếu còn một lần nào nữa bà mắng con thu là đồ đĩ điếm thì tôi bảo cho vỡ mồm Mộ nhầm lại thách thức con nga nó nết na đường hoàng chứ không phải cái loại môi cười mắt lích như con ông từ con gái cậy có tí nhan sắc mà nứt mắt ra đã biết gợi tình mới dai. Rồi mấy nữa, trai nó hít sáo một cái rồi lại dặn hắng ra thôi. Lúc ấy, đừng có trách tôi không cảnh báo. Bình cho nó lắm vào. Lão tỉnh không thể chấp nhận được mụ vợ mà giơ tay lên dọa. Bà nói một câu nữa thì liệu hồn với tôi. Mụ nhầm dí sát mặt vào mặt chồng mà thách thức. Tôi thách đấy, có giỏi ông đánh tôi xem. Lão tỉnh không kiềm chế được nên cũng vả mụ mộ nhầm một cái cháy má Thế là mụ cứ như con thú hoang sồng chuồng. Mụ lập tức ném hết những đồ dùng, như ấm chén, phích nước ra giữa sân, rồi chửi chồng thầm tệ. Ông thật là kẻ khốn nạn lòng lang dạ sói. Ông đã hứa yêu thương tôi cả đời, mà giờ vị con gái mà ông dám đánh tôi à? Hỡi làng nước ơi, đến đây mà xem này. Mụ nhâm vừa đập đồ vừa lá hết như vậy, khiến lão tình lại càng thêm tức giận. Lão lại mắng vợ. Bà la làng cái gì hả? Nếu mà có dám mở miệng ra thì đừng trách tội ác. Bao lâu này tôi đã dúng túng cho bà quá rồi. Thế nên, bà mới được nước làm can. Mụ nhâm chẳng sợ, chạy ra sân đi vòng tròn đủ bốn phương tám hướng mà gào lên. Lão tỉnh ơi, hỡi lão tỉnh ơi là lão tỉnh. Lão ăn ở cái loại khốn nạn. Tôi rủi cho lão chết không nhắm mắt, mộ dọc hàng rào. Lão mến đứa nào, lão mang theo hết. Cả trùm cả họ lão cũng chết theo. Còn chó còn mèo cũng lần ra chết. Hai đứa mất nết cũng đi theo hầu. Lão tỉnh không thể chấp nhận được mụ vợ ngoa ngoắt Nên xông lên và dượt theo đòi đánh Đại thu và thằng đông địch chạy vào can Thì lại nghe mụ nhâm gào thét Bớ lạc nước ơi cứu tôi với Lão tỉnh Mình đưa con gái đĩ điếm về rồi đánh tôi đây này Thế là thằng đông kéo tay chị gái lại Không cho cái thu chạy vào Mở may cho mụ nhâm Là con Nga cũng đi học về Thế là nó can cho mẹ nó đỡ trận đòn Khi đó con Nga thấy hai đứa chị em con bố dượng Cứ thập thò ngoài cổng lại nghe tiếng cãi nhau ẩm ý trong nhà, nên nó cũng dòm vào theo. Thấy bố dượng rượt theo đánh mẹ, thì nó bặm môi lại vì tức giận. Sau đó, nó không chần chừ mà lao vào nhà và hô lớn. Bố, sao bố lại đánh mẹ con? Nhưng vì hai con người kia chẳng ai vì lời nói của nó mà dừng lại. Vẫn cứ là kẻ chạy người rượt quanh sân. Còn Nga không còn cách nào nữa, liền xông vào giữ lão tình, lại hét lên. Mẹ con đã làm gì? Mà bố đuổi đánh bà ấy như vậy, đã có khi nào bố to tiếng với mẹ đâu Lão tình hậm hực trả lời đứa con vợ Mày hỏi mẹ mày xem Bà ấy đã gây ra chuyện gì Đã thế không biết điều lại còn bù lũ bù loa Tao nhịn mãi rồi Thì làm tới à Mộ nhâm không bị chồng đuổi nữa Lại thêm có con gái bênh Nên mụ vênh cái mặt lên mà nói Con thù đồng đưa hết trai trong làng Mà nó còn đổ tội cho thằng hậu có ý đồ với nó Sáng nay Tao hỏi lại Thì nó vẫn vác cái mặt cưng cưng trêu tức Thế là tao mới đánh nó mấy cái. Vậy thôi mà nó tới trường nó hớt lẻo với con mụ giáo viên. Bây giờ ông ấy còn đòi đánh tao. Đúng là dám ai vừa mũi kẻ đó. Còn lão có đĩ điếm thì với lão vẫn thấy nó nết na. Con Nga lại thêm lời. Mẹ thấy chưa? Mười mấy năm qua mẹ hầu hạ nha người ta. Bây giờ họ đối xử như thế đấy. Lũ đó, nó còn đang đứng ngoài cổng rình xem bố chúng nó đánh mẹ chết chưa kia kìa. Chẳng biết chừng còn đang vỗ tay khen đấy. Thằng Đông khó chịu với bà chị ghè, nên bước vào chất vấn. Tôi nói cho chị hay, không bỗng dưng mà mẹ chị về đây đâu. Mà bao nhiêu năm nay, mẹ chị yêu thương chúng tôi thế nào thì bà ấy tự biết. Còn chị gái tôi, chưa ai chê chị ấy là không đúng đắn. Sao mẹ con các người cứ ghen ghét mà gán tội cho chị ấy. Thằng Hậu nữa, nó hồi đầu học lớp 12, đã khiến con bé lớp 9 măng bầu. Dì chị phải mất một khoản để thu xếp, chị nhớ chứ. Bộ nhâm lại quát vống lên. Mày đúng là cái dòng giống của kẻ cháu chờ. Khi tao về đây, mày... Chính tao phải chăm bẫm mày để mày lớn bằng sao bằng gậy. Rồi mày quay sang mày cắn tao à? Giặt một lũ bạc tình. Cái thu bây giờ mới lên tiếng. Mẹ cũng đừng nói nữa. Tất cả cũng tại cái tính ngoan ngoắt của mẹ mà thôi. Dù gì cũng sống chung trong một mái nhà. Mọi chuyện nên kết thúc ở đây. Cái Nga lại trời đồng. Mày nói đơn giản nhỉ? Vì mày mà bố mày đánh mẹ tao. Bây giờ mày bảo xem như không có gì là không có gì được sao? Cái thu đáp lại. Dù gì em cũng mang tiếng là em gái chị. Nhưng mà có đứa em gái nào láo tuét như em không? Đến một câu chị mà em cũng không bao giờ gọi. Quả đó cũng biết mẹ và em đối với chị, với thằng Đông là như thế nào rồi. Mộ nhâm binh con nên trở lại, rồi thằng Đông cũng binh chị mà cãi qua. Cứ thế nhà cửa ẩm ý như cái chợ. Thế là biến sự có mặt của lão tình trở nên quá thừa thãi. Lão biết, hai đứa con lão nói không có gì là sai, nhưng lại sợ mang tiếng ba bố con hát thổi vợ hay và con riêng. Thế rồi, đến mức lão không còn cách giải quyết nào khác thì lại đứng giữa mà hét to. Các người có cầm hết không? Hay là để tôi châm lửa, đốt sạch cái nhà này là xong? Rồi mà phận ai nấy sống, muốn làm gì thì làm. Mụ nhấm biết lần này lão tỉnh giận thật, cứ làm quá lên thì lại thiệt thân. Thế là mụ kéo con gái mụ vào trong nhà, sau đó hai chị em Thu và Đông cũng đi vào theo. Kể từ hôm đó, cả nhà trong tình trạng chiến tranh lạnh, không ai nói gì với ai. Đến bữa, cái thu nấu cơm gọi mụ nhâm và con Nga xuống ngăn, mà hai kẻ đó vờ như không thấy. Đã thế, mẹ con nó lại muốn trêu tức, nên toàn mua đồ ngon về ăn với nhau. Thế nhưng như vậy mãi mà cũng không được. Vậy là mụ nhâm lại nói với con gái. Tao thấy mình làm thế này không ổn. Tiền đâu có mãi mà mua đồ ăn. Rồi lão đó tức thì lại không đưa cho tao tiền nữa. Thì có mà dại mặt con nga trả lời thì mẹ ghét bọn kia nhưng mà phải làm lành với bố chứ tội gì mà để bố lấy tiền nuôi bọn nó mộ nhâm ủ rũ đáp mọi lần ông ấy giận một tới hai hôm là thôi có khi biết tao sai bằng thật mà ông ấy vẫn xin lỗi và làm lành trước nhưng lần này ông ấy làm căng thật Còn nga bĩu môi sao mẹ bảo ông ý không dứt mẹ được mẹ luôn tự hào là túc trí đa mưu cơ mà mộ nhâm tức tối nói Tại tàu hôm đó giận con rành kia quá mà mất bình tĩnh. Tất cả cũng tại cái con nặc nô đấy. Đúng là không để đâu hết hãm. Sao nó không chết theo mẹ nó luôn cho rồi. Con Nga làm vẻ cần mật nhìn trước ngó sau rồi thì thầm với mẹ nó. Bố giận mẹ vì đổ điêu cho con thu đúng không? Bây giờ mình sẽ khiến những gì mẹ nói thành sự thật. Mà ví dụ như bố nghĩ nó ngoan ngoãn thì mẹ phải cho bố thấy rằng nó không ngoan. Mụ nhầm mừng rỡ hỏi lại con gái. Mày có cách gì rồi? Mày nói mẹ nghe xem nào. Con Nga lại ghé sát miệng vào tay mẹ nó mà thì thầm. Không rõ con Nga nói gì. Nhưng bộ nhâm thì vui tới căng cơ mặt như gái 18. Từ hôm ấy khi lão tỉnh đi làm về, đã thấy mụ nhâm đon đà. Em đun nước rồi đấy. Mình vào nghỉ một lát rồi đi tắm đi. Cơm nước các con nó chuẩn bị sẵn rồi. Mà em còn mua con vịt quay nữa. Cả nhà chúng ta hôm nay sẽ là một bữa ra trò. Lão tỉnh không nói gì, nhưng thực tâm lão vui đến tối mụ nhâm lại dùng những lời đường mật thủ thì mình nga em biết em sai rồi cũng vì em nghĩ không thông mà giận quá mất khôn cũng bởi em lo cho cái thu nó xinh đẹp như vậy nếu không giữ gìn thì hỏng sớm khi ấy mình có đau lòng không lão tình trong lòng vui sướng lắm nhưng lại làm bộ làm phách mà giả vờ nhắm nghiền mắt mụ nhâm lại ôm chặt rồi đè cả người lên bụng lão mà khêu gợi miệng mụ nỉ non. Mình, mình vẫn giận em à, em biết lỗi rồi mà. Rồi không để lão tỉnh phản ứng, mụ cởi phăng quần áo trên người chồng. Dĩ nhiên, lão tỉnh làm sao mà thoát được mụ. Vậy nên, lão cũng xoay người lại. Từ hôm giận nhau cũng cỡ tuần trời, thực ra lão đã thèm tình quá rồi. Cuối cùng, sau khi chán no nê bộ lòng của mụ nhâm, thì lão hết giận vợ. Chào ơi, đàn bà cũng thật cao tay. Nếu tình dục là một chiêu bài, thì phần để đàn ông khao khát lại là con át chủ bài. Từ hôm đó mọi chuyện lại trở về như cũ, mà mụ nhâm còn cố tình tỏ ra dễ dãi với hai đứa con của chồng hơn. Ba hôm sau lão tỉnh nhận được lương, lão đưa cho vợ rời dặn. Mình cầm lấy để chi tiêu trong nhà, nhớ mang trả chú Hiếu 200 ngàn hôm kia tôi vay nóng đấy. Mụ nhâm làm như cẩn thận lắm, mụ lấy bút ra ghi chữ chú Hiếu trên góc một tờ tiền mệnh giá 200 trăm. Mụ lại bảo chồng. Em sợ em quên, nên ghi vào cho nhớ. Cơm dạo này lầm cầm quá rồi. Đúng là tuổi già ập đến là biết ngay mình ạ. À. Lão tỉnh còn đùa. Thế mình có quên tôi là chồng không đấy? ấy thế mà hôm sau, khi lão tỉnh đi làm về mụ đã nói. Mình à, mình có cầm tiền đi trả chú Hiếu không? Tại sao tôi để tờ tiền đó ở đầu giường, có đẻ cái gối lên rồi, mà trưa nay thím lành sang chơi. Tôi toàn mang ra trả thím mấy thì không thấy nữa. Lão tỉnh nghe vợ hỏi thì cứ ngơ ngác. Không, tôi đã nói mình trả cơ mà. Tôi đi làm thì đâu có thời gian. Mộ nhầm lại làm vẻ lăn tăn. Thế thì làm sao lại biến mất? Động tiện đâu thể không cánh mà bay được. Lão tỉnh lại nói với vợ. Mình tìm kỹ lại xem nó có rơi ở đâu không? Mộ nhầm lắc đầu. Làm gì có? Sau khi thím lành về thì tôi đã dọn phòng rồi. Chẳng hề có tung tích nó đâu. Lão tỉnh lấy làm thất vọng mà lầm nhầm thật là kỳ quái thế rồi mụ nhâm lại hướng tâm cho chồng mụ liền xôi. hai mình gọi cả ba đứa lên rồi hỏi đứa nào thấy hay nhặt rồi không thằng đông với cái thu tôi ngại không muốn hỏi nên là cái nga tôi cũng chưa hỏi đâu lão tỉnh nghe vợ nói có vẻ có lý thế rồi lão ra giữa nhà và gọi lớn thu đông nga ơi mấy đứa chúng mày lên đây bố hỏi chút nào cả ba đứa nhanh chóng đứng trước mặt lão phần lão tỉnh cũng hỏi luôn Mẹ để tờ hai trăm ngàn kẹp ở dưới gối. Bây giờ tự dưng mà mất. Thế có đứa nào nhặt được hay chót cầm thì trả lại để bố trả nợ. Số tiền đó là cả ngày công đi bê vữa tới nhủ cả tay. Gánh gạch đến chảy vai của bố chứ không phải tự dưng mà có đâu. Cả ba đứa đồng thanh. Con không biết ạ? À? Mộ nhầm lại ra đó mà tham gia câu chuyện. Không lẽ nào đồng tiền biến mất như mà? Đồng tiền đó có đánh dấu. Đứa nào chót lấy thì trả lại rồi bố mẹ cho qua không truy cứu nữa. Tất cả ba đứa đều im lặng Tới hồi lâu rồi mụ lại nói với chồng Không đứa nào nhận Thì mình lục đổ cả ba đứa Bắt đầu từ cái Nga trước đi Còn Nga đáp lại với giọng tự tin Bố mẹ thích thì cứ khám đi Con không làm thì con không sợ Thằng Đông cảm giác bị xúc phạm nên cãi lại Khám xét đồ cá nhân của con Thế bố đang coi con là tội phạm à Còn Nga lại réo lên Thế mày không lấy thì mày lo gì Không cho khám thì các nào mày có tật giật mình Mày xem chị Thu có phản đối đâu. Rồi nó quay sang nói về cái Thu như để rào trước. Em nói thế có đúng không hả chị Thu? Cái Thu vốn hiền lành nhút nhát. Nó chị ẩm ừ mà không trả lời. Thế là lão tỉnh đi khám đồ từng đứa một, bắt đầu từ con Nga. Lão khám từ túi quần áo tới túi sách, rồi tới cặp và đồ dùng cá nhân. Đến lượt thẳng đông quy trình cũng diễn ra như thế. Nhưng cả hai không hề phát hiện được gì. Tới lượt cái Thu, Lão tỉnh không hề nghĩ rằng con mình lại trộm cắp. Nhưng không thể bỏ qua nó để gây hiểm khích với vợ. Thế là lão vẫn khám. Từng thứ đồ của cái thu được lão xét nét cẩn thận. Từ quần áo hay cặp sách. Rồi khi xét tới ngăn nhỏ trong chiếc cặp. Thì lại thấy có tờ 200 ngàn. Mà ở góc mép tờ tiền đó lại có chữ chú hiếu. Lão tỉnh tức giận hỏi con gái. Thế này là thế nào hả thu? Mày nói xem. Cái thu giật mình rồi vội vàng phủ nhận. Con không biết. Không phải con lấy đâu Cảnh Nga đứng bên cạnh xía vào Chị à em tin chị mà Đồng tiền có cánh nó tự bay vào đây mà Trước lời mỉa mai và kích bác từ miệng của đứa con riêng của vợ Khiến lão tình bị kích động Lão vùng tay tắt mạnh vào mặt con gái rồi mắng Tao không ngờ Mày là cái loại mất dậy như vậy Ai dạy mày cái thói trộm cắp như thế hả Cái thu không chịu nhận tội mà kêu oan Có thể với bố là con không lấy trộm của mẹ Còn cũng chưa từng nhìn thấy đồng tiền này lão tỉnh vẫn tức giận mà đánh con gái. Mày còn cãi à? Oan lắm đấy hả? Mỗi câu mắng trời, lão lại tát bôm bốp vào mặt con gái. Thằng Đông ôm lấy chị mà xin. Bố ơi, bố bình tĩnh đã. Chị Thu không làm những chuyện thế này đâu. Mộ nhầm cũng giả vờ can ngăn. Thôi mình à, từ từ để hỏi con đã. Hay nó cần tiền làm gì mà lại lấy trộm? Lão tỉnh bình tĩnh hơn, lão lại hỏi cái Thu. Mày nói đi, mày trộm tiền làm gì? thu vẫn một mực chối cãi, con không lấy, con không biết tại sao nó lại ở trong đó. lão tỉnh cho rằng con gái ngoan cố lại không biết nhận sai, nên giận quá mà bỏ vào trong. mụ nhầm lại giở vợ thương cảm hỏi con của chồng, con nói đi, con cần tiền để làm gì, sao không hỏi mẹ mà lấy trộm? cái thu lại nước nở, còn thể trước trời là con không lấy, còn nga lại không được điểm tĩnh như mẹ nó, con này nhìn cái thu cười mỉm mai mà đi qua, Thằng đông ôm chị an ủi rồi nói nhỏ với cái thu chị không lấy trộm thì chị nghĩ có kẻ nào đó đã giấu tiền vào đấy và sắp xếp một cái bẫy không tại sao mọi chuyện xảy ra lại khớp như thế được cái thu đáp lại em trai rất nhỏ ý em nói là bọn họ đã bày mưu nhưng bọn họ làm như thế để làm gì chứ đông liền trả lời thì để chị đánh mất lòng tin của bố chứ sao nữa chị nhìn thái độ của bà nga xem mà bỗng dưng mụ gì ghẻ lại tốt với mình một cách kỳ lạ nhưng em chỉ lo bọn họ có mục đích gì đó đằng sau còn to lớn hơn. Thù run dậy tới đứng ngồi không nổi, miệng nó lầm nhầm. Thật đáng sợ. Từ hôm đó, lão tỉnh nghĩ khác về con gái thật. Lão lại nhớ tới những lời vợ nói, càng nghĩ, lão càng thấy có lý. Nếu cái thu có tính trộm cắp, thì thói lăng nhăng chắc cũng sớm xuất hiện. Như thể sự xấu xa phải đi đôi với nhau, không thể có chuyện một xác ai hồn hay là hồn ve xác bướm. Dân làng cũng bắt đầu dì tay nhau về chuyện chuyện đứa ngon ngoãn như cái thu cũng chỉ là giả nay. Thực chất thì chỉ là một đứa trộm cắp mà thôi. Đương nhiên, việc truyền thông tốt như vậy là nhờ sự túc trí đa mưu của mẹ con mụ nhâm và con Nga. Bọn chúng không công khai sổ sàng nói xấu, nhưng luôn bày trò diễn kịch để cho kẻ thứ ba biết được câu chuyện. Lúc thì đi trên đường cố tình nói với nhau về chuyện lão tình khám cặp con gái thấy tiền bị mất. Khi thì, thì giả vờ hở miệng nói ra, nếu như kể chuyện vô tình. Tụng lại hai kẻ đó không những đã thay đổi được cái suy nghĩ của lão tình, mà còn gieo sắc vào lòng dân làng những nghi kỵ về bản chất của cái thu. Mụ nhầm chỉ là căm thủ con chồng, nên muốn mọi người quay lưng lại với chị em nhà cái thu cho hà giả. Nhưng riêng con Nga, nó làm thế để phá hoại hình ảnh trong sáng như thánh nữ của cái thu trong trái tim của một chàng trai trẻ. Cậu ta tên là Hoàng, năm nay 20 tuổi. Hoàng chính là con nhà ông Bưởi ở xóm trên. Nhà ông bà Bưởi có chiếc thuyền máy mà bọn học sinh phải lên đò để qua sông Hồng, đi học ngày hai lượt. Vé thuyền cũng chẳng đáng là bao, chỉ là vài đồng đủ mua dầu chạy máy. Nhưng về cái tâm mà ông bà bám trụ với cái bến đò này. Lại nói về phần hoàng, vài lần cậu thay bố trèo đò thì biết tới thu. Càng ngày cậu lại càng say đắm cô bé đó, dần dần việc trèo đò là một hạnh phúc để được bên cạnh thu, chứ không phải chỉ là công việc giúp bố mẹ nữa. Tuy Hoàng chưa dám thổ lộ, nhưng tình cảm cậu dành cho Thu rất rõ ràng. Chỉ là cái Thu ngốc ngách không nhận ra. Mà người phát hiện ra tình ý của Hoàng lại là Nga. Còn Nga vốn có cảm tình với anh lái đỏ đẹp trai. Nhưng vì phát hiện ra anh ta thích chị hờ của mình thì tức lộn ruột. Thế nên nó mới bày trò để hại nhục Thu cũng là để Hoàng không còn yêu Thu nữa. Đúng là tình yêu có muôn vàn sức mạnh. Nó có thể biến điều có thể thành không thể. Tình yêu khiến đôi mắt của kẻ cuồng yêu trở nên mê muội. Những gì mà người mình yêu đã làm thì kẻ cuồng yêu sẽ chẳng phân định được đúng sai, mà cho rằng nó tốt đẹp nhất. Chẳng thế mà nếu một mình méo mó được vẽ bởi kẻ đang yêu thì cũng sẽ biến thành hình tròn. Thế nên Hoàng tuyệt đối tin tưởng rằng Thu không bao giờ như thế. Mặc cho hàng xóm hay những đứa bạn cùng trang lứa xì xào về Thu thì cậu ta cũng chỉ làm ra điều khó chịu vì người bình yêu bị nói xấu, trừ Hoàng không vì thế mà lung lay. Một hôm, Thu và Đông đi học sớm, nên lại lên thuyền trước. Hoàng cười hớn hở vì có cơ hội bắt chuyện, cậu ta hỏi: hôm nay hai trẻ em đi học sớm thế? Thu bẹn lẽn: dạ, hôm nay có bài kiểm tra toán và tiết một ạ, à. nên em muốn tới sớm cho an tâm và tranh thủ ôn bài. Mà anh Hoàng độ này không đi làm nữa à? lâu rồi, anh toàn thay bác lái đò thay bác bưởi. Hoàng cười hì hì, chặt nhẽ lại nói Vì anh muốn gặp em Nên tranh lái đỏ hai chuyến sớm chiều Thế là cậu ta lẻo mép Bố anh già yếu rồi Nên anh thay ông lái đò chuyện sáng sớm Và chiều khi đưa đón học sinh Lúc ấy là lúc đông người nhất Nên phải vững lái thì mới được Trừ anh làm cơ khí cũng bận lắm Đưa học sinh sang sông Là anh phải vội vàng quay về để đi làm luôn Đông cười tít mắt Thế anh có nhận dạy nghề không? Em cũng muốn làm cơ khí em thích mẫu người đàn ông rắn giỏi, mà hàn xì, hay là uốn sắt thì khéo như anh. Như thế là vừa nhu vừa cương anh nhỉ? Hoàng xoa đầu thẳng đông. Cụ cậu cứ như ông cụ non ấy. Giờ em học ngoan đi, khi học hết cấp 3 mà không đi học nữa, thì về anh dạy nghề cho. Nếu muốn thì làm cùng anh luôn. Thẳng đông thích trí reo lên. Anh hứa đấy nhá. Sau đó thì ba người nói chuyện qua lại vài câu cũng là để chờ những học sinh khác. Không khí sẽ vui vẻ nếu không có sự xuất hiện của con Nga. Thực ra thì nó đến bến đó cũng một lúc rồi. Nhưng vì thấy chị em cái thu và thằng Đông đã đi ra trước rồi nói chuyện với Hoàng, làm nó hậm hực nên lấp ở bụi cây ven sông mà rình. Nhưng khi chứng kiến ba người họ vui vẻ, cười đùa, khiến cho con Nga điên máu vì ghen tuông. Nó sổng sọc lên thuyền, với cái mặt to như bánh bao nở. Thế rồi nó không có cớ chút giận, nên lại trách chị hờ. Sao mày đi học mà không gọi tao? Rồi mày đi sớm để đú được phải không? Cái thu giận quá nên mắng. Em mà nói cho nó cẩn thận. Lúc sáng nay chị gọi thì em nói đi học gì giờ này. Bây giờ em lại trách chị không gọi. Em vô lý nó vừa thôi. Còn nga vẫn lụng bụp. Tao nói thế mà mày không chờ tao à? Thằng Đông không nhịn được nữa mà lên tiếng. Chị đừng có hỗn. Dù gì chị cũng là phận làm em. Đừng có láo tét thương tao mày với chị thu. Cẩn thận. Tôi dù xuống sông nhá. Còn nga lại trôi chéo. Mày dám ư? Chị em chúng mày giỏi lắm. Chúng mày cậy có hai đứa nên bắt nạt tao phải không? Con này nó còn trời bới mất dậy hơn nữa. Tới cậu Hoàng Can cũng không được mà lắc đầu ngao ngán. Mãi cho tới lúc học sinh đã lên thuyền đã đông thì Nga mới chịu nín. Cả đám ai cũng tránh ra và chẳng muốn dây với nó vì cái thói khó ưa và ngoan ngoắt. Nhưng còn Nga chẳng hiểu lại cho rằng mình để người sợ là oai. Đến chiều khi tan học về, còn Nga vẫn còn tức giận lắm. Mặt nó cứ hầm hầm khi đối diện với chị em cái thu. Đến khi về, nó lại bơm vào tay của mẹ nó. Mẹ biết không? Con thù đó đang lăng nhăng, đồng đưa với anh lái đỏ đấy. Mộ nhầm rẻ môi hỏi lại. Sao trước mày nói ông lái đỏ, bây giờ lại nói anh lái đỏ? Thế con thù nó dàn díu, với ông già hay là thằng trẻ Con Nga trả lời điệu tưng từng. Thì là anh, anh ấy là con trai của ông lái đỏ, nên bây giờ đi giúp bố vài chuyến. Cái con thù thấy trai mặt cứ tớn tớn đồng đưa, lúng la lúng liếng. Mộ nhâm rít lên. Đấy, tao nhìn mặt con này đĩ lắm, thế mà bố nó cứ bệnh mãi đi. Còn Nga lại kích bác. Thì mẹ phải để cho mới biết con mình là loại thế nào chứ. Mẹ chịu thua thế à? Mộ nhâm thở dài. Nhưng chẳng nhẽ bây giờ, cứ đi đánh nó về tội mồi trai à? Bằng chứng đâu, hay chỉ có mỗi cái mồm mày nói. thì ấy, ông tình lại bênh con, mà nói chúng ta đổ điêu cho nó, rồi có khi ông ấy đuổi mẹ con mình ra đường ấy Còn Nga cười thớ lợ Mẹ không phải lo Mình vẫn chơi chiêu trò cũ thôi Lần này cứ để ông ấy tự xử Mình không can thiệp nữa Mộ nhâm dối rít hỏi con gái Thế mày định làm thế nào Còn Nga lại thì thầm vào tay mẹ nó Mộ nhâm nghe xong Thì cười tới quên cả trời đất Thế là hai kẻ khốn nạn đó lại giáp tâm Dùng kế ly gián bố con lão tình Nhằm tiến tới mục đích sau này còn lớn hơn Đến một ngày, lão tỉnh lén kiểm tra đồ cá nhân của con gái, lại phát hiện ra hai chiếc bao cao su còn nguyên ở trong bì và xếp ngay ngắn ở góc tủ quần áo. Lão hùng hộ sông tới, dáng một đòn thật mạnh vào mặt con gái, khiến cái thu ngã ra mà rơi cả chồng bát đang chuẩn bị sắp mâm. Còn lão tỉnh không thèm quan tâm mà ném hai chiếc bao đó vào mặt cái thu mà tra khảo. Mày nói đi, cái này mày lấy ở đâu? Tại sao mày có nó? Mà mày dùng nó để làm gì? Cái thù vật còn nằm dưới nền bếp Mà liếc sang hai chiếc đó Rồi lóc ngóc đứng dậy rồi thưa Còn thể là con không biết thứ đó là cái gì Chưa bao giờ con nhìn thấy Lão tỉnh lại quát Thế thì tại sao Tự dưng nó chui vào tủ quần áo của mày Đừng nói với tao Mày không biết nó dùng để làm gì Có phải lần trước mày trộm tiền Cũng là để mua cái thứ này không Cái loại con gái còn đứa mất nết mất dậy Tao thà không có đứa con như mày Cái Thu van xin, bố hãy tin con con không hề biết chuyện gì con cũng chưa hề ăn trộm một đồng tiền nào và con cũng không biết tại sao cái đó lại nằm ở trong tủ quần áo của con nếu con nói điêu thì bệ sẽ bị xét đánh chết ạ à? thế nhưng mặc lời thể độc và sự cầu xin của con gái lão tỉnh vẫn không tin cái thu ngược lại lão còn giận dữ hơn tiếp đến lão lại ra đằng sau nhà lấy đoạn củi xoan to bằng cổ tay mà mang vào đánh con gái mỗi lần phăng gậy vào người con thu lão đều chửi mắng rất thậm tệ thằng đông khi ấy vừa đi ra ao cá về thì thấy bố đánh chị quá tàn bạo thì xông vào can ngăn bố hãy tin chị ạ à? từ trước đến nay chị không hề làm gì trái phép tác đạo hiếu mà lão tỉnh lại mắng con trai mày cốt ra nếu không thì tao đánh cả mày thằng đông không nhịn được nữa mà nói sao con của bố đẻ ra mà bố không tin bố bị người ta dắt mũi bố có biết không tất cả việc này do có người bày mưu đắt Sao còn có bố đẻ ra mà bố lại không tin? Bố bị người ta dắt mũi bố có biết không? Tất cả việc này là do có người bày mưu cài đặt. Lão tỉnh nghe nói thế thì lại càng thêm giận dữ. Lão hét lên với hai đứa con đẻ. Lũ mất dậy, còn bến che nhau ư? Đã không biết nhận lỗi để khuyên bảo nhau thay đổi, còn dám vu khống bịa đặt cho người khác. Tao biết mày nghe bên ngoài nên ghét mẹ kế, mà bày trò đổ tội cho bà ấy đúng không? Một lũ xúc sinh, nuôi chỉ tổ tốn cơm tốn gạo, Thằng đông cãi. Bố thử nhìn lại mình đi. Bố có xứng làm bố không? Lão tỉnh điên tiết và đuổi hai đứa con. Lỗ phản phúc. Chúng mày cút ra khỏi nhà tao. Thằng đông cũng mất bình tĩnh mà trả treo. Còn bố sinh ra thì bố không tin. Bố làm mẹ con khổ tới lúc chết. Đến bọn con là máu thịt của bố. Mà cũng không bằng bà ta. Lão tỉnh nghe con trai dám tố cáo mình. Và động tới vợ thì lại giận dữ hơn. Lúc này lão lại mạnh tay hơn lúc trước mà đẩy thẳng đông ra khỏi bếp rồi mắng. Mày cút đi, tao không có đứa con mất dậy láo tuyết như mày. Cái thu lại cầu xin. Bố ơi, em còn nó lỡ miệng chứ nó không có ý xấu đâu. Chẳng ngờ, lão tình đuổi cả con gái. Mày cút theo nó luôn đi. Từ nay tao chỉ có mình con Nga là con. Nghe được lời đó, trong lòng cái thu thấy bị tổn thương ghê gớm. Nó cũng không thèm cầu xin bố nữa, mà đứng lặng yên vì uất hận. Lão Tình chạy lên trên nhà, rồi mở tủ quần áo, vờ vải bộ của hai đứa con mà ném ra sân, rồi lão lại đuổi. Cắp lấy mà cút đi, từ nay tao từ mặt chúng mày, không có bố con gì cả. Thằng Đông nói với chị, bố đã từ thì mình đi, xem như bố đã đi theo mẹ, rồi sau này ông ấy sẽ phải hối hận vì nuôi con thiên hạ mà đuổi con mình. Cái thu buồn bạ không đáp, nó nhặt lấy quần áo của hai chị em rồi cùng thằng Đông dắt chiếc xe đạp ra cổng đến đầu làng rồi thì cái đông mới hỏi em giờ chúng ta đi đâu thằng đông nghĩ một hồi rồi trả lời đành về ta túc nhà cậu một thời gian rồi em xin đi bê gạch ở lò gạch cho nhà ông môn lấy tiền đi học còn chị đi hái dâu tằm cho người ta cũng được mình bỏ học thêm chỉ học chính thôi bởi còn lại để đi làm cái thu gượng cười đáp lại em ừ thực ra nó buồn lắm vì bố không thương nó nhưng lại thấy thằng em trưởng thành hơn nhiều nên lòng cũng an tâm Hai đứa trẻ lại chở nhau trên chiếc xe đạp cũ, đến nhà ngoại cái thu gọi to. Bà ơi, cậu mợ ơi. Bà ngoại mắt đã kém nhưng mà tai vẫn tỉnh, bà nói với con dâu. Mẹ thằng đang xem, có phải tiếng chị thu nó không hả? Mợ mận nhìn ra cổng, thấy hai đứa cháu chồng lách tách thì đáp lại mẹ chồng. Đúng là cái thu với thằng đông mẹ ạ. Bà cụ nam lâu rồi, không được gặp cháu ngoại thì mừng muốn khóc. Còn chị mận, cảm giác có gì không ổn. Chạy ra hỏi mấy đứa cháu. Có chuyện gì mà hai đứa đi vào buổi trưa nắng nôi thế này? Rồi lại ôm quần áo nữa. Thế làm sao? Kể cho mợ nghe. Hai đứa sau khi vào tới trong rồi, thằng Đông mới nói. Bố cháu nói chị Thu lấy trộm tiền. Rồi còn giấu bao cao su nên đánh chị ấy. Chị vào can, thì ông ấy đánh đuổi cả hai chị em. Nhưng cháu tin là chị không hư như thế ạ. Cái Thu nói thêm. Cháu thể với bà và mợ là cháu không làm việc xấu xa đó. Cháu không nhận. Nhưng bố cháu không tin, mà cứ khăng khăng bắt tội ạ. À. Bây giờ chúng cháu không có nơi nào để đi, nên muốn đến đây xin bà và cậu mợ ta túc. Chúng cháu hứa sẽ cố gắng tự lo kiếm sống, chứ không phiền nhà ta ạ. À. Mợ mận lại mắng. Chúng mày nói như thế là mợ không cho chúng mày ở vậy. Cứ tạm thời ở lại mà lo học hành, rồi có gì thì tính sau. Ngài chị em cảm ơn dối giết Cũng may, nó còn bên ngoại thương, dù gì cũng là ruột thịt nhưng kỳ thực cậu mợ cũng bươn trải vất vả ông bà đau yếu nguyên tiệt thuốc men đã là một nhẽ rồi ông chết còn bà lại mù lòa thành ra bà không giúp con cái được gì mà lại cần người phục vụ có cô đang là con cậu nhưng thằng bé cũng yếu đuối lại còn gầy còm lúc này cái thu mới hỏi mợ cậu hạ và em đang đâu rồi ạ à? mợ mận đáp lại cậu với em đi ăn cỗ bên làng bình rồi nói tới ăn làm bụng thằng đông réo lên ủng ục Đến nỗi mợ mận ngồi bên cạnh cũng nghe thấy Đoán được hai cháu chưa được ăn Nên lại nói Chúng mày đói phải không Thì đi ra giếng rửa tay chân đi Rồi vào bếp lấy cơm mà ăn Hai đứa bụng đói meo Thì mừng rỡ làm theo lời mợ Bữa ăn cũng không có gì ngoại canh cua rau đay Và cà pháo với tóp mỡ trưng cà chua Nhưng mà sao lại ngon đến thế Cũng phải thôi Vì đây là bữa cơm của tình yêu thương Đến chiều cậu Hạ mới trở thẳng đang về trên chiếc gym cũ sau khi nghe cháu thuật lại câu chuyện thì rất tức giận tay đang về điếu thuốc lào mà cậu hạ lại ném luôn ra sân rồi cậu hạ khùng khùng nổi giận để ta sang nói lý lẽ với ông ta trước kia phụ bạc hành hạ mẹ mày để mẹ mày chết vẫn còn khổ Tào đã nín nhịn ông ấy lâu rồi chịu loại anh dày đó tào khinh bây giờ lại đối xử tàn tệ với chính cả con đẻ của mình thì thật là bất nhân mợ mận cũng là người cùng làng nên thừa biết lão tình trước nay là kẻ thế nào nhưng mợ vẫn ngăn lại thôi mình ạ à, mình sống để đức cho con cháu là được rồi kệ đi trước mắt là đừng hành động gì mà để bọn trẻ ổn định mà học hành nữa sau này sẽ có nhân quả báo ứng thôi thằng đông lại thưa với cậu cậu ơi cậu xin ông môn cho cháu tới đó đóng gạch mới cháu sẽ học một buổi còn một buổi đi làm ạ cậu hạ lại mắng việc của mày là học chuyện này sau rồi tính tuổi còn nhỏ không nên làm những việc nặng nhọc như thế tại nhà của lão tình Lục lão tỉnh tìm thấy hai chiếc bao cao su đó trong góc tủ quần áo, thì mẹ con mụ đã rủ nhau sang nhà hàng xóm để làm như mình vô can và chẳng biết gì cả. Đến khi về nhà, mụ thấy chồng mặt sầm sầm, còn làm như không hiểu chuyện gì mà sai cái thu. Thu ơi, dọn mâm lên ăn cơm đi, chưa trời chưa chật rồi đấy. Lão tỉnh đáp lại, tôi đùa nó với thằng Đông đi rồi. Cái lũ mất dậy, loại con đó thà không có còn hơn. Mụ nhầm lại giả bộ thảo mai thì nó làm sao mà đuổi? Mình làm thế lại mang tiếng ác. Lão tỉnh tức tối trả lời. Mang tiếng cũng được. Trừ hai đứa con, một đứa mất dậy láo tuyết, một đứa lăng loạn ăn cắp thì tôi không cần. Tôi cũng cấm mình nhắc tới chúng nó nữa. Để xem đi được đâu. Hay bảy ba hai mốt ngày, lại mò về. Mộ nhâm lại giả vờ khuyên can. Dù gì cũng là con mình, nó có xấu cũng do mình sinh ra. Mình từ từ mà dậy, chứ ai bỏ con bao giờ. Lão tình hậm hực không nói gì mà bỏ vào phòng. Mụ nhâm tỏ ra bình thản Nhưng thực tình, mụ rất hả hê. Đêm đó, bỗng nhiên bão về mưa như chút nước. Với gió rông thổi mạnh, như muốn quật ngã mọi thứ. Trên ngọn cao gió đung đưa đến nghiêng ngả. Tự như đánh gục những thứ cây thẳng tắp kiên cường ấy. Những bụi tre ở quanh làng cũng bị gió thổi mà tạo tiếng vun vút như ai dùng roi vụt. Lão tình cũng có một vườn mía bị đổ dạp vì bão, ở một góc cây xoài bị bật gốc tung lên cả hai lọ thủy tinh năm mấy, mạng rễ cây đâm vào hai cái lọ đó nên đã khiến nó bị vỡ ra. Sau một đêm mưa bão, mảnh bùa đã bị ngấm nước mà vỡ như bột, không còn hình thù. Mộ nhầm vẫn không hay chuyện tồi tệ gì đã xảy ra cho tới tận sáng hôm sau, khi mưa đã tạnh, trên bầu trời đã sáng rõ bởi những tia nắng thì Mộ Nhâm mới ra vườn kiểm tra, phát hiện cây xoài đã bị bật gốc cùng với mảnh thủy tinh của hai lọ đựng bùa trước kia đã vỡ tứ tung thành từng mảnh mụ sợ hãi tới nỗi người run cầm cập lão tỉnh chạy ra thấy vợ thẫn thờ nhìn cây xoài đồ nghĩ vợ tiếc của nên lão bảo ý trời chưa biết làm sao mình có tiếc thì cũng làm gì được nghe hai từ ý trời lại khiến mụ nhâm thêm run sợ nếu tin trời bất dung nhan và nhân quả báo ứng thì tại sao mụ lại làm điều ác khó hiểu đúng thật là khó hiểu cũng từ hôm đó mụ nhâm lại mơ thấy ác mộng Mụ thường mơ thấy vợ đầu của chồng cứ đi đi lại lại trong nhà như mắc cười. Lần này người ấy không nói gì, nhưng ánh mắt tựa dao sắc lạnh, cứ như muốn xuyên thấu vào mộ. Đâu chỉ có thế, mộ còn mơ thấy mẹ chồng nữa. Những đêm liên tiếp, mộ lại mơ một giấc mơ giống nhau. Đó là hình ảnh bà cụ viên, tay đang bị trói mà vẫn muốn xông tới đánh mộ. Rồi khi bà cụ vùng vẫy được khỏi dây trói mà tiến tới để bóp cổ mụ nhâm mặc quát. Còn đàn bà thối tha, hôm nay tao phải đưa mày theo tao xuống ngầm ti để cho diêm viên xử tội. Loại ác độc như mày sẽ không được siêu sinh. Kiếp sau, mày phải đầu thai thành loài chó lợn đi. Mộ nhâm sợ hãi rồi vùng vẫy, nhưng không tài nào mở mắt dù lão tỉnh gọi mãi. Đến khi mụ lại mệt quá mà lịm đi rồi mới tỉnh lại. Chuyện này gần như đêm nào cũng tiếp diễn, đến mức mộ nhâm không dám nằm ngủ. Cứ ừ thế, mộ bị tra tấn tinh thần mà tim thì bị loạn nhịp. Chỉ cần mệt mỏi một chút là tim đập nhanh rồi đau nhói. Cũng vì thế nên sức yếu của mụ yếu hẳn. Theo bác sĩ kết luận, đây là triệu chứng ban đầu của suy tim. Từ ngày về bên nhà ngoại thì chị em thu đông không về nữa. Cậu mợ tuy nghèo nhưng vẫn cố đủ mọc cho hai đứa cháu cho chúng được ăn học. Còn bọn trẻ cũng rất ngoan. Cái thu ngoài giờ đi học thì chăm bà giờ dọn dẹp nhà cửa. Riêng thằng đông tranh thủ từng giờ một để đi hái dâu thuê cho những nhà nuôi tầm trong làng, kiếm từng đồng lẻ giúp cậu mợ tiền mắm muối. Cuộc sống cứ thế diễn ra êm đềm. Thế nhưng, mỗi lần ra mặt con Nga trên con thuyền lúc tới trường thì chị em Thu và Đông lại phải chịu những lời nhiếc móc và thái độ hẳn học mất dạy của nó. Cũng như hôm nay, đang trên thuyền thì con Nga sỏ xiên cái Thu. Gái hư, bị bố đuổi ra khỏi nhà, mà xem lại có phúc thế. Trông béo tốt quá, Mày nhờ hồng phúc của mày mà cả nhà sống tốt lắm, vẫn ăn ngon ngủ kỹ. Cái thu đáp lại. Em đừng có đâm chọc nữa được không? Em chưa đủ tư cách để phán xét chị đâu. Còn Nga lẩm bẩm trời, đồ mất dậy. Thằng Đông tiến tới, nắm cổ đứa chị hờ rồi dọa. Mày có dám thái độ với chị tao nữa thì đừng có trách. Tao sẽ ném mày xuống giữa sông đấy. Khi này Hoàng phải can ngăn. Thôi nào Đông, em bỏ Nga ra, đừng làm thế nguy hiểm lắm. Thằng Đông buông cổ áo ra, khiến con Nga ngã ra sàn thuyền. Nó có chút sợ hãi, nhưng nghĩ có hoàng binh nên lại chỉ chiết. Đấy, anh xem chị em nó đấy. Trước mặt bao nhiêu người mà còn vậy. Chứ anh không biết chúng nó bắt nạt em thế nào đâu. Tưởng nhận được sự đồng cảm của Chris, ai ngờ Hoàng đáp lại. Ai trước này thế nào thì cứ để người ngoài đánh giá. Anh nghĩ em cũng nên an phận. Con gái nên nết na thủy mị một chút, chứ đừng có ngoa ngoắt quá. Con Nga ngúng ngồi mà xấu hổ trước những đứa khác nên hét lên. Anh thích con thù nên bênh nó phải không? Đừng tưởng tôi không biết. Sao anh ngu muội cái gì cũng bênh nó? Trong mắt anh, cái gì nó cũng tốt cả. Hoàng không gần ngại đáp trả con Nga trước mặt bao nhiêu người. Anh thích Thu, vì cô ấy ngoan ngoãn nhu mì chứ không chuồng hoa đánh đá như em. Con Nga hậm hực khóc vì nhục, còn bọn học sinh, đứa nào đứa nấy chỉ trò rồi lại nhìn Thu khiến con bé ngại đỏ mặt. Trong lòng nó cũng có cảm giác rất gần gũi với anh lái đò, nhưng nó chưa bao giờ biết yêu là thế nào. Đến lúc chiều, khi đò vừa cập bến, hai trẻ em cái thu lại phải dắt xe về vì bánh sau đã bị xịt hơi. Việc này, cả thu và đông cũng đoán được là do con Nga nó làm, nhưng chẳng bắt được nên thôi. Hoàng cũng từ bến sông về nhà sau khi đã neo thuyền cẩn thận. Đi bộ theo hai chị em lại khiến cho cậu ta bồi hồi. Cũng bởi cơ hội bên thu đâu có dễ dàng. Thế là anh chàng cố tình bắt chuyện để nàng đi chậm lại với mình hoàng hỏi. Anh nghe hết chuyện rồi. Bọn em đã về ở cùng với cậu mợ hả? Chẳng ai tin em hư đâu. Nhưng bố em thì thật là u mê. Bố mẹ anh biết chuyện cũng thương em vào đông lắm. Mẹ anh trước cũng là bạn của mẹ em đấy. Bà bảo em giống mẹ lắm. Vừa đẹp người lại đẹp nết. Chỉ mong số em đừng khổ như mẹ em. Thu run run cảm động đáp lại. Em cảm ơn anh và bác đã thương ạ. Bây giờ chị em em cũng ổn rồi. Bố em sau này chắc cũng hiểu ra thôi hoàng lại tiến thêm một bước cậu ta muốn thổ lộ với người cậu yêu hoàng nói thu này chuyện sáng nay anh nói thích em là thật đấy thu xấu hổ ngại ngùng im lặng không dám nói trái tim nhỏ bé như đang đập lỗi nhịp và thổn thức vì chàng trai này còn hoàng sợ thu nghĩ là cậu ta trêu đùa nên một lần nữa khẳng định anh nói anh thích em là hoàn toàn nghiêm túc đấy anh không phải là kẻ thích mang chuyện tình cảm ra đùa đâu liệu em có thể đón nhận tình cảm của anh được không Cai thu lúng túng và ấp úng trả lời em em chưa nghĩ tới chuyện này ạ à, thế nên em không thể trả lời anh được thế rồi cô nàng rảo bước đi nhanh để đuổi theo thằng em đang dắt xe đi mà tủm tỉm cười riêng hoàng lại xem như thế cũng là còn cơ hội cậu ta gọi với theo rất to anh chờ em suy nghĩ rồi trả lời anh đấy anh không đùa đâu anh thật lòng mà khi về tới gần nhà ngoại thì thằng đông mới hỏi chị anh hoàng tỏ tình hả Cái thu xấu hổ trả lời không phải chuyện của mày. Chị cấm mày bép xếp với cậu mở. Còn đang đi học mà yêu đương nhăng nhít, cậu lại mắng cho đấy. Thằng Đông cười khanh khách. Anh Hoàng cũng được đấy chứ. Cái thu không biết nữa, tự nhiên nghĩ tới Hoàng thì cô nàng lại thấy vui. Một thứ tình cảm của đứa con gái mới lớn phát triển tự nhiên như thế. Còn Nga hôm ấy bị bẽ mặt ở trên thuyền nên điên cuồng mà hận thù chị em cái thu hơn. Nó khi về nhà thì gào mồm lên với mụ nhâm. Mẹ không biết đâu, còn thủ bây giờ công khai tán tình với anh con nhà lái đò rồi. Nhìn nó đồng đưa, cứ cố tình gần gũi anh ta mà ngứa cả mắt. Đã thế lại còn được thằng em binh chằm chặp. Khi con ngứa mắt khuyên nhủ con thu, thì thằng đông còn dọa ném con xuống sông nữa. Mụ nhầm nghe con gái kể thì tức thay nó, mụ lại rít lên. ai chà, cái bọn này ngày càng láo lếu rồi. Nghe nói bọn nó đã về nhà bà ngoại ở, chắc lại bị lũ bên ấy rùi thêm rồi. Lão tỉnh đang hút thuốc ở ngoài đầu hồi, liền vọng vào hỏi. Cái gì? Định vừa nói sao? Mộ nhầm biết thừa, lão vẫn còn quan tâm tới hai đứa con nên cố tình nói. Tôi nghe người ta kể lại rằng thằng Đông và cái thu dạo này hư lắm. Chị thì đong đưa cưa cầm thằng lái đỏ em thì hỗn nào. Thận chẳng hiểu bọn nó định thành ra thế nào nữa. Mới bằng đấy tuổi đã vậy, chắc bên ngoại triều rồi dậy chúng nó hư rồi. Lão tình lại to tiếng. Mình đừng có nhắc tới cái bọn ô hợp đó nữa tôi không có người thân nào như cái bọn người bên đó cũng không có đứa nào hư thân như hai cái đứa kia mộ nhâm lại thêm lời như châm chọc thôi tôi nói để mình biết thế thôi Chưa còn mình thì mình bỏ sao được còn dại cái mang lão tình mặt mày hầm hè như chó già chạy ngoài nắng mà ngồi xuống ghế đăm chiêu nhìn vậy xa xăm với bộ mặt đầy mồ hôi nhễ nhoại lão hận cuộc đời bị nghĩ cuộc đời này bất công không cho lão gặp mụ nhân sớm hơn mà để hai đứa con do người khác sinh ra nên giờ mới chống đối lão. Còn Nga nó muốn làm cái gì đó để hạ bệ bên con Thu. Con này vốn tính đố kỵ và xấu xa. Thế nên nó muốn rằng nếu Hoàng không thích nó thì cũng không được phép thích đứa chị hờ kia. Cái này là ích kỷ của con người thì có thể hiểu vì không gì lạ. Nhưng tầm cơ xấu xa như con Nga thì hiếm lắm. Con này nó quyết phá chuyện giữa Thu và Hoàng nên kích bác bố dựng nhiều lắm. Nhưng lại thấy có vẻ như tác động phía bên lão tỉnh không ăn thua. Vị lão giờ có như kệ mặc con gái. Thế là con Nga lại tìm cách để cả trường biết chuyện cái Thu yêu Hoàng dù lúc ấy chưa có gì. Mục đích cuối cùng là để tới tai phía bên ngoài nhằm mục đích cho họ cấm cản cái Thu không được yêu đương. Lúc ấy nó ở giữa sẽ là ngư ông đắc lợi. Thế là nó đi rêu rao, rẻm pha với đám học sinh rằng cái thù đã yêu anh lái đỏ từ lâu rồi. Bọn trẻ cái tuổi dở dở ương ương, nghe những chuyện tầm vào như thế, lại nghĩ đây là câu chuyện lớn. Cũng bởi mỗi lần đi thuyền qua sông, lại thấy cử chỉ mà Hoàng dành cho Thu một cách đặc biệt. Nên bọn chúng tin rằng con Nga nói đúng. Dần dần, nghiễm nhiên là cả trường tin chuyện đó là thật. Chỉ còn có một số đứa hoài nghi mà hỏi con Nga. Có thật không hả bạn? Con Nga bị môi. Để rồi xem, mà chúng mày muốn tận mắt thấy nó hò hẹn không? Vậy là chiều hôm ấy, con Nga đã rủ mấy đứa nữa bỏ học thêm buổi chiều để mai phục mà rình. Chúng nó bố trí nấp ở các bụi cây xung quanh bến đỏ và con đường mòn gần đó. Lại có một đứa trước khi về, đã tháo hơi ở bánh xe mà hai chị em Thu và Đông vẫn hay đèo nhau đi. Đến khi thuyền cập bến, đứa nào đứa nấy nhanh chân về trước, chỉ còn hai chị em Thu, Đông và cậu Hoàng. Thằng Đông dắt xe đi trước, còn cái thu thì lưỡng thững theo sau. Còn Hoàng, sau khi neo thuyền, mới chạy thật nhanh để đuổi theo thu. Tranh thủ cậu ta hỏi. Em suy nghĩ lời anh nói chưa? Anh yêu em là thật. Em đáp lại tình cảm của anh đi. Nhất định anh không phụ em. Cái thu xấu hổ đáp lại. Yêu anh em chưa nghĩ tới ạ. Mà em cũng chưa hiểu yêu là thế nào. Ra vẻ trải đời, Hoàng lại nói. Em nhắm mắt vào đi. Hãy tưởng tượng xem khi có anh bên cạnh, em có cảm giác bình yên không? Mà khi vắng anh, liệu em có nhớ nhung tới nỗi muốn ngay lập tức có anh ở trước mặt không? Nếu như thế là em yêu rồi đấy. Vì trong anh cũng có cảm giác như thế với em mà. Cái thu đỏ mặt ấp úng. Em, thật là tim đã lỗi nhịp. Nhưng cái thu còn sợ e thẹn mà thôi. Trừ những lời Hoàng nói thì nó đã đều kiểm chứng. Nó biết nó yêu cậu ta, nhưng chưa dám nhận. Hoàng lại tiến thêm một bước như để không cho Thu có cơ hội từ chối. Em nói thật đi, anh cũng cảm nhận là em có tình cảm với anh mà Cô bối rối và không thể chối cãi được nữa nên không phủ nhận nhưng lại đáp trả bằng một câu hỏi nhưng yêu sớm là không tốt anh ạ à. cậu mở em chắc không cho phép đâu cậu luôn dặn em phải chú tâm học hành ạ à. hoàng mừng rỡ trả lời anh hứa không làm ảnh hưởng tới chuyện học hành của em đâu bản thân anh đã lớn để hiểu chuyện đúng sai mà Cô bé lẽn không đáp lại mà cúi đầu liếc nhìn hoàng một cách yêu thương như ngầm đồng ý Thằng Đông đi trước cũng thừa sức đoán được mọi chuyện. Nhưng nó thương chị nó, nên vờ như không hay. Dù chị gái nó quyết định thế nào, thì là thằng em trai, nó cũng luôn ủng hộ. Còn lũ rình mò kia, chở ba người đó đi khuất, cũng trôi ra khỏi bụi cây. Còn ngà vênh mặt, nói với cả đám bầu sầu đi theo. Đấy, chúng mày thấy chưa? Chúng bọn họ âu yếm nhau chưa? Chưa xong cấp ba đã yêu đương rồi. Thế nên bố tao mới đánh. Rồi chị em nó láo tuét chửi lại bố tao, thì mới bị ông ấy đuổi đi. Chúng mày có thấy nó oan nữa không? Cả đám ùa vào. E ơi, không ngờ nó mất dậy thế. Thật thế ư? Thế thì từ này á, à, tao không chơi với nó nữa. Trong đám theo dình ấy, có con Linh học cùng lớp với cái thu. Con bé này nhà cũng cạnh nhà bà ngoại của cái thu. Thế nên, nó tò mò đi theo dình để biết đúng sai thế nào. Chiều muộn hôm ấy, cái Linh vừa về nhà thì nó vội mách mẹ. Mẹ có biết cháu ngoại bà Nam học cùng lớp với con không? Bà Thiêm gật đầu. Sao lại không? Tao còn lạ gì con bé ấy? Nòm được gái phết. Nghe nói con này mới nứt mắt đã yêu đương nhăng nhít với trai. Nên bố nó đuổi rồi mới về ngoại ở đấy. Cái Linh ra vẻ hiểu chuyện mà tơn hớt. Nó có người yêu thật đấy mẹ ạ. Chính chiều này có thấy nó hẹn hò với anh Hoàng. Bà Thiêm lại hỏi thêm. Anh Hoàng là anh Hoàng nào? Mày nói rõ cho mẹ nghe xem nào. Cái Linh thủng thẳng đáp thì anh hoàng con ông bưởi làm lái thuyền ở bến đò giang ý anh ấy bây giờ thay bố lái thuyền hai chuyến sớm tối để đưa bọn con qua sông đến trường chắc là vì thế nên quen cái thu mà yêu nó bà thiêm sâu chuyển lại mọi chuyện rồi cắp cái nón đi ra cổng giặt con gái nấu cơm đi tao đi có việc cải linh còn gọi với theo thế mẹ đi đâu trời sắp tối rồi bà thiêm đáp lại tí tao về nói rồi bà ta đi thật nhanh ra cổng Bà hóng được chuyện thì phải đi hớt ngay. Bà này nổi tiếng là kẻ nhiều chuyện. Lại có đứa con gái có gen di truyền. Đúng là mẹ nào con ấy. Sau khi bà ta đi dọc lạc để rêu giao chuyện, cái thu cháu bà Nam có người yêu là thằng lái đò. Cho những kẻ cùng dỗi hơi nhiều chuyện. Thì lại giả vờ là người tốt vô số tội. Mà tới tận nhà bà ngoại cái thu mà mách. Đứng trước cổng nhà bà Nam thì bà ta gọi to. Cô Mận ơi, có nhà không? Chị bận trong nhà vội chạy ra cổng thưa. Bác Tiêm đến chơi à? Chờ chút em mở cửa. Bà Tiêm bắt chuyện luôn. Thôi, tôi không vào nhà đâu. Nói với cô mấy câu rồi tôi về luôn kẻo tối. Chị Mật đon đà. Thế bác cứ vào nhà đã. Rồi có chuyện gì thì nói em nghe. Bà Tiêm rủ gì? Tôi thật lòng có ý tốt. Nên mới nói cho cô biết. Mà liệu đang bảo ban đứa cháu? Không khéo nuôi ỏng tay áo. Chị Mật lo lắng hỏi lại. Thế làm sao hả bác? Bà Tiêm kể lại câu chuyện nghe được từ con gái và không quên thêm mắm dặm muối như thường lệ. Ờ, à, tôi nghe con bé nhà tôi nó kể rằng cái thu nhà mình yêu thằng lái thuyền, con ông bưởi ở Bến Giang ý. Nghe nói công khai ôm ấp rồi thể hiện tình cảm lắm. Cả trường học đều biết. Rồi bố nó bảo không được nên mới đuổi đi. Con gái còn đứa, mấy tí tuổi đầu mà yêu đương, không khéo lại ôm bụng về thì xấu hổ ra cô xem bảo chú hạ uốn nắn lại nó còn kịp tốt nhất là cho nghỉ học để khỏi gặp thằng kia chị mận có vẻ buồn thiêu đáp lại vâng ạ cảm ơn chị đã cho em biết ạ để em nói nhà em răn đe nó bà thiêm lại nhanh chóng rút lui thôi thế tôi nói vậy cho cô biết thôi tôi về ở đây trời tối mịt rồi bà thiêm đi rồi chị mận mới lặng lẽ bước vào nhà chị suy nghĩ nhiều về lời hàng xóm lắm nhưng mà không biết nên giải quyết việc này thế nào có lẽ chị sẽ nói cho anh Hạ rồi để tùy chồng xử lý. Đêm hôm ấy chị Mận nói với chồng. Khi gần tối, bà Thiêm gọi em ra cổng, nói với em rằng chuyện cái thu có người yêu là thật. Cả trường nó ai cũng biết hết, nên bà ấy nói đừng có dung túng nó. Cần thiết thì cho nó nghỉ học luôn để ngăn cấm chúng nó gặp gỡ. Vì thằng người yêu của cái thu chính là đứa con trai lái đỏ đấy. Nhưng em e nó không thuận tình, mình nên khuyên răn nó thôi, đừng ép nó quá, ở cái tuổi chưa trưởng thành Nhưng cũng không còn bé nữa Dạy bảo đâu phải dễ Anh Hạ lo lắng hỏi lại Mình nói thằng lái đỏ bến giang á à? Đó là con nhỏ ông Bưởi phải không Chị bật đáp lại Đúng rồi sao mình biết Anh Hạ tử tốn nói Mẹ nó là bà Bính Vốn là người làng này đấy Gia đình đó tôi biết Họ cũng thuộc hạng có đạo đức Thế nên chắc con trai không hư được điều tôi lo lắng là cái thu yêu đương sớm sẽ không tốt mà thôi để tôi suy nghĩ rồi sẽ giải quyết việc này sau chuyện mà nghe từ miệng bà thiêm cũng phải điều tra cho kỹ trừ cái bà này làng trên xóm dưới thì còn lạ gì chị mận nghe lời chồng nên im lặng chị cũng chẳng nói gì với đứa cháu chồng bởi nhìn chung thì con bé vẫn rất ngoan thế nên chị làm mợ cũng không tiện để nói hôm sau là ngày chủ nhật được nghỉ học cả ngày nên cái thu tranh thủ cùng em trai đi hái lá dâu trưa hôm đó chờ cả nhà đi nghỉ hết thì anh Hạ mới gọi cháu gái ra gốc cây vải lấy cớ hóng mát để nói chuyện khi có hai cậu cháu thì anh Hạ mới hỏi mày có bạn trai rồi phải không sợ bị phản đối nên cái thu run rẩy dạ cháu cháu sự ấp úng của con bé cũng đủ để anh Hạ khẳng định dù không cần câu trả lời nhưng anh chỉ nhẹ nhàng gian đe hồi bằng tuổi mày thì cậu cũng biết rung động rồi đấy nhưng mỗi thời nó mỗi khác mình là con gái thì phải biết giữ thân. Yêu đường thực ra chẳng có gì xấu, nếu nó không ảnh hưởng tiêu cực." Cái thu thở vào nhẹ nhõm, nó hứa với cậu. "Cậu an tâm ạ, cháu sẽ không làm ảnh hưởng việc học hành và không để cậu phải xấu hổ đâu ạ." Cậu hãy yên tâm im lặng và không nói thêm gì nữa. Anh ta cũng chưa hẳn đã gọi là đứng tuổi, nên một người đàn ông chưa để 40 thì vẫn có thể coi là suy nghĩ còn hiện đại. Anh Hạ vốn còn định điều tra xem Cậu trai lái đò là người yêu của cháu gái là người thiên nào. Nhưng cũng chẳng có dịp gì thuận tiện. ấy thế mà anh lại vô tình bắt gặp cậu ta trong hoàn cảnh không ngờ. Hôm đó là vào một buổi tối mùa thu mà lại sắp tới rằm nên chẳng lên cao tít sáng tỏ cả đường làng. Còn đặc biệt hơn lại là hôm đó chính là sinh nhật của thu. Thế nên Hoàng đánh liều mua một bó hoa với chiếc kẹp tóc đính đá đến tặng người yêu. Thế nhưng đến cổng rồi mà Hoàng lại không dám vào vì lo sợ cậu mợ sẽ nổi giận mà mắng Thu. Thế là Hoàng cứ đắn đo mà đứng trước cửa. Cậu ta chờ tới nội tê cứng cả chân. Ước mong của Hoàng bây giờ chỉ là thấy bóng dáng người yêu để tặng quà và nói với Thu vài ba câu. Nhưng trời lại vũ phàng không thuận lòng người. Cái Thu lại chẳng hề xuất hiện, mà từ cổng vào tới sân cũng đến gần trăm mét. Làm sao mà Hoàng dám gọi tên Thu đây? Cuối cùng không còn cách nào khác, hoàng tính trèo vào rồi treo bó hoa và quà trước cổng nếu mà người lớn có biết thì cũng không đoán được là ai vậy là cậu ta nhanh tay treo gói quà và cải bó hoa ở đó khi quay ra đã thấy một bóng người đằng sau mình khiến cho hoàng sợ hãi hét lên còn người đàn ông đó lại lên tiếng hỏi cậu làm gì mà cứ thập thò ở cổng nhà tôi thế mà tối kia là thứ gì vậy cậu trèo ở đây với mục đích gì ra đó chính là anh hạ anh đi chơi bên nhà hàng xóm về tới cổng nên bắt gặp cảnh ấy đoán ngay cậu trai trẻ tuổi đang cải bó hoa ở cổng là người yêu của cháu gái vậy là anh đứng nép một bên để xem cậu ta làm gì mà nắm gân ngay còn hoàng thì sợ tới vãi linh hồn cậu ta lắp bắp dạ dạ thưa chú cháu là bạn của thu ạ hôm nay biết là sinh nhật thu nên cháu tới tặng quà thôi ạ mong chú đừng giận ạ anh hạ làm vẻ nghiêm túc mà hỏi tiếp cậu bao nhiêu tuổi con nhà ai mà làm bạn với cái thu? Hoàng thật thà trả lời. Dạ, cháu là Hoàng. Năm nay 20 tuổi, con bố bưởi mẹ Bính ạ. Anh Hạ trước sự lúng túng của chàng trai trẻ thì phì cười. Cậu hơn nó mấy tuổi mà là bạn à? Hay là cô giáo quý quá, nên cho lưu ban? Hoàng tẹn tỏ không dám đáp. Ai dè, anh Hạ bảo. Giờ cái thu ở cùng tôi. Tôi là cậu nó cũng phải có trách nhiệm. Tôi không cấm cậu và nó làm bạn. Nhưng phải nhớ là chừng mực. Và không làm ảnh hưởng việc học hành của nó muốn đến chơi thì phải vào nhà mà là cuối tuần thôi nhớ chưa hoàng thờ phảo nhẹ nhõm nên đáp lại rất to dạ cháu hứa ạ. anh hạ lại nói tiếp giờ dạ muộn rồi cậu về đi hòa vây quà để tôi mang vào cho hoàng không thể giấu được niềm vui mừng vội vã trao lại đồ cho anh hạ rồi díu rít cảm ơn mà chào về bởi cậu ta nghe được những lời này thì khác nào là đã được chấp thuận không vui mới là lạ Xem thái độ hớn hở của Hoàng mà anh Hạ cũng vui lây. Mới gặp lần đầu mà anh đã có cảm giác quý mến. Anh biết mẹ của Hoàng là người thục đức thế nào nên con của bà ấy anh cũng có cảm tình. Cái này là vấn đề gần như là di truyền, cũng như người ta nói, giống cây ngọt không thể cho quả chua. Mẹ mẫu mực sẽ dạy con ngoan ngoãn. Mà chẳng phải năm 20 tuổi, anh cũng đã biết yêu cô gái 17 tuổi đấy sao? Rồi cô gái ấy cũng đã là vợ anh tình yêu thì chẳng có gì là đáng bị cấm cản nếu nó không phản ứng tiêu cực. Đến khi vào nhà, anh Hạ còn đưa bó hoa và túi quà, trao lại cho cháu gái, rồi nói với cái thu. Này, có người gửi cậu mang quà về cho mày đấy. Cái thu bé lẽ nhận lấy mà không dám nói gì, còn chị Mận thì ngạc nhiên lắm. Đêm hôm ấy khi nằm cạnh nhau thì chị hỏi chồng. Mình cho phép cái thu yêu đương à? Anh Hạ thì thầm với vợ thì ngày trước bọn mình cũng giống chúng nó đấy thôi. Mà một tình yêu trong sáng thì có gì không tốt. Chị Mật lại im lặng. Trước tới giờ, chị luôn tin tưởng chồng, thế nên anh hạ quyết thế nào chị nghe vậy. Quận chi nó là cháu anh thì để anh dạy dỗ. Anh đồng ý thì chị chẳng ý kiến làm gì. Lại nói về phần gia đình mụ nhâm và lão tình. Không biết do nghiệp quật hay do bùa phản mà mụ dùng mọi loại thuốc an thần đều không ngủ nổi. Màn đêm với mụ là một nỗi ám ảnh rất lớn mụ không tài nào ngủ ngon giấc. Rất. rất khó ngủ, nhưng mỗi lần chợp mắt thì mẹ chồng và vợ đầu của chồng lại về dọa, khiến mụ ám ảnh. Bây giờ mụ mới thấm câu, thả chết trẻ còn hơn làm lễ ma. Mụ cũng đi cúng bái rồi xin bùa bình an khắp nơi, nhưng vô hiệu. Vì quá lo lắng sợ hãi, nên mụ như phát bệnh thần kinh. Chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến mụ sợ tới rụng rời tay chân. Trước kia, một lần lướt át vía chồng, thì bây giờ chỉ biết ngày ngày ngồi trong giường hay đi lại lặng lẽ như hồn ma bóng quế. Rồi hàng đêm lại la hét thất kinh, khiến cho lão tình ngày càng sợ hãi mà muốn tránh ra. Từ trước kia bác sĩ khám cho mụ, người ta bảo mụ bị bệnh tim. Nhưng bây giờ với biểu hiện của mụ, thì bác sĩ lại nói mụ nhâm bị thần kinh hoang tưởng. Mụ thì không tin mình bị điên, nên không chịu uống thuốc, khiến mụ ngày càng không tỉnh táo. Thỉnh thoảng, mụ lại làm nhảm một câu. Buổi lão tàn thật là công lực, nó phản tôi rồi, phản tôi rồi lão tỉnh cũng vì thế mà lại lạnh nhạt với vợ hơn một chút. Cái vòng luận quần ấy cứ lập đi lập lại như vậy, mà còn nghiêm trọng hơn là con Nga không có người quản giáo, lại hư thân hơn nữa. Nó không được Hoàng đáp lại tình cảm, thì tức tối nên muốn tìm một thằng đàn ông khác vẻ đẹp trai, nhà giàu có để trêu tức cái thu. Khi còn chưa kiếm được mối nào, thì một hôm nó đi vào quán karaoke để dự sinh nhật một đứa bạn trong nhóm đua đòi, cùng nó thì gặp thằng Trường. Thằng này thực ra đã có vợ, nhưng vẫn ra ngoài gái gú lăng nhăng, nên vợ nó quản hết tiền. Thế nên mang danh nhà giàu, nhưng làm gì có tiền, mà chạy vác cái mặt bảnh bao đi lừa gái. Thấy con Nga cũng là gái đua đòi, nên thằng đó lại gần làm quen. Chẳng ngờ, con này dễ dãi, mới thấy cái mắt đẹp trai con nhà giàu của nó đã xa vào lòng. Ngày tới hôm đó, nó đã ngủ với thằng trưởng qua đêm, tới sáng hôm sau mới vác xác về. Ở nhà lão tỉnh đang cáu bẩn trời bới. Lão giận lắm, vì đứa con riêng của vợ chưa biết ăn rồi cắp đít đi rồng. Còn bà vợ nửa tỉnh nửa điên thì cũng chẳng giúp được gì. Bởi vậy mà lão vừa phải đi làm vất vả, vừa phải lo việc nhà, rồi hầu bà vợ như cái thây sống. Nỏ mặt mỗi lúc nào cũng thất thần và ánh mắt liếc quanh làm lão sợ hãi và kiệt sức. Lão lại nghĩ, giá có cái thu thì nó đỡ được lão bao nhiêu là việc rồi. Trừ đầu giống còn ngà, đi qua đêm chẳng buồn về. Càng nghĩ, lão càng thấy mình ngu. Bực qua, lão lại đay nghiến vợ là mẹ mà không biết dạy con loại con gái con đứa gì mà đi chơi qua đêm không thèm về thế mà cứ nói con gái người khác là lão tuyết mụ nhâm cứ ngây người ra nhìn chồng nếu lúc trước thì mụ sẽ trời mắng lại chồng nhưng giờ mụ chẳng còn minh mẫn vì thế cái âm mưu đuổi con chồng đi và chiếm cái nhà cho con gái mình của mụ mãi chưa thực hiện được còn lão tỉnh thì lại trời tiếp đời tôi đúng là bất hạnh con đẻ thì bỏ đi vợ thì đạt điên dại. Có đứa còn riêng của vợ thì chẳng biết mặt mũi nó đâu. Đúng là thừa tiền cho lũ người dưng. Đến khi có đói, đừng hòng nó cho. Nuôi nó bao nhiêu năm trời, giờ còn không trông mong được thì lấy chi sau này nó có hiếu. Đúng là tôi ngu quá mà, quả báo, quả báo thật rồi. Mụ nhâm bỗng dưng tỉnh táo, mụ vươn cổ ra ngoài mà chửi chồng. Là phu thế đã thể nguyện bên nhau, quá khó khăn sinh tử. Bây giờ ông lại chỉ chết tôi vì không kiếm ra tiền phải không? Giờ ông thương hai đứa kia thì đi đón chúng nó về. Lão tỉnh quất ẩm lên. Bà thôi đi. Tôi đã nghĩ nát óc mới nhận ra mọi chuyện tôi làm cũng bắt nguồn từ sự dèm pha của mẹ con các người. Bây giờ chúng nó bỏ đi rồi. Còn đứa con gái của bà, nó đi rong chơi bạt. Có ngó tới nhà hay không, nó cũng chẳng thèm chăm sóc bà luôn đấy. Cái đứa con gái vàng ngọc của bà đấy, dùng túng chiều chuộng cho nó lắm vào. Rồi không biết đứa nào, mới bồi trò chắt chấu vào mặt bà đâu. Mộ nhầm cãi lại. Mẹ con tôi thế đấy. Ai bảo ông ngu thì đừng kêu ca gì. Mà con gái tôi, nó cũng không phải loại không biết gì mà ông phải lo cho nó. Chờ đấy, ai lừa được nó ếnh bụng. Lão tình hậm hực lẩm bẩm Đúng là mẹ nào con ấy. Ăn lắm nói nhiều, rồi để cho người khác hầu. Không một chút biết điều lại con trả treo. Mộ nhâm lại giống lên. Lão kìa, lão hối hận vì lấy tôi ư. Vậy thì giết tôi đi, giết chết tôi đi. Sự thách thức của mộ các nào châm dầu vào lửa, Mụ mắc lội cơ bản của những kẻ già mồm là khiêu khích trong lúc người khác đang tức điên. Thế nên, lão tỉnh như mèo bị dẫm đuôi mà sống tới tát vợ một cái ngã xuống nền nhà, miệng lão mắng. Mụ là cái loại ăn ở không biết điều, liệu thần hồn. Không tôi sẽ bỏ mụ, cho mẹ con mụ ra đường mà ở. Mụ nhâm lại trôi chéo. Hỡi làng nước ơi, đến đây mà xem, lão tỉnh hắt hủi tôi đây này. Quần cạn tàu giáo mắng lão tỉnh định xông vào đánh vợ nữa thì đúng lúc con nga về tới nhà nó chạy vào phòng can ngăn rồi đẩy bố dượng ra bên ngoài lão tỉnh tức quá, lại mắng con rành kìa mày đi đú đợt ở đâu bây giờ mới về rồi còn chống đối tao hả con nga cãi lại đấy không phải việc của bố bố sinh ra tôi đâu mà có quyền nhưng tôi không cho phép bố động vào mẹ tôi lão tỉnh tức quá, định cầm chổi đánh con vợ nhưng con nga né được giật cái chổi ném ra xa lão tỉnh sau bao năm lao lực bây giờ không còn sức khỏe để đấu lại sức thanh niên của con Nga. Giận quá, lão lại dọa. Mẹ con mày, liệu đường cuốn réo khỏi nhà tao? Đúng là tao tốn cơm nuôi chó thiên hạ. Nó chẳng trông nhà mình, mà lại chỉ dinh đớp. Nói rồi lão bỏ đi. Trong lòng lão ấm ức lâu nay. Gần một năm, hai đứa con bỏ đi, lão cũng nhớ chúng nó lắm. Lúc đầu là còn giận, sau rồi vì muốn chúng nó nhớ mình mà tự về rồi. Thế nhưng, hai đứa cũng chẳng về lão lại không dám vác mặt sang bên nhà ngoại để gọi chúng về. Còn bây giờ thì lão thẹn với chúng nó, với vong linh của mẹ chúng nó. Đúng là lão đáng bị quả báo. Khi lão tỉnh bỏ đi rồi, thì con Nga lại nói với mẹ nó. Làm sao mà ông ta đánh mẹ? Mộ nhầm lúc này mới nạt con. Tại mày chứ tại ai? Mày đi đâu mà giờ mới mò mặt về? Càng ngày mày càng lưu lỏng. Còn Nga lại xì mặt mà trả lời. Còn lớn rồi, phải đi giao lưu bạn bè chứ. Hôm qua đi chơi về muộn, nên con nghỉ luôn ở nhà nó Mộ nhâm lại kêu ca Mày cũng cãi ông ấy láo quá Ông ấy mà đuổi thì đứng đường nhá Tao đang muốn ông ấy chuyển sổ đỏ sang cho mày Mà mày lại cứ gây chuyện Không cẩn thận Ông ấy là giao hết cho hai đứa kia Là mày không có chỗ dung thân đâu Còn Nga đáp lại mộ nhâm một cách khó chịu Ôi giời Mẹ không phải lo Cứ để con tính Từ lần ngủ với thằng Trường Thì con Nga như phải bùa phải bà của thằng kia mà thằng đấy cô gái theo thì con nào nó từ chối thế là từ đó hai đứa bám nhau suốt con nga bỏ học đi với thằng này mọi lúc mọi nơi khi thằng này gọi mà thằng trường nó còn cho con nga chơi đá cả đêm chúng nó làm tình chẳng biết bao nhiêu lần mà chúng nó gọi là xả đồ đang khi hết tiền chơi bời thì con nga nó lại kể với thằng trường lão bố ruộng đang dọa là sẽ đuổi em ra khỏi nhà vì trốn học đi chơi lão cỡ cậy cái sổ đỏ mang tên lão mà dọa chia hết đất cho hai đứa con của lão. Mẹ kiếp, không lẽ em đốt đi. Thằng kia lại xui nó. Tội gì mà đốt. Em về nhà tìm sổ đỏ, rồi mang đi cầm mà lấy tiền mình đi xóa. Lão ấy biết các phải đi chuộc, rồi lão lấy về, mình lại mang cầm. Mà như thế, lão lại không có cơ hội đi tách sổ chia cho bọn kia. Cái ngang ngù muội lại xem là có lý, nó nói với thằng đó. Được rồi, để em sẽ lấy về. Vậy là nó mặc lại quần áo, lê cái thân tàn tạ vì chơi đồ về nhà. Lúc này lão tỉnh đi làm chưa về, chỉ có mụ nhâm lần thần đang quét sân. Mụ dạo này cũng tỉnh táo hơn, nhưng cái đầu không còn danh ma như trước. Mụ thấy con gái về thì trách. Mày dạo này cứ đi suốt đấy, đến tàu còn bực mình huống chi là ông ấy. Còn Nga lại nịnh mẹ nó. Vì có giận ông ấy nên mới muốn ở nhà bạn. Mà mẹ này, con nghĩ rồi, phải đấy, chuyện rồi đỏ cho con ấy. Thì ông ấy mới không dọa đuổi con hay là sang tên cho hai đứa kia được? Mộ nhâm lại thắc mắc. Nhưng mình bây giờ tự nhiên lại bảo sang tên sổ đỏ cho mày. Làm sao mà ông ấy nghe? Cái Nga lại bơm vào tay mẹ nó. Mẹ biết ông ấy cất sổ đỏ ở đâu không? Để con mang đi nhờ bố của đứa bạn có làm cho. Họ sang tên được, mẹ không phải lo. Mộ nhâm còn hỏi lại. Thế cô làm được thật không? Còn Nga lại tạo niềm tin mà hứa chắc như đinh đóng cột. Thật mà lại, mẹ cứ đưa đây cho con. Mộ nhâm liền đồng ý. Được, nhưng ông ấy cầm chìa khóa rồi, còn sổ đỏ cất trong hòm gỗ ở trong tủ. Còn Nga không nói không rằng, đi kiếm búa và xà beng nệ cánh cửa gỗ tung ra rồi phá khóa ở trước hòm. Khi chiếc hòm mở ra, ngoài giấy công nhận quyền sử dụng đất còn có 7 triệu tiền mặt. Thế là nó lấy cả tiền rồi cho vào túi mang đi luôn. Mụ nhầm lúc này mới sực tình, mụ gọi theo con. Bạn lấy hết tiền để làm gì? Nó bình thản đáp lại. Thì phải có tiền người ta mới làm cho chứ. Nói rồi nó đi luôn, mụ nhầm bỗng dưng sợ lão tỉnh điên tiết mà đánh mụ, nên mụ lại lên giường nằm, coi như không biết. Khi lão tỉnh trở về nhà, thấy tủ bị phá và hòm cũng bị búa đập tan nát, lão cảm giác tính nghẹt thở, nghĩ có trộm lão hét lên. Đứa nào, đứa nào đến đây trộm đồ của ông? Ôi trời ơi, trộm nó khoáng sạch của tôi rồi. Chỉ kêu được thế rồi lão tỉnh ngồi bệt xuống nền nhà thất thần. Mãi lúc sau, lão mới nhớ tới con mụ vợ điên giờ ở nhà. Thế là lão chạy vào phòng, dựng đầu mộ nhâm lên hỏi. Bà nói xem, hôm nay có đứa nào vào đây? Mộ nhâm lại nửa mơ nửa tình nên trả lời rất ngu ngốc. Làm gì có ai? À mà có, có mỗi con ngà về thôi chứ làm gì có ai khác. Lão tỉnh không giữ nổi bình tĩnh mà xách cổ áo vợ mà hết vào mặt mộ. Thế nó đi đâu rồi? Mộ nhâm ú ớ. Tôi, tôi không biết. Lão tỉnh bất lực buông tay vợ, khiến mộ nhâm bị mất đà mà ngã đập lưng xuống đất. Bộ ta kéo dến trong thảm thiết. Ui, đau chết tôi rồi. Lão tình chẳng thèm đáy hoài đến vợ, mà bỏ ra ngoài rồi cầm điện thoại gọi cho đứa con riêng của vợ. Khi nó bắt máy thì lão hỏi luôn. Con kia, mày lấy tiền và sổ đỏ của tao phải không? Mang trả ngay đây, không thì tao báo công an bắt mày. Không ngờ con này đáp lại. Tôi trả sợ, tôi đã đủ 18 đâu. Ông tưởng đưa tôi vào trại mà dễ à? Coi như tôi mượn đi, có gì mà tức giận, mà tôi cầm ở hiệu Thái Hà dưới thị trấn ấy. Muốn lấy lại sổ đỏ, thì ông mang chục triệu xuống đó mà chuộc. Lão tỉnh giận dữ ném điện thoại ra sân vỡ nát. Nhưng nỗi uất nghẹn dày vò lão, khiến lão chỉ muốn đập đầu vào tường, rồi lão lại thét lên. Bà thấy không? Đứa con gái yêu dấu của bà, nó đem sổ đỏ nhà đi cầm cố kia kìa. Mộ nhâm ngẩn ngơ đáp lại. Ờ, thế sao nó bảo nó đi nhờ người sang tên cơ mà nhỉ? Cái bộ não của mộ vì không còn tư duy tốt như trước, nên lời nói hành động phát ra cũng thật lộn xộn và ngu ngốc. Để đến mức phản trù, lão tỉnh nghe được những lời đó thì điên cuồng quát nạt vợ. Bà nói đi, có phải bà đã biết con ngàn nó lấy tiền và sổ đỏ đúng không? Sao bà lại dung túng cho nó làm can? Mộ nhâm trả lời một cách thật thà và không một chút rào hoạt. Thì tại, nó nói muốn lấy nên tôi cho. Nếu là khi trước, mộ sẽ dùng cách thói xảo quyệt để làm mềm lòng chồng nhằm bảo toàn mình nhưng bây giờ mụ thật chẳng khác gì một kẻ đần độn. Lời nói ngây ngô của mụ lại kích động sự tức giận của lão tình tới đỉnh điểm. Hôm đó, mụ bị chồng đánh một trận đòn đau, mụ nhâm chỉ biết kêu than. Đau, đau quá, ông đừng đánh tôi nữa, tôi đau quá. Từ một kẻ điên cuồng yêu mụ tới si mê, lão tình đã khinh ghét người vợ nửa khôn nửa dại tới cùng cực. Có thể bản chất lão vốn khốn nạn, hoặc có thể bây giờ lão mới thực sự tỉnh ngộ mà chút giận lên người mụ nhâm. Nhưng xét về những chuyện của mười mấy năm trước, cũng đâu chỉ là lỗi của mình mụ nhâm. Mà lão cũng có phần tội lỗi vì bạc ác với vợ đầu mà nhu nhược để làm khổ hai đứa con. Mọi chuyện mụ nhâm trước kia đã làm thì lão cũng phải gánh một phần trách nhiệm. Một kẻ khốn nạn và một kẻ đốn mặt thì thực ra chẳng có kẻ nào đáng thương. Cứ xem như bọn chúng tự câu xé nhau để khỏi phiền tới người khác ra tay. Lão tỉnh sau đó cũng chạy vạy tiền để đi chuộc lại sổ đỏ Mộ nhầm thì sau trận đòn của chồng lại càng thêm u mê và bệnh tình càng thêm nặng hơn. Bây giờ, mộ không phân biệt được đêm hay là ngày nữa. Mộ cũng hay tưởng tượng ra mẹ chồng và vợ đầu của chồng khắp mọi ngõ ngách ở trong nhà. Lúc thì mộ mạnh miệng đuổi họ. Các người chết rồi cơ mà. Sao lại ở đây được? Màu cút đi. Cô xuống giấy âm ti của các người đi. Các người không làm gì được ta đâu. Nhất định không làm gì được ta đâu. Có khi quá sợ hãi thì mộ lại quỳ xuống cầu xin. Con xin mẹ tha tội cho con. Con sai rồi. Mẹ đừng về dọa con nữa. Hoặc mụ lại bái lạy rồi làm nhàm. Tôi xin chị đừng tìm về đây nữa. Hãy tha cho tôi. Cậu xin chị tha cho tôi. Thế rồi mụ lại lúc khóc lúc cười. Khiến cho nhảy cứ như cái sân khấu trèo. Có người bảo mụ bị ma làm. Vì đã làm gì phạm tới tâm linh. Mà thực ra mụ sợ quá thành bệnh. Hay bị vong ám vì bùa phản. Chắc đến mụ cũng không biết. Nhưng lão tỉnh cuối cùng. Cũng không đành bỏ mặc mà vẫn chăm sóc bà vợ đã ra điên dại đó. Lão cho rằng đây là cái nghiệp mà mình phải gánh nên cũng chẳng dám kêu than. Chỉ là muốn nhận lại con nhưng lão không dám đối diện với chúng nó. Lạ từ khi mụ nhâm hóa điên cũng hay tưởng lão là con Nga nên làm nhảm mà nói ra những chuyện. Nào là cái bao cao su là con Nga giấu trong góc tủ quần áo của cái thu. Còn về đồng tiền trước đó cũng chính là tay mụ sắp xếp thì lão tình lại càng xấu hổ với con gái hơn lão cười chua chát về sự ngu ngốc và nóng nề trước kia của mình chính lão đã đẩy gia đình lão tới ngày hôm nay thì còn trách ai mà lão tình còn một điều chăn trở là con nga đi mất từ giọng ấy không về lão cũng muốn làm một việc tốt đẹp như là cuối cùng trong đời là dạy dỗ nó nhưng nó đi đâu lão cũng chẳng biết rồi một ngày con nga về thật nhưng bây giờ nó vật vờ chỉ còn bộ xương khô không còn sức sống lão không mắng trời mà chỉ nói nó mày về thì liệu mà lo việc nhà rồi mà chăm sóc mẹ mày đi con nga không đáp chính nó cũng bất ngờ vì tưởng sẽ bị bố dược đánh mắng sau đó nó cũng chỉ thở dài nhìn mẹ nó chẳng còn chỗ nào để đi thì mới trở về và nó chắc rằng lão tình cũng biết điều đó nhưng lão không đuổi nó cũng khiến nó cảm kích rồi lý do con nga phải chạy về nhà cũng lộ ra ngày hôm sau khi lão tình cũng ở nhà thì có một nhóm người tới tìm con nga Thì vào tận trong sân thì một người phụ nữ hỏi lão tình. Còn Nga là con gái không? Nó cặp kè với chồng tôi lâu nay. Vừa rồi chúng nó bảy mưu ăn cắp tiền của tôi đấy. Ông có biết không? Lão tình trao mày. Thực tình là tôi không biết. Nhưng mà xin cô hãy bình tĩnh để tôi dạy dỗ lại nó. Người đàn bà ấy lại quát. Ông không dạy nổi để tôi dạy. Chúng nó trộm tiền của tôi rồi chơi bời hút hít với nhau. Thằng kia thì tôi sẽ xử. Nhưng con này tôi cũng không tha được. Rồi nó lại gọi. Con Nga đâu rồi? Mày đừng tưởng trốn được, khốn hồn thì ra đây. Còn Ngạp bước ra như xác định được hậu quả, mà sẵn sàng chấp nhận. Nó bình thản đáp. Tôi đây. Tức thì người kia ra lệnh cho lũ theo mình. Chúng mày, đánh nó gãy răng cho tao. Thế là cả đám tôm tới đánh con Nga. Kẻ đấm kẻ đá rất tàn nhẫn. Tới nỗi lão tỉnh không để yên được mà lên tiếng. Thôi cô ơi, tôi xin cô, cô hãy thả cho nó. Nếu nó chết thì cô có yên không? Người đàn bà kia không chút động tâm, cô ta vẫn giữ biểu cảm lạnh lùng, cũng giống như mụ nhâm đã không còn tỉnh táo nữa. Mụ nhìn từ cửa sổ phòng ra sân, thấy con gái mình bị đánh mà chỉ cười hình hạch. Cho tới khi đụng quẩn con Nga thấm máu ồ ạt dính cả nền sân, thì mụ nhâm mới hét lên. Máu, máu kìa, có máu chảy rồi, lạng nước ơi, có đứa đến giết tôi rồi. Thế rồi mụ hét ẩm ý mà lao ra khỏi nhà, bọn kia dừng tay lại, có kẻ nói với đứa được cho là vợ của thằng Trường. Nó xảy thai rồi chị ạ, con kia ra lệnh, rút tôi chỗ mày. Sau đó tránh lão tình gọi người đưa con Nga tới viện. Rồi lão cũng đi tìm vợ, nhưng mà chẳng ai thấy đâu. Cho tới ba hôm sau, thì có người báo thấy xác người đàn bà nổi trên hồ nước giữa làng. Lão tỉnh đến xem, thì nhận ra đó chính là vợ mình. Vậy mà lão lại lo ma chay cho vợ. Người trong làng đồn nhau, chắc do mụ bị điên, mà ra đó la hết nên đã xảy chân rơi xuống đó còn nga biết mẹ chết thì trốn viện về thắp hương cho mụ nhâm rồi cũng bỏ đi luôn mà bật vô âm tín sau cái chết của vợ thì lão tình trở nên u uất hơn lão muốn tìm gặp con mình mà không dám lên tiếng đành đánh tiếng để xem thái độ của cái thu và thằng đông hôm lên chùa cậu siêu cho vợ thì lão gặp hàng xóm gần nhà vợ đầu bà này tên là sử vốn cũng hay lên làm công quả thế là lão tình lại gần bắt chuyện Bác sử dạo này vẫn khỏe chứ hả? À? Bà Sử quay lại nhìn thấy lão mà nhận ra người quen nên cũng niềm nở. Chú Tình đấy hả? Thế chú dạo này thế nào? Lão Tình buồn thiêu đáp lại. Em vẫn bình thường ạ, à, nhưng ở một mình thì buồn quá. Em chả sợ chết, chỉ sợ cô đơn. Bà Sử hỏi lại. Thế sao chú không gọi hai đứa con nó về? Chuyện đi đúng hướng nên Lão Tình lại làm câu chốt. Em mong chúng nó về lắm, nhưng mà lại ngại. Cậu biết chúng nó có chịu về không mình là cha chẳng lẽ lại tới quỷ gối xin lỗi con mà em đã sai quá sai rồi bà xử lấy làm thương cảm thì liền đáp lại chú cứ an tâm rồi bọn trẻ nó trưởng thành hơn một chút thì sẽ nghĩ lại lúc đó chúng nó sẽ về mà hai đứa nó tôi cũng thấy ngoan ngoãn biết phép tắc tôi tin là nó sẽ về với chú sớm thôi còn người ai chẳng có sai sót biết sai thì sửa chữa bù đắp chú ạ à lão tình lại làm vẻ âu sầu đáp lại. Vâng, em chỉ mong có thế. Và đúng là lão đã đạt được sự thương cảm của bà Sử. Bà này hôm sau lại sang nhà bà cụ Nam chơi, cũng cốt là để đưa tin. Nói chuyện loanh quanh một hồi, rồi bà ta nói lại với bà ngoại của cái thu. Dạ, tháng này con đi chùa gặp chú tình bà. Chồng chú ý dạo này tiểu tụy lắm. Bà cụ Nam thở dài đáp lại. Nghiệp chướng của nó quá nặng mà. Bà Sử lại lựa lời gợi chuyện còn thấy tội quá bà ơi chú ấy nói nhớ hai đứa lắm mà thấy có tội với chúng nó nên không dám đến thăm chú ấy chỉ mong nó về với chú ấy ạ à. những lời bà sử nói cũng làm lay động tâm can của bà cụ và cái thu nhưng anh hạn lại nói ôi dảo ơi hối hận giờ còn ích gì nếu đứa còn riêng kia không láo tuyết bỏ nhà đi bụi và bụi đó thì bị điên thì ông ta có hối hận không bây giờ bụi đó chết nên ông ta sống một mình trong cô độc thì mới thấm sợ anh Hạ nóng tính và kích động nên bà sử vội chào về. Bây giờ chỉ còn người trong nhà thì chỉ Mận mới lên tiếng. Dù sao thì cũng là máu mủ ruột già, cặp chúng nó về thăm hỏi bố chúng nó thì cũng không được. Người ta cải tả quy chính, không bao giờ làm muộn, mà ông ấy cũng đã hối hận rồi. Hai vợ chồng cậu mợ mỗi người một ý, khiến cho cái thu và thằng Đông không dám mở lời, rồi bà Nam lại nói với hai đứa cháu ngoại. Bây giờ bà cho bọn con tự quyết định, Hai đứa đã lớn rồi, tự suy nghĩ lấy, chúng mày tính thế nào? Suy nghĩ hồi lâu, rồi cái thu mới đáp lại. Dạ, theo cháu nghĩ, bọn cháu nên qua lại thăm bố ạ. À. Chị Mận và bà Nam cũng đều hài lòng, còn anh Hạ thì không ý kiến gì nữa. Thế là hai đứa thỉnh thoảng cũng về nhà thăm. Đến ngày cả Hoàng cũng lấy làm vui mừng. Cậu ta biết cái thu nghĩ gì và hiểu nỗi dây dứt trong lòng của người yêu. Tuy giận bố, nhưng làm sao cái thu nỡ từ mặt đứng thân sinh Bây giờ ông ấy sống một mình Lẽ nào cái thu lại chẳng đoái hoài Vì thương người con gái nết na hiệt thục ấy Mà Hoàng đã cố gắng chăm chỉ ngày đêm 21 tuổi đầu Mà Hoàng đã làm chủ một tiệm cơ khí nhỏ Thì cũng là có trí lắm Bởi cậu mong rằng Mình sẽ đủ khả năng che chở cho thu Nếu cô ấy muốn làm cô giáo Thì Hoàng sẽ giúp ước mơ đó thành sự thật Mà niềm khao khát cuối cùng của Hoàng Là được hạnh phúc bên người mình yêu Nên cậu ta đã tự biết Phải có trách nhiệm với tương lai từ ngày hai đứa con chịu qua lại thì lão tình phấn khởi lắm. Trở thằng Đông đã đủ 18 tuổi, lão âm thầm tách sổ đỏ để chia mảnh đất làm hai cho chị em nó. Rồi biết tin có trai nhập ngũ, lão gọi bọn chúng về mà nói. Bây giờ bố già rồi, chị sợ nhắm mắt xuôi tay vẫn chưa lo được tương lai yên ổn cho các con. Thế nên, bố đã tách mảnh đất này ra làm hai cho mỗi đứa một phần, các con thấy sao? Cái thu đáp lại, bố còn trẻ lắm, bố được vội chia đất làm gì bố ạ à? đất là của bố do ông bà để lại giờ bố còn khỏe bọn con không đòi hỏi gì đâu lão tỉnh lại nói bố ở là bố vẫn ở nhà này nhưng bố muốn làm rổ sách cho đàng hoàng để khi bố chết thì chúng mày cứ thế mà thực hiện phần bố cho đứa nào thì đứa đấy hưởng thằng đông bấy giờ trả lời bố vậy thì tùy bố ạ à. bố chia thế nào thì chúng con nhận thế ấy chị em con cũng không tranh giành nhau ạ à. Lão tỉnh nghe thế cũng lấy làm mãn nguyện, nhìn các con trưởng thành ngoan ngoãn, lão cũng bớt cắn rứt lương tâm. Nhân là thằng Đông, nó có vẻ chín chắn và biết lo nghĩ lắm. Thế nên, nó đi bộ đội, lão cũng an tâm mà tin nó rắn giỏi trở về. Nhưng chẳng chờ được con trai về mà lão đã đổ bệnh. Năm ấy, cái thu đã học cao đẳng mầm non năm thứ hai. Nó về thăm quê cũng là về thăm bố. Hôm đó cả Hoàng cũng chờ thu đi. Vậy mà tới cổng, cái thu gọi mãi cũng chẳng thấy bố ra mở cổng. Nó lấy điện thoại ra gọi cũng chẳng thấy bắt máy. Xong rồi, Hoàng quyết định trèo rào và chạy vào nhà thì phát hiện lão tình đã bất tỉnh. Hai đứa vội vã đưa bố tới viện. Lão ta cũng được cấp cứu ngay. Nhưng sau khi thăm khám, bác sĩ đã gọi cái thu vào phòng làm việc rồi thông báo. Bố cô bị ung thư phổi giai đoạn cuối rồi. Nhìn bắp tay vào các vết trích thì tôi đoán ông ấy đang điều trị bằng thuốc. Có nghĩa là ông ấy đã biết bệnh nhưng mà giấu người nhà thôi. Tuy nhiên, bệnh tình của ông ấy có thuốc, cũng chỉ là cầm cự và tránh cơn đau đớn, chứ không còn công hiệu gì nữa. Hôm nay, ông ấy bất tỉnh là do không thở được. Nếu không được cấp cứu kịp thời, thì ông ấy đã không còn trên đời rồi. Thế nên, người nhà cũng cần chuẩn bị tinh thần trước đi. Cái thu khắp như mưa, hỏi lại bác sĩ. Bố cháu, bố cháu không còn hy vọng gì nữa hay sao ạ? À? Vì bác sĩ giả đưa ngón tay trỏ lên, đẩy gọng kính, rồi buồn rầu đáp lại. Tôi rất tiếc, đã quá muộn rồi. Cải thu khắp nước nở rồi lảo đảo bước về phòng bệnh. Nếu không có Hoàng trông thấy mà chạy ra đỡ, chắc nó đã ngã ra hành lang của bệnh viện. Khi đến giường bệnh của bố thì nó lại trách lão tình. Sao bố bị bệnh mà lại giấu con? Sao bố không nói với con ngay từ khi biết bệnh để mà lo chữa trị à? Lão tỉnh lại bình thản cười nhẹ nhàng mà đáp lại con gái. Ta con trưởng thành rồi, bố không còn vương vấn gì trên đời nữa. Bố gặp mẹ con sớm một chút cũng tốt bố muốn tạ tội với bà ấy muốn xin bà ấy tha tội cho bố thu nghẹn ngào mà không nói nổi nói chuyện còn biết gục đầu vào vai bố còn lão tình lại nói tiếp ước nguyện cuối cùng của bố là mong con và cậu hoàng yên bỉ ra thất bố muốn nhìn thấy còn mặc váy cưới cô dâu hoàng không để thu kịp trả lời mà cậu ta đã hứa vâng ạ nếu bố cho phép rồi thì có xin cưới Thu ngay trong tháng này bố mẹ con cũng đã mong thu về làm dâu từ lâu rồi ạ việc học hành của cô ấy cũng sẽ không bị gián đoạn, bố an tâm. Thế là đám cưới của Thu và Hoàng cũng mau chóng diễn ra, chỉ là không trọn vẹn, khi đông vẫn trong quân ngũ không về dự được. Sau cưới, hai vợ chồng lại dọn về ở cùng lão tình để tiện chăm sóc bố những ngày cuối đời. Vài tháng sau khi lão tình qua đời, trên môi lão nhoẻn nụ cười he hé, hé. Tài lão lại cầm tấm ảnh duy nhất của vợ, để lại hoen ố vì thời gian. Lẽ nào Lão sợ gần 20 năm qua rồi, thì không còn nhận ra vợ đầu nữa. Lão vẫn muốn tìm người phụ nữ ấy để xin một lời tha thứ cho sự phụ bạc của mình. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã vừa lắng nghe xong bộ truyện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng Thu Hà và mong rằng quý vị và các bạn sẽ luôn tiếp tục ủng hộ Thu Hà trong những bộ truyện tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.